Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 65. Cách hải tuyển còn một chút thời gian, không cần phải gấp như vậy, Mạc công tử có cần nghỉ ngơi trước hay không, đợi rảnh rỗi, chúng ta lại nói cũng không muộn. Mạnh Hữu Vi nhìn Nam Cung Thanh đứng bên Mạc Phàm, trong mắt hiện lên chút dị sắc hỏi. Nam Cung Thanh phát hiện ra ánh mắt của Mạnh Hữu Vi, khuôn mặt hơi đỏ lên. Mạnh thúc thúc cần Tiểu Thanh tránh đi không? Chuyện này không phải là bí mật, không cần Tiểu Thanh cô nương tránh đi, chỉ là nếu hai người không cần nghỉ ngơi, bây giờ ta có thể nói cho mọi người nghe chuyện hải tuyển. Mạnh Hữu Vi cười nhạt nói. Tuy chuyện hải tuyển không lan truyền rộng, nhưng không phải bí mật gì. Mạnh thúc thúc cứ nói đừng ngại, Tiểu Thanh cũng có chút hứng thú với hải tuyển của Thần Nông Tông lần này. Được rồi, hải tuyển lần này chủ yếu là Thần Nông Tông muốn chọn một chiến tu. Đại diện cho Thần Nông Tông tham dự đại bỉ trăm năm vào một năm sau, cho nên phạm vi không chỉ là tinh vực dưới trướng Thần Nông Tông, những tinh vực khác phàm là tu sĩ có thân phận đáng tin cậy đều có thể tham gia. Nếu là tinh vực dưới Thần Nông Tông, mỗi thành có thể tiến cử một người, những nơi khác thì từng tinh cầu tiến cử một người. Mạnh Hữu Vi nói, Thần Nông Tông là một trong thập đại tông phái, vì sao không phái đệ tử hạch tâm của mình tham gia, phải lựa chọn đệ tử thông qua hải tuyển, nếu ta nhớ không nhầm. Đại bỉ lần trước Thần Nông Tông lấy được quán quân. Nam Cung Thanh gãi má, cảm thấy khó hiểu nói. Nam Cung Thanh vừa mới nói xong, vẻ mặt Nam Cung Ly rầu rĩ không vui, bĩu môi nói. Đại bỉ lần trước sở dĩ Thần Nông Tông đạt được quán quân, là vì người của Thần Nông Tông có thể dây dưa tới khi đối phương không còn chút linh khí nào, cuối cùng bị đánh bại, thế cho nên đại bỉ lần này đã sửa quy tắc. Ra ra, sửa quy tắc gì ạ? Nam Cung Thanh tò mò hỏi. Mỗi trận đấu không thể vượt quá một canh giờ, nếu vượt quá, người chủ động ra trận thắng. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vậy mà tiểu tử ngươi cũng biết. Nam Cung Ly nhướng mày, nhìn Mạc Phàm với vẻ bất ngờ. Đoán. Mạc Phàm giải thích. Trái lại hắn có biết chút ít chuyện này, bởi vì đại bỉ trăm năm lần trước, là con trai của nhị sư huynh hắn đại diện cho Thần Nông Tông tham gia. Hắn từng gặp tiểu tử này mấy lần. Còn học luyện đan một thời gian với hắn, tuổi không lớn, nhưng trầm ổn hơn người trưởng thành khác nhiều. Dựa vào bí kỹ y pháp vững chắc và tu vi không kém, vậy mà tiến vào trận chung kết. Trong trận chung kết, anh ta và người Nam Cung ra đánh 3 ngày 3 đêm, đa số thời gian đều dựa vào các loại y pháp chữa thương, khôi phục, làm hao liên tục linh khí của đệ tử Nam Cung ra, đánh bại đối phương. Vì phòng ngừa trận đấu như vậy xảy ra, quy tắc đại bỉ được sửa lại. Sau khi sửa chữa quy tắc, thì không thích hợp với đệ tử Thần Nông Tông lấy y nhập đạo. Đương nhiên Thần Nông Tông có thể trở thành thập đại tông môn, thì sức chiến đấu cũng không tệ như vậy, nhưng công pháp ảo diệu của Thần Nông Tông chỉ có người cấp bậc Nguyên Anh trở lên mới có thể biểu lộ. Mà người tham gia đại bỉ, chỉ có thể là Nguyên Anh kỳ. Như vậy chuyện này vô cùng bất lợi đối với đệ tử của Thần Nông Tông. Người đoán không sai, sau khi sửa quy tắc này, nếu Thần Nông Tông phái đệ tử của tông môn mình, đừng nói là quán quân, chưa chắc đã lọt vào top 100, bọn họ không tìm chiến tu cũng không được. Nam Cung Ly không hỏi nhiều, nói. Ấp ế ế ấp ồ ế ế ế ấp ớ được phái tham gia đại bỉ, bất luận là ai đều là chiến tu đứng đầu được bồi dưỡng đặc biệt ở các tông phái, thực lực không thể dùng phi phàm để hình dung, hạn chế một canh giờ sẽ đào thải đệ tử Thần Nông Tông rất nhanh. Thời gian công bố quy tắc đại bỉ cách quá ngắn bắt đầu đại bỉ. Căn bản không đủ để Thần Nông Tông bồi dưỡng ra một chiến tu. Phải biết rằng chiến tu cường đại, đều bắt đầu huấn luyện từ nhỏ, một năm không có tác dụng gì. Thay đổi quy tắc, như vậy chẳng phải không công bằng với Thần Nông Tông sao? Nam Cung Thanh hơi bất mãn nói. Nam Cung Thanh còn chưa dứt lời, cô mới mở miệng, Nam Cung Ly đã tức muốn chết. Nếu quy tắc thay đổi từ sớm, quán quân đại bỉ lần trước đã là của Nam Cung gia bọn họ. Vậy mà Nam Cung Thanh nói không công bằng với Thần Nông Tông. Ta cảm thấy là không công bằng với Nam Cung gia chúng ta mới đúng, nếu không sửa quy tắc, tiểu tử này không thể tiến vào Thần Nông Tông nhanh như vậy đâu. Nam Cung Ly cố nén giận nói. Thanh chủ, lúc trước ngươi nói có thể nhìn thấy thông tin của người tham gia hải tuyển là thông qua phương thức gì? Mạc Phàm mỉm cười hỏi. Trong số những người tham gia hải tuyển, không chỉ có tinh vực dưới Thần Nông Tông, còn có cao thủ những tinh vực khác. Như vậy thông tin về đối thủ sẽ phiền phức hơn nhiều. Thứ này, Mạnh Hữu Vi lấy một lệnh bài màu đen ra.
ông ta rót linh khí vào trong, ném lệnh bài lên không trung. Một đạo quang bắn từ trong lệnh bài ra, chiếu một danh sách lên trên vách tường. Trên danh sách này là thứ tự từ 1 tới 100, mỗi vị trí đều có một cái tên. Đây là danh sách hải tuyển do Thiên Cơ Các tuyên bố, chỉ có thông tin của 100 tuyển thủ. Mạnh Hữu Vi giải thích. Hóa ra là như vậy. Mạc Phàm hiểu ra nói. Trái lại hắn có biết về Thiên Cơ Các, một tông môn rất nổi tiếng ở tu chân giới, tông chủ là mỹ nữ tuyệt thế, chuyên phụ trách thu thập tin tức, sắp xếp các danh sách. Kiếp trước bảng Y Tiên có hắn, cũng là Thiên Cơ Các sắp xếp. Hắn chỉ không ngờ trận đấu như hải tuyển của Thần Nông Tông, vậy mà Thiên Cơ Các cũng không bỏ qua. Rất nhanh hắn tìm được cái tên quen thuộc trong danh sách, Vọng Cơ Vọng Nguyệt Lâu. Hả? Mạc Phàm nhướng mày, trong mắt lộ vẻ bất ngờ. Kiếp trước Vọng Cơ sư huynh là người đại diện cho Thần Nông Tông dự thi, hiện giờ chỉ thứ 69. Nhưng hắn xem xong thoải mái hơn. Ở vị trí thứ 99, vẫn viết tên Mộ Dung Phi của Viêm Dương Thành. Bởi vì còn chưa bắt đầu hải tuyển, danh sách này cập nhật hơi muộn, có không ít người còn chưa biểu lộ thực lực, chỉ có thể dựa vào chiến tích lúc trước, cho nên Vọng Cơ sư huynh của hắn mới được xếp ở vị trí thấp như vậy. Tuy danh sách không chính xác lắm, nhưng hắn vẫn nhìn mấy cái tên đứng đầu. Thứ nhất, Chiến Thần Thành Tương Thành, thứ hai, Kiếm Mộ Tinh Lý Thu Minh, thứ ba, Ma Thiên Thành Ôn Thủy Hàn. Trái lại hắn biết những nơi này, người thì ngoại trừ Lý Thu Minh ra hắn đều không có ấn tượng, dù sao qua đi lâu như vậy rồi. Hắn cũng chỉ nhớ mơ hồ về Lý Thu Minh, cụ thể là người này có gì hơn người, tạm thời hắn không nghĩ ra. Nhưng nếu có thể lọt vào top 10, chắc chắn có chỗ phi phàm, phải nghiên cứu cẩn thận mới được. Thành chủ, có thể cho ta mượn thiên cơ lệnh này mấy ngày được không? Mạc Phàm hỏi. Lệnh bài chiếu ra danh sách của Mạnh Hữu Vi là thiên cơ lệnh, nếu những người này được xếp vào danh sách, thông qua thiên cơ lệnh có thể tra rõ thông tin của bọn họ, nhưng chuyện này cần thời gian nhất định. Mạnh Hữu Vi còn chưa trả lời, Nam Cung Ly đã tức giận xen miệng nói. Tiểu tử, người muốn xem thông tin về những người này trước, hay là giải ngũ quỷ phệ hồn chú trên người ngươi xuống trước đây? Thiên cơ lệnh có thể cho ngươi mượn, nhưng Nam Cung tiền bối nói không sai. Quả thật ngũ quỷ phệ hồn chú là vấn đề lớn. Mạnh Hữu Vi lộ ra vẻ thận trọng, nói. Mạc Phàm biết rõ Mộ Dung Yến là người của Ngạo Nhật Sơn Tông, nhưng vẫn để lộ ngũ quỷ phệ hồn chú trên người. Cha con Mộ Dung Yến không thể làm gì Mạc Phàm, nhưng nếu chuyện này truyền tới Ngạo Nhật Sơn Tông, sẽ rất phiền phức. Ông ta làm việc chung với Mộ Dung Yến lâu như vậy, nên hiểu rất rõ về Mộ Dung Yến, loại chuyện này Mộ Dung Yến tuyệt đối sẽ làm được. Chỉ sợ Mạc Phàm còn chưa tới hải tuyển, đã bị người của Ngạo Nhật Sơn Tông giết chết. Ngũ quỷ phệ hồn chú của Ngạo Nhật Sơn Tông không dễ giải đúng không? Trong mắt Nam Cung Thanh tràn đầy lo lắng, nói. Phải xem tiểu tử này giết người nào của Ngạo Nhật Sơn Tông, giết bao nhiêu người. Mạnh Hữu Vi nói. Cùng là ngũ quỷ phệ hồn chú, cũng phân ra cấp bậc, ngũ quỷ phệ hồn chú trong tông môn Ngạo Nhật Sơn Tông phức tạp nhất, những chú này gần như khó giải. Ngũ quỷ phệ hồn chú trên người bàng môn, chi nhánh và gia tộc nhánh thì đơn giản hơn nhiều, nhưng cũng rất phiền phức. Ra ra, người cũng không giải được nguyền rủa này sao? Nam Cung Thanh nhìn Nam Cung Ly, hỏi. Nguyền rủa này, thỉnh thoảng ta mới tìm hiểu về y thuật với đám người của Thần Nông Tông, sao ta có thể giải được nguyền rủa này? Nếu ta giết người của Ngạo Nhật Sơn Tông, nguyền rủa này không thể dính lên người ta được, chỉ là tu vi của tiểu tử này không tinh, mới bị như vậy. Nam Cung Ly tức giận nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Không sao, nguyền rủa này vốn không dính lên người ta được, là ta tự phóng lên người, ta từng giải trừ một lần rồi, giải trừ nguyền rủa này cũng không thành vấn đề, chẳng qua không cần thiết, ta muốn dùng nguyền rủa này hấp dẫn người của Ngạo Nhật Sơn Tông tới. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cái gì? Bao gồm Nam Cung Ly và Phương Văn Viễn ở bên trong, sắc mặt mấy người đều thay đổi. Mạc Phàm có thể giải trừ được ngũ quỷ phệ hồn chú hay không bọn họ không biết, nhưng Mạc Phàm có thể giải trừ được nó, lại cố ý để ngũ quỷ phệ hồn chú dính lên người, còn để lộ ngũ quỷ phệ hồn chú trước mặt gia tộc nhánh của Ngạo Nhật Sơn Tông, chỉ sợ không có mấy người ở tu chân giới dám làm như vậy. Tiểu tử, người thật sự từ hạ giới tới sao? Nam Cung Ly nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hỏi. Lão gia tử cảm thấy lá gan của ta quá lớn sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Lá gan của ngươi không phải lớn bình thường,
nhưng lần này là Tiểu Thanh vì ngươi mới tới Viêm Dương Thành, hơn nữa lại có phiền phức, đúng lúc chúng ta không vội trở về, lúc này mới đợi ngươi 3 ngày, nhưng sau này ngươi không có vận khí tốt như vậy đâu. Nam Cung Ly lạnh lùng nói. Ra ra. Nam Cung Thanh vội vàng kéo ống tay áo Nam Cung Ly, đỏ mặt kêu lên. Chuyện lần này, vẫn phải cảm ơn Nam Cung lão gia và Tiểu Thanh cô nương, đợi ta tiến vào Thần Nông Tông, nhất định sẽ tới cửa bái tạ. Mạc Phàm cúi người nói. Dù thế nào Nam Cung gia cũng coi như giúp hắn một tay, tất nhiên hắn sẽ không quên chuyện này, hắn biết không thể dựa vào Nam Cung gia hoàn toàn được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nam Cung Ly nghe thấy lời Mạc Phàm nói, thì thất vọng lắc đầu. Tiểu tử, nếu ngươi có thể vào Thần Nông Tông, lão nhân ta không nói gì, nhưng ngươi cảm thấy mình có thể vào được Thần Nông Tông sao? Trước mắt Mạc Phàm có thể sống được bao lâu thì không biết, còn suy nghĩ chuyện xa hơn. Ra ra, ngươi không thể nói chuyện tử tế với Tiểu Phàm ca ca được sao? Nam Cung Thanh khuyên. Mạc Phàm cũng không tức giận, cười khẽ. Nam Cung lão gia tử cảm thấy Ngạo Nhật Sơn Tông sẽ phái người có tu vi gì tới giết ta. Giết ngươi, tu sĩ Nguyên Anh giết ngươi hơi phiền phức, tu sĩ hóa thần kỳ là đủ rồi, nhưng khả năng Ngạo Nhật Sơn Tông phái tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong tới lớn hơn một chút, dù sao ngươi chỉ là tu sĩ Kim Đan, nhưng ngươi thực sự cảm thấy mình có thể giết tu sĩ Nguyên Anh ở nơi này, thì nhất định giết được tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong của Ngạo Nhật Sơn Tông sao? Nam Cung Ly lạnh giọng hỏi. Sở dĩ Mạc Phàm có thể chạm 40, là vì những người mà Mạc Phàm đối phó đều là tu sĩ Nguyên Anh ở nơi nhỏ như Liệt Hỏa Tinh. Mạc Phàm giết những người này, giống như một tu sĩ tu chân giới giết tu sĩ hạ giới. Tuy là cùng cấp, nhưng không khác gì hợp kim siêu cấp và sắt vụn. Đổi lại là cao thủ Nguyên Anh của một số đại tông môn, đại thế gia, Mạc Phàm tuyệt đối không có bản lĩnh như vậy. Sở dĩ những đệ tử thân truyền hạch tâm của tông môn này và công tử thế gia không chạm 40, là vì tu sĩ Nguyên Anh bình thường không dám trêu chọc bọn họ, tu sĩ Nguyên Anh dám trêu chọc bọn họ, phần lớn là người không khác cấp bậc bọn họ lắm, hợp kim siêu cấp đụng chạm với hợp kim siêu cấp, chạm 1 đã khó, càng đừng nói chạm 40. Vậy chúng ta đánh cược nhé, thế nào, Nam Cung lão gia tử? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nói. Đánh cược gì? Nam Cung Ly nhướng mày, nói. Nếu ta có thể sống đến hải tuyển, trở thành đệ tử của Thần Nông Tông, thì tính lão gia tử thua, lão gia tử phải đến yêu tộc Thanh Khâu mộ tìm một tiểu nha đầu tên Yến Tử giúp ta, nói với cô ấy ta đến đây, bảo cô ấy sau đại bỉ trăm năm đến Thần Nông Tông đợi ta, nếu ta không vào được Thần Nông Tông, vậy tính tha thua. Mạc Phàm nói. Nam Cung Ly không tin hắn cũng rất bình thường, đổi lại là những người khác cũng sẽ không tin. Muốn sống sót khỏi đuổi giết của Ngạo Nhật Sơn Tông, quả thật rất khó, nhưng hắn sẽ làm được. Thua thì thế nào, trên người tiểu tử ngươi có thứ gì có thể đả động được ta sao? Nam Cung Ly vuốt râu, nói với vẻ khinh thường. Chuyện này thì ta có không ít, trên người ta có 2 thanh linh kiếm, hẳn là đều có thể đả động tới lão gia tử. Nhưng nếu ta thua, ta muốn cho ngươi một thứ khác, giá trị của thứ này không dưới 2 thanh linh kiếm kia. Mạc Phàm vô cùng tự tin nói. Tiểu tử, người quá tự tin rồi, đó là thứ gì? Trước mắt Nam Cung Ly sáng lên, nghi ngờ nói. Ta đạt được đạo tuyệt trong một bí cảnh ở hạ giới, ta cảm thấy có thể khiến tu vi của lão gia tử tăng thêm một bước. Mạc Phàm lấy ngọc giản ra, đưa cho Nam Cung Ly. Có thể khiến tu vi của ta tăng thêm một bước sao? Lần này không chỉ Nam Cung Ly, sắc mặt mọi người ở đây đều thay đổi. Hừ, tiểu tử. Ngươi biết ngươi đang nói linh tinh gì không? Chỉ trong chớp mắt Nam Cung Ly mới phản ứng kịp, lạnh lùng nói. Nam Cung Ly đã là hóa thần đỉnh phong, lại tiến thêm bước nữa, sẽ là cảnh giới hợp đạo chân thật. Hóa thần là giả chân thật, hợp đạo là thực chân thật, nhất niệm nhất bồ đề, nhất xa nhất thế giới. Giả đã không dễ, khiến cho không ít tu sĩ Nguyên Anh nhìn mà dừng lại, thực chân thật, càng thêm khó đi sâu. Mạc Phàm chỉ là tu sĩ Kim Đan. Cho dù có chút bản lĩnh, nhưng khiến tu sĩ hóa thần tới cảnh giới hợp đạo, chuyện này như hạ thiền ngữ đông, đông trùng ngôn hạ. Có tin hay không tùy ngươi, đạo tuyệt trong ngọc giản này ta cho ngươi trước, nếu ta thắng cũng tặng cho ngươi, ngươi truyền tin tức giúp là được, ngoài ra ta cho ngươi xem một thứ có thể khiến ngươi tin tưởng. Mạc Phàm cười nhạt nói. Ý niệm của hắn vừa động, hư không chi lô luôn ở trong cơ thể hắn xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, mùi thuốc tỏa từ trong hư không chi lô ra.
Bếp lò này vừa xuất hiện, sắc mặt đám Nam Cung Ly thay đổi. Đây là hư không chi lô của thần Nông Tông, vậy mà ngươi học trộm công pháp của thần Nông Tông, ngươi thật to gan. Phương Văn Viễn nheo mắt, trong mắt ông ta lóe lên ánh sáng lạnh. Hư không chi lô là bảng hiệu của thần Nông Tông, ít có người biết, liệt hỏa tinh là tinh vực thuộc thần Nông Tông, tất nhiên ông ta nhận ra. Ở tu chân giới, học trộm công pháp của người khác là tối kỵ. Cho dù thần Nông Tông là tông phái chính đạo, cũng sẽ bị phế bỏ tu vi. Đổi lại là ma môn, hồn phi phách tán cũng có khả năng. Không chỉ hư không chi lô, là bách thảo vạn vật lô trong hư không chi lô này không học trộm được, chỉ có đệ tử thân truyền mới học được. Nam Cung Ly hít một hơi khí lạnh nói. Hư không chi lô có rất nhiều chủng loại, ông ta từng thấy hư không chi lô của tông chủ thần Nông Tông, cho nên lúc này mới nhận ra. Tiểu tử, sư phụ của ngươi ở hạ giới là người của thần Nông Tông, còn không phải là người bình thường. Nam Cung Ly liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ, nói. Ông ta từng gặp không ít tu sĩ hạ giới, tuy có thiên tài yêu nghiệt, nhưng so với thiên tài ở tu chân giới vẫn có chênh lệch không nhỏ. Những người này đều phải tôi luyện một thời gian dài ở tu chân giới, mới hậu tích bạc phát, nhất minh kinh thiên. Mạc Phàm thì ngoại lệ. Tu vi trên người không kém thiên tài ở tu chân giới, trên người còn ẩn giấu cơ duyên và bí mật nhiều tới mức ông ta không thể nhìn thấu. Nếu là vị đại sư ở thần Nông Tông truyền vào từ hạ giới, vậy thì giải thích dễ dàng rồi. Tuy thần Nông Tông là y tiên, tu sĩ dưới Nguyên Anh không thiện chiến, một khi tới hóa thần kỳ thì thực lực không thể xem thường, thậm chí còn lợi hại hơn phần lớn tu sĩ hóa thần ở môn phái khác. Dù sao đến cảnh giới hóa thần, thì tiếp xúc với liễu đạo. Diễn thiên thần quyết của thần Nông Tông, niệm pháp thần hồn đứng đầu tu chân giới, một khi tu luyện thành công, sẽ hiểu đạo lý hơn những tu sĩ khác, tất nhiên cũng càng mạnh hơn. Xem như là vậy. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Sư phụ của ngươi tên là gì? Nam Cung Ly hỏi tiếp. Vô Nguyên đạo nhân, ngươi từng nghe nói tới chưa? Mạc Phàm không giấu giếm, nói. Vô Nguyên đạo nhân. Đám Nam Cung Ly nhíu mày, sau khi suy nghĩ một lát thì đều lắc đầu. Vô Cực đạo nhân tông chủ của thần Nông Tông bọn họ đều biết, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ nghe nói tới Vô Nguyên đạo nhân. Tuy chưa từng nghe nói tới, nhưng ánh mắt Nam Cung Ly nhìn Mạc Phàm thay đổi hơn nhiều. Vừa vào thần Nông Tông, sẽ có tên dựa theo bối phận. Thế hệ với Vô Cực đạo nhân kia, có thêm chữ Vô trong tên, hiện giờ đã không còn mấy người. Ngoại trừ Vô Cực đạo nhân ra, những người khác rất ít khi lộ diện. Phía dưới chữ Lót, Vô, đó là chữ Bất. Sư phụ của Mạc Phàm là Vô Nguyên đạo nhân, phần lớn là người có cùng bối phận với Vô Cực đạo nhân, cũng là người có chữ Lót là Bất. Nếu tiểu Phàm ca ca là đồ đệ của Vô Nguyên tiền bối, chẳng phải có thể trực tiếp đến thần Nông Tông nhận tổ quy tông sao? Nam Cung Thanh tò mò nói. Nhận tổ quy tông, trái lại con nghĩ đơn giản thật, hàng năm có không biết bao nhiêu người giả mạo đệ tử của thần Nông Tông, tiểu tử này còn thông minh. Thông qua hải tuyển của thần Nông Tông để tiến vào thần Nông Tông, không tuyên bố với bên ngoài, nếu cậu ta dám nói với bên ngoài mình là đồ đệ của Vô Nguyên đạo nhân của thần Nông Tông, chắc là đã bị đệ tử của thần Nông Tông phế tu vi, ném ra ngoài rồi. Nam Cung Ly lắc đầu nói, sư phụ của Mạc Phàm là người có bối phận, cho dù có tín vật trong người, cũng cần gặp Vô Cực đạo nhân mới có khả năng nhận tổ quy tông. Nhưng Vô Cực đạo nhân thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Cho dù là đệ tử thân truyền của ông ta một năm cũng chưa chắc gặp được một lần. Ngoại trừ quay về thần Nông Tông, ta còn muốn gặp một người ở Đại Bỉ trăm năm. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ánh sáng lạnh, nói. Người nào? Long Ngạo Thiên. Mạc Phàm nói thẳng. Long Ngạo Thiên. Nghe thấy ba chữ này, đám Nam Cung Ly lập tức hít sâu một hơi khí lạnh. Là đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông đánh bại Đường Ca ta trên Tiểu Bỉ 10 năm sao? Nam Cung Thanh nhíu mày hỏi. Cô thấy cái tên này rất quen, nhưng không rõ lắm rốt cuộc là ai. Chính là cậu ta. Nam Cung Ly nhìn chằm chằm Mạc Phàm, gật đầu nói. Ông ta mới xem trọng Mạc Phàm một chút, bây giờ ánh mắt lại lạnh xuống. Lúc Mạc Phàm không gây chuyện tuyệt đối là thanh niên như Phật, nhưng mới mở miệng lại vô cùng ngông cuồng. Long Ngạo Thiên là thiên tài rất có danh vọng ở Ngạo Nhật Sơn Tông gần đây, Thái Dương thần thể đã đại thành. Ngay cả yêu nghiệt Nam Cung gia bọn họ cũng không phải đối thủ của Long Ngạo Thiên, càng không nói tới Mạc Phàm còn yếu hơn thiên tài nhà bọn họ nhiều.
Thực lực của Mạc Phàm khôi phục được chút, nhưng chênh lệch vẫn rất lớn. Ngoài ra tu vi của Mạc Phàm kém Long Ngạo Thiên không chỉ một chút hai chút. Nghe nói Long Ngạo Thiên đang bế quan, đợi anh ta đi ra, hẳn là chưa tới cảnh giới hóa thần, bởi vì đại bỉ chỉ cho phép đệ tử Nguyên Anh tham gia, nhưng nửa bước tới hóa thần là chắc chắn. Uy lực nửa bước hóa thần, giết Mạc Phàm không có chút vấn đề. Chẳng trách tiểu tử ngươi cố ý để lộ ngũ quỷ phệ hồn chú, chắc chắn ngươi và Long Ngạo Thiên có thâm cừu đại hận. Nam Cung Ly tức giận nói. Mạc Phàm để lộ ngũ quỷ phệ hồn chú, không phải là muốn chết, mà muốn dụ người của Ngạo Nhật Sơn Tông tới, sau đó giết chết. Có thể làm như vậy, tuyệt đối là có cừu hận không nhỏ. Chuyện này không liên quan tới lão gia tử, bây giờ theo như lời ta nói, hẳn là đủ chứng minh đạo tuyệt trong tay ta là thật rồi đúng không? Mạc Phàm cất hư không chi lô đi, nói. Tuy hắn chỉ có tu vi kim đan, nhưng kiếp trước ngay cả võ đế quân Khương Lâm tới đại thừa đều tìm hắn tăng tu vi, giúp Nam Cung Ly từ hóa thần tới hợp thể, đối với hắn mà nói không khác gì ăn kẹo. Ấp á á ê ê á ô ô không chỉ Nam Cung Ly, chỉ cần Phương Văn Viễn giúp hắn đủ, hắn cũng có thể giúp Phương Văn Viễn tăng tới hợp thể kỳ, chỉ là hắn không muốn tốn thời gian mà thôi. Nam Cung Ly nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm ngọc giản trong tay Mạc Phàm. Vừa rồi ông ta không tin chút nào, thứ như đạo tuyệt, cho dù trên người Mạc Phàm có tạo hóa ấn, cũng không nên có trong tay cậu ta. Bởi vì đạo tuyệt huyền ảo, chỉ có người tiếp xúc với đạo mới có thể lấy ra. Nhưng Mạc Phàm là đệ tử của cao nhân ở Thần Nông Tông, vậy thì khác rồi. Ta sẽ nhận lấy đạo tuyệt này, nể mặt tiểu thanh nhà ta, mặc kệ thắng hay thua, ta đều tới Thanh Khâu dẫn người ngươi nói tới. Nam Cung Ly do dự một lát, rồi cầm lấy ngọc giản trong tay Mạc Phàm. Đa tạ lão gia tử. Nam Cung Ly hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phương Văn Viễn và chú cháu Mạnh Hữu Vi. Chuyện hôm nay chỉ có mấy người chúng ta biết, nếu truyền ra ngoài, đừng trách ta không khách sáo, nếu không còn chuyện gì thì nhanh rời đi. Mạc Phàm cho ông ta đạo tuyệt là chuyện không nhỏ, ông ta chỉ truyền lời cho Mạc Phàm thì quá đơn giản. Nếu chuyện này lan ra ngoài, sẽ khiến Mạc Phàm càng nguy hiểm hơn, ông ta lấy được ưu đãi tất nhiên phải làm vài chuyện. Yên tâm đi, nếu ta nói ra nửa chữ, sẽ hồn phi phách tán. Phương Văn Viễn lắc đầu nói. Chú cháu Mạnh Hữu Vi cũng thể theo, mấy người đang định rời khỏi phòng Mạc Phàm. Mạnh thành chủ, xin dừng bước, ta có một số việc muốn hỏi. Mạc Phàm vội vàng nói. Nam Cung Ly, Phương Văn Viễn và Tiểu Thanh đều dừng bước lại, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, sau đó xoay người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Mạc Phàm và chú cháu Mạnh Hữu Vi. Mạc công tử còn vấn đề gì sao? Mạnh Hữu Vi hỏi. Điều lệ của hải tuyển lần này như thế nào, thành chủ có thể nói rõ tường tận được không? Mạc Phàm nói. Cao thủ tham gia hải tuyển đều có thể biết được từ thiên cơ lệnh, nhưng cụ thể thế nào mới chiến thắng hắn vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên đây cũng không phải là mục đích hắn giữ Mạnh Hữu Vi ở lại. Đây là sơ sót của ta. Vẻ mặt Mạnh Hữu Vi đầy áy náy, lấy một ngọc giản ra đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm nhận lấy ngọc giản, một chút thần thức được rót vào bên trong. Một lát sau hắn mở to mắt, mỉm cười. Trái lại phương thức hải tuyển này đơn giản lại thô bạo. Dựa theo lời trên ngọc giản, người dự thi nhất định phải ở thành chỉ có được truyền tống trận và phân đà của thiên cơ các. Một khi bắt đầu hải tuyển, không chỉ người dự thi ở thành trì gần đó có thể khiêu chiến với nhau, người dự thi cũng có thể đến tinh vực gần đó khiêu chiến. Lúc khiêu chiến phải có thành viên của thiên cơ các ở đó, người thắng có thể lấy được lệnh bài của đối phương, đồng thời lấy được số thứ tự của đối phương. Như vậy nếu thực lực quá yếu, có khả năng còn không ra được thành trì của mình. Mà cường giả thì từ thành trì của mình, trở thành cường giả ở tinh cầu của mình trước, sau đó lại khiêu chiến với cường giả ở tinh cầu gần đó. Trái lại như vậy không cần đi rất xa, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Ngoài ra cũng tiết kiệm sức lực tới Thần Nông Tông. Dù sao hải tuyển trong phạm vi rộng như vậy, ít nhất có trăm vạn người tham gia, tổ chức ở một nơi cố định, tiêu hao nhân lực và vật lực đều khó có thể tưởng tượng nổi. Như vậy cuối cùng của hải tuyển, dựa vào số lượng lệnh bài đạt được và số thứ tự trên thiên cơ bảng, top 10 trên thiên cơ bảng sẽ tham gia trận chung kết. 10 người này có thể cùng tiến vào Thần Nông Tông, chỉ là địa vị khác nhau mà thôi, người đầu tiên có thể được tiếp kiến tông chủ của Thần Nông Tông, đại diện cho Thần Nông Tông tham gia đại bỉ trăm năm của tông môn, thậm chí có thể trở thành đệ tử của tông chủ,
phúc lợi sẽ giảm dần theo số thứ tự, đứng thứ 10 chỉ là đệ tử nội môn của Thần Nông Tông. Viêm Dương Thành có phân đà của Thiên Cơ Các hay không? Mạc Phàm ghi nhớ những chuyện trong Ngọc Giản, trả Ngọc Giản cho Mạnh Hữu Vi hỏi. Trong thành thị gần Viêm Dương Thành, chỉ có Thiên Đô Thành mới có. Vậy à? Mạc Phàm gật đầu. Nếu Viêm Dương Thành không có, hắn phải đến Thiên Đô Thành rồi. Đây là tinh bàn, người vừa tới tu chân giới hẳn là không có, bên trên không chỉ ghi lại tinh đồ ở Liệt Hỏa Tinh, tinh vực gần đây và Thần Nông Tông đều có, 10 ngày sau sẽ bắt đầu hải tuyển, đến lúc đó sẽ có tác dụng với ngươi. Mạnh Hữu Vi lấy một vòng tròn do Ngọc Thạch tạo ra, đưa về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không từ chối, tinh bàn là thứ rất cần thiết khi ở tu chân giới, đến một nơi xa lạ, nếu không có tinh bàn rất dễ bị lạc. Mạc công tử chuẩn bị khi nào tới Thiên Đô Thành, nếu cần gì cứ việc mở miệng với ta. Mạnh Hữu Vi hỏi, nếu Mạc Phàm có thể lấy được danh ngạch top 10, cũng có chỗ lợi rất lớn đối với Viêm Dương Thành. Ta không chuẩn bị đến Thiên Đô Thành, ta chuẩn bị đi tìm vài thứ trước, sau đó đi khiêu chiến với người đứng đầu trên thiên cơ bảng. Mạc Phàm thản nhiên nói, vì quy tắc như vậy, có khả năng phần lớn mọi người sẽ lựa chọn tiến dần từng tầng một, cuối cùng tới gần top 10. Nhưng như vậy quá phiền phức, đợi thứ tự cố định gần xong ra tay cũng không muộn. Thừa dịp còn thời gian, hắn có thể tìm mấy thứ không dễ đạt được ở Thần Nông Tông. Như vậy không được tốt lắm đâu. Mạnh Hữu Vi nhíu mày, do dự một lát vẫn nói. Mạc Phàm là đệ tử của cao nhân Thần Nông Tông hư hư thực thực, tu vi và thực lực không tệ, nhưng khiêu chiến người đằng đầu một cách tùy tiện, làm như vậy quá nguy hiểm. Ngoài ra chắc chắn người khác đều đã nhìn chằm chằm tu sĩ top 10 hải tuyển, Mạc Phàm lại đi tìm một số nguyên liệu khác, hoàn toàn không biết gì về tình hình của đối thủ lại đi khiêu chiến đối thủ, khả năng thua rất cao. Cho dù Mạc Phàm rất mạnh, nhưng không thể xem thường thiên tài ở tu chân giới. Thành chủ yên tâm đi, ta tự có chừng mực, khiêu chiến những người ở phía dưới không có ý nghĩa. Mạc Phàm thấy vẻ mặt Mạnh Hữu Vi lo lắng, cười nhạt nói. Là ta suy nghĩ nhiều rồi, Mạc công tử còn chuyện gì nữa không? Mạnh Hữu Vi nghĩ một lát, liền thoải mái hơn. Tuy Mạc Phàm không nói rõ có cửu oán với Long Ngạo Thiên, nhưng hai người có cửu oán là chắc chắn. Nếu Mạc Phàm không tiến vào top 10 hải tuyển, Tao Ương không chỉ có Viêm Dương Thành bọn họ, còn cả Mạc Phàm nữa. Chính vì vậy, Mạc Phàm sẽ không lơ là. Còn một việc nữa, nếu ta đoán không sai, các ngươi hẳn là gia tộc nhánh của Mạnh gia với Mạnh Bất Đồng đệ tử có chữ lót là Bất, nhưng vì sao? Mạc Phàm chỉ nói một nửa thì dừng lại. Mạc công tử, vì sao Mạnh gia chúng tôi lưu lạc tới mức bị gia tộc nô lệ của Ngạo Nhật Sơn Tông bắt nạt trên đầu đúng không? Mạnh Hữu Vi cười chua xót nói. Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Với danh vọng và thực lực của sư huynh Mạnh Bất Đồng hắn, không ai dám ra tay với Mạnh gia, đệ tử Mạnh gia muốn vào Thần Nông Tông. Chỉ là chuyện một câu của Mạnh Bất Đồng. Nhưng nhất mạch của Mạnh Hữu Vi lại không như vậy. Hắn có mâu thuẫn với Mạnh Bất Đồng, lần này lại mượn Mạnh Hữu Vi giúp tiến vào Thần Nông Tông, nên hỏi rõ ràng thì hơn, đây mới là nguyên nhân hắn giữ Mạnh Bất Đồng ở lại. Chuyện này, quả thật chúng tôi cùng nhánh với Mạnh gia gia tộc của Mạnh Bất Đồng, tổ tiên của tôi là huynh đệ với Mạnh Bất Đồng, Mạnh Bất Đồng có thể đi vào Thần Nông Tông là vì tổ tiên ta tặng danh ngạch cho Mạnh Bất Đồng. Nhưng Mạnh Bất Đồng không chỉ không mang ơn chúng tôi, thậm chí còn đuổi chúng tôi tới một nơi xa xôi như Liệt Hỏa Tinh. Mạnh Hữu Vi lạnh lùng nói. Lúc trước Mạnh Hữu Vi vô cùng lạnh nhạt, lúc nói tới đây, rõ ràng trong giọng nói tràn đầy lửa giận. Hả? Mạc Phàm nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra. Lúc trước hắn từng điều tra về Mạnh Bất Đồng, nhưng không điều tra ra những chuyện này, chắc là lúc hắn tới tu chân giới, chi của Mạnh Hữu Vi đã bị sư huynh Mạnh Bất Đồng của hắn xóa sạch. Vậy ngươi nguyện ý để người một chi các ngươi tiến vào Thần Nông Tông không? Nếu ngươi không muốn tiến vào Thần Nông Tông, ta có thể cầu xin giúp ngươi, cho người một chi các ngươi tiến vào Nam Cung gia, như vậy có thể giữ lại một số cốt nhục của chi ngươi. Mạc Phàm nói, hắn có thể lấy được danh ngạch hải tuyển, không phải không có quan hệ với Mạnh Hữu Vi, tuy trước đó từng có khúc mắc với Mạnh Vô Kỳ, nhưng công lớn hơn tội, tất nhiên hắn sẽ không bạc đãi Mạnh Hữu Vi. Dưới trướng ta còn một nữ là Vô Tuyết. Ca ca tẩu tử ta đã chết trận trên sa trường, để lại Vô Kỳ, không biết Mạc công tử có thể dẫn cả đi hay không. Mạnh Hữu Vi giật mình, kích động nói. Ông ta càng ngày càng cảm nhận được mối hận với nhất mạch của Mạnh Bất Đồng,
ông ta không đi được, nếu có thể dẫn hai đứa bé này đi, ông ta không còn cầu gì nữa. Chuyện này sao? Mạc Phàm nhíu mày, lộ ra chút do dự. Mạc công tử đợi ta một lát, ta đi lấy thứ này cho ngươi, đợi Mạc công tử nhìn thấy thứ này hãy quyết định cũng không muộn. Mạnh Hữu vì thấy Mạc Phàm lo lắng, thì cuống quýt nói. Nói xong Mạnh Hữu vì biến mất khỏi phòng. Chỉ trong phút chốc, Mạnh Hữu vì cầm một chiếc hộp ngọc do cổ ngọc tạo ra xuất hiện trong phòng. Chiếc hộp này dài 2 thước, do một khối ngọc thạch màu vàng điêu khắc mà thành, phù văn ở mặt ngoài đã mơ hồ không rõ theo thời gian, còn đứt đoạn. Trong hộp là thứ gì đó hình rồng như ẩn như hiện. Nhưng kỳ lạ chính là, chiếc hộp này không khóa, cái nắp và thân hộp nối với nhau, giống như một khối ngọc thạch hoàn chỉnh. Nếu không phải có thể nhìn thấy đồ chứa bên trong và không gian, hắn thật sự hoài nghi đây chỉ là khối ngọc thạch, không phải một chiếc hộp. Thúc thúc, người muốn đưa thứ này sao? Mạnh Vô Kỳ ở bên cạnh nhìn thấy thứ này, vội vàng hỏi. Anh ta từng thấy chiếc hộp này rồi, có lần anh ta vụng trộm chui vào mật khố, muốn mở chiếc hộp này ra, kết quả bị Mạnh Hữu Vi đánh một trận, đó là lần đầu tiên Mạnh Vô Kỳ bị đánh. Trước đây anh ta phạm phải sai lầm gì đều không bị đánh. Đây đủ để thấy tầm quan trọng của chiếc hộp này. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, trên gương mặt bình tĩnh hiện lên vui mừng. Đây là thứ mà tổ tiên ta để lại, cụ thể là gì ta cũng không biết, vẫn luôn đặt ở sâu trong mật khố, nói là nếu ngày sau cùng đường mới có thể lấy ra, có lẽ có thể dùng để đổi lấy một con đường sống, cho nên mong Mạc công tử nhận lấy thứ này, sau đó dẫn cả hai đứa theo với. Vẻ mặt Mạnh Hữu Vi thành khẩn nói. Cha mẹ Mạnh Vô Kỳ chết, thoát không khỏi liên quan tới nhất mạch của Mạnh Bất Đồng. Mộ Dung Yến đoạt quyền trắng trợn như thế, phần lớn không thể thiếu nhất mạch của Mạnh Bất Đồng ngầm đồng ý. Nếu không có Mạc Phàm xuất hiện, ông ta sẽ chạy trời không khỏi nắng. Nếu ông ta xảy ra chuyện, con gái ông ta và Mạnh Vô Kỳ không có một chút đường sống chống cự, đã tới lúc lấy thứ này ra rồi. Mạc Phàm không trả lời, hai mắt nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay Mạnh Hữu Vi. Đặt một tay lên trên hộp. Tay hắn mới đặt lên trên hộp, ma văn lập tức quấn trên tay hắn. Chỉ trong phút chốc, ma văn quấn lấy tay hắn như dây. Hắn cũng không hoảng loạn, tay hơi chuyển động, âm thanh máy móc chuyển động vang lên trong hộp, mặt ngoài chiếc hộp, ngọc thạch hình phương khối di chuyển, hơi đẩy ra, lộ ra đổ bên trong hộp. Trong hộp là một chiếc rễ cây hình rồng màu khô vàng trên thổ nhưỡng màu máu, từng tiếng như thần long khẽ ngâm truyền từ trên rễ cây này ra. Nhìn thấy đồ trong hộp, trên mặt Mạc Phàm hiện lên vui mừng. Thứ này không phải thứ khác, đúng là long thi thảo nguyên liệu chính của Ngọc Thanh Đan. Ở tu chân giới chỉ có một nơi có long thi thảo, đó chính là long mộ tinh mộ địa của long tộc. Một số long tộc cường đại một khi cảm nhận được thọ nguyên sắp hết, đều tiến đến long mộ tinh. Dần dần hình thành một vùng rộng tinh vực mộ táng. Bởi vì nơi này tụ tập lượng lớn long thi, long huyết, long châu và long hồn. Lúc này mới sản sinh ra long thi thảo. Long mộ tinh không chỉ có long tộc trấn giữ, bên trong còn có một cái tuyệt địa, người đi tìm long thi thảo ít ai còn sống rời đi, càng không nói tới người nắm giữ long thi thảo. Thứ trong tay Mạnh Hữu Vi đúng là long thi thảo, nhưng có một chuyện có thể đảm bảo dược tính của long thi thảo không tổn hại tới long huyết thổ. Có thứ này, tỷ lệ hắn luyện thành Ngọc Thanh Đan sẽ cao hơn nhiều. Chỉ trong phút chốc, vẻ mặt Mạc Phàm khôi phục như thường. Thứ này vô cùng trân quý, ngươi chắc chắn muốn tặng cho ta sao, thành chủ đừng quên, trên người ta còn có ngũ quỷ phệ hồn chú. Long thi thảo có thể sử dụng để luyện chế ra nhiều loại đan dược cấp cao, có thể nói là thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mạnh Hữu Vi cầm thứ này đi tìm đại tu khác, cũng có khả năng đạt được sự che chở của đối phương, tốt hơn mạo hiểm với hắn. Quả thật trên người Mạc công tử có ngũ quỷ phệ hồn chú. Nhưng Mạc công tử là người có thể đấu lại Ngạo Nhật Sơn Tông và Mạnh Bất Đồng, về điểm này không tìm được người nào như vậy ở gần Liệt Hỏa Tinh, nếu thứ này có tác dụng với Mạc công tử, mong Mạc công tử dẫn cả hai đứa đi, bọn họ có thể trở thành bạn đi cùng với ngươi. Mạnh Hữu Vi không do dự nói. Ông ta lấy thứ này ra tìm bảo vệ, rất có khả năng đối phương sẽ đồng ý. Nhưng chỉ cần một câu của nhất mạch Mạnh Bất Đồng, có ít người sẽ từ chối. Mạc Phàm thì khác. Mạc Phàm tham gia hải tuyển của thần Nông Tông muốn đấu với Long Ngạo Thiên thì không nói, lúc Mạc Phàm ở Tinh Hỏa Trấn, biết rõ Mạnh Vô Kỳ là người của Mạnh gia, vậy mà Mạnh Vô Kỳ lấy Mạnh Thường Lệnh ra cậu ta vẫn đối đầu tiếp, đủ để thấy Mạc Phàm không để Mạnh Bất Đồng vào mắt, tuy hiện giờ Mạc Phàm hơi yếu một chút,
nhưng chỉ là tạm thời. Chuyện này, Mạc Phàm nhíu mày nghĩ một lát. Nếu bỏ lỡ Long Thi Thảo thì không còn, trong vòng một năm chưa chắc đã tìm được cái thứ hai, nhưng bảo hắn dẫn hai người đi cùng, còn có cô gái hắn chưa từng gặp bao giờ, thật sự hơi bất tiện. Chỉ trong phút chốc lông mày hắn hơi giãn ra. Ta sẽ nhận lấy thứ này, Mạnh Vô Kỳ có thể trở thành bạn đi cùng với ta, theo ta tiến vào Thần Nông Tông, con gái ngươi thì ta sẽ đi tìm Nam Cung cô nương, để cô ấy tạm thời làm tỳ nữ của Nam Cung cô nương, tuy chỉ là bạn đi cùng và tỳ nữ, nhưng ta có thể đồng ý với ngươi, sau này địa vị của bọn họ sẽ cao hơn bất luận người nào ở Viêm Dương Thành, ngươi cảm thấy thế nào? Trên người Nam Cung Thanh có tạo hóa chúng sinh ấn, lại là người Nam Cung gia, hiện giờ chiếm được truyền thừa của tạo hóa chúng sinh ấn, tiền đồ không thể đo lường. Một người đắc đạo, gà chó bay lên trời, tất nhiên địa vị của tỷ nữ bên cạnh Nam Cung Thanh sẽ không kém. Còn Mạnh Vô Kỳ, bạn kèm của Y Tiên Bất Tử hắn, kiếp trước có thể cùng ngồi cùng ăn với tông chủ tông môn một phương. Nếu không phải Tiểu Vũ cần gấp Long Thi Thảo, hắn có thể nhận bạn kèm tùy tiện được sao? Bên phía Nam Cung cô nương, Mạnh Hữu Vi nhíu mày, ấp úng nói. Danh tiếng của Nam Cung gia cỡ nào, cho dù là một tỳ nữ cũng khiến người ta tranh sứt ra đầu, tính cách của Nam Cung Thanh ôn nhu thiện lương, để con gái ông ta thành tỳ nữ của Nam Cung Thanh ông ta không có một chút ý kiến gì, nhưng không biết Mạc Phàm có thể giúp được không? Nếu Nam Cung cô nương đã có tỳ nữ, vậy ta sẽ dẫn con gái ngươi đi cùng. Mạc Phàm nhìn ra được băn khoăn của Mạnh Hữu Vi, nói. Hắn vừa nói xong, giọng nói của Nam Cung Ly vang lên trong phòng. Lúc chúng tôi rời đi, sẽ mang con gái người đi theo, cô ấy có thể học huyền môn thiên thuật của Nam Cung gia chúng tôi hay không, vậy phải xem tạo hóa của cô ấy. Đa tạ Nam Cung tiền bối. Trước mắt Mạnh Hữu Vi sáng lên, cuối cùng trên mặt cũng xuất hiện nụ cười vui vẻ, ông ta bái lạy về phía phòng Nam Cung Ly. Mấy năm nay, cuối cùng đại sự trong lòng ông ta đã được giải quyết rồi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, không nói gì thêm. Những chuyện này bị Nam Cung Ly nghe lén rất bình thường, chỉ là Nam Cung Ly hào phóng như vậy, phần lớn là đã nhìn ra tác dụng kỳ diệu của đạo tuyệt. Mạc công tử, người hãy nhận lấy thứ này, sau này Vô Kỳ làm phiền Mạc công tử rồi. Mạnh Hữu Vi đưa chiếc hộp về phía Mạc Phàm. Ánh mắt Mạnh Vô Kỳ nhìn Mạc Phàm với vẻ phức tạp vài lần, sau đó khom người với Mạc Phàm theo Mạnh Hữu Vi. Mạc Phàm đóng hộp ngọc cho vào trong nhẫn chữ vật. Thở phào nhẹ nhõm. Long Thi Thảo phiền phức nhất đã tới tay, thuận lợi hơn hắn nghĩ nhiều. Kế tiếp chỉ cần tìm được Hoa Vĩ Long, thì có thể yên tâm chuẩn bị chuyện hải tuyển rồi. Đúng rồi, thành chủ, ta còn cần một số nguyên liệu cơ bản, người có thể phái người thu thập giúp ta không? Mạc Phàm lấy một phương thuốc ra, đưa cho Mạnh Hữu Vi nói. Mạnh Hữu Vi nhìn thoáng qua, lông mày ông ta nhướng lên. Mạc công tử muốn luyện chế phá kiếp đan và niết bàn đan sao? Ông ta từng tìm người luyện chế hai loại đan dược này, cho nên lúc này mới nhận ra. Không sai, ta từng đồng ý với đồng chiến đồng quân trưởng, sẽ cho ông ta hai loại đan dược này, trước khi ta đi tìm một số nguyên liệu khác, ta chuẩn bị luyện chế hai loại đan dược này trước. Mạc Phàm nói thẳng, Phượng Hoàng Thạch có tổng cộng 6 khối, luyện chế Ngọc Thanh Đan chỉ cần 1 khối là được. Cho dù giữ lại 2 khối làm dự phòng, vẫn còn thừa 3 khối. Hắn đồng ý với đồng chiến, chỉ cần ông ta cung cấp tin tức về Phượng Hoàng Thạch, hắn sẽ cho ông ta phá kiếp đan và niết bàn đan, sử dụng 2 khối trong đó luyện chế 2 loại đan dược này. Đồng chiến có thể gặp được công tử đúng là cơ duyên của cậu ấy, mà công tử có thể luyện chế được bao nhiêu, ngoại trừ Phượng Hoàng Thạch ra, ta có thể cung cấp miễn phí cho ngươi, luyện thành đan dược ta sẽ thu mua với giá gấp 5 thị trường, thế nào? Mạnh Hữu Vi nghiêm túc nói, Mạc Phàm có thể ngưng tụ hư không chi lô, chắc chắn trình độ luyện đan không có vấn đề. Cấp bậc của phá kiếp đan và niết bàn đan không thấp, có thể nói ở Viêm Dương Thành có tiền nhưng không mua được. Bao gồm cả ông ta, cũng cần hai thứ này để tăng thực lực và đột phá cảnh giới. Thực lực của ông ta mạnh hơn một chút, nhất mạch của Mạnh Bất Đồng muốn tiêu diệt ông ta cũng không dễ như vậy. Ta cần giữ lại 1/2 loại đan dược này. Còn lại đều cho ngươi, linh thạch thì không cần, những nguyên liệu ta cần không phải là thứ rất quý, ngươi thu thập giúp ta một chút, dược liệu luyện chế phá kiếp đan và niết bàn đan thu thập xong, thì mau chóng đưa tới cho ta, Mạc Phàm lấy ngọc giản ra, đưa cho Mạnh Hữu Vi. So với linh thạch, hắn càng muốn thu thập một số nguyên liệu. Linh thạch chỉ có thể chuyển hóa làm linh khí,
dược liệu thì có thể chuyển hóa thành vô số thứ. Cho nên đối với hắn mà nói, dược liệu quan trọng hơn. Không thành vấn đề, ta lập tức bảo Vô Kỳ đưa nguyên luyện chế hai loại đan dược kia tới, những nguyên liệu khác thì ta sẽ phái người đi thu thập. Mạnh Hữu Vi không ở lại nữa, vội vàng dẫn Mạnh Vô Kỳ rời đi. Chỉ trong phút chốc, Mạnh Vô Kỳ mang một cái nhẫn chữ vật tới. Mạc công tử, có gì cần ta giúp đỡ không? Người hộ pháp giúp ta, đừng để ai tiến vào, đây là một bộ dược điển, nếu ngươi nhàm chán, có thể lật ra xem, sau này mới có lợi với ngươi. Mạc Phàm lấy một cái ngọc giản ra, đưa cho Mạnh Vô Kỳ. Dạ, Mạc công tử. Mạnh Vô Kỳ nhận lấy ngọc giản, đi ra ngoài cửa canh giữ rồi xem dược điển. Mạc Phàm lấy hư không chi lô ra, ý niệm vừa động, hư không chi lô một chia thành hai, biến thành hai bếp lò tương đồng. Mạc Phàm khẽ thổi, hai bếp lò nhanh chóng biến to, phía trên bếp lò xuất hiện một tầng bếp lò tương tự, chồng ngược chồng lên thành hình tháp. Phía dưới chỉ có một, mặt trên thì có mấy chục cái, thể tích cái sau nhỏ hơn cái trước. Mạc Phàm ném những dược liệu phân chia xong vào, dược liệu tiến vào bếp lò khác nhau dưới sự khống chế của thần thức. Hắn lấy hai khối phượng hoàng thạch ra, ném vào trong hư không chi lô phía dưới cùng. Hai tay hắn mỗi tay kết thành pháp quyết khác nhau, đánh vào trong phượng hoàng thạch. Chiêm chiếp, hai tiếng phượng minh vang lên. Hỏa diễm hình phượng hoàng giấy mạnh lên, bao phủ hết bếp lò ở bên trong. Hỏa diễm giấy lên trên, càng ngày càng yếu, nhưng hỏa diễm như vậy, phối hợp với phù lực trên từng bếp lò, lại khiến dược vật trong từng bếp lò hòa tan, trừ tạp chất, rèn luyện dựa vào tốc độ khác nhau. Không lâu sau, nguyên liệu ở mấy bếp lò trên cùng đã được luyện hóa hoàn toàn, hóa thành nước thuốc tinh thuần rơi vào trong bếp lò, tiến thêm một bước dung hợp và luyện hóa. Mạc Phàm nhìn lướt qua những bếp lò này, rồi không để ý tới nữa. Một trong những ưu đãi tốt nhất của hư không chi lô, đó chính là một khi kết phù văn xong, thì có thể tự luyện đan, trong quá trình này cần phân ra chút thần thức lưu ý là được. Hai loại đan dược này luyện thành cần ít nhất 9 ngày, hiện giờ đã bắt đầu luyện chế, hắn không cần thiết đặt toàn bộ tinh thần vào luyện đan. Hắn lại lấy một khối phượng hoàng thạch ra, rồi vươn tay còn lại, tam muội chân hỏa như thực chất hóa thành một đóa liên hoa lam văn kim sắc xuất hiện trong tay hắn. Ba khối phượng hoàng thạch dùng để giải độc cho Tiểu Vũ, một khối này hắn sẽ luyện hóa vào trong chân hỏa của mình. Chân hỏa của hắn càng có tác dụng đối với thần hồn, nhưng hiệu quả đối với người có cơ thể cường hãn thì yếu hơn một chút. Ngoài ra nếu trên người đối phương có pháp bảo hệ linh hồn, hiệu quả của chân hỏa sẽ càng kém hơn. Ở trên địa cầu không có nhiều pháp bảo hệ linh hồn, nhưng nơi này là tu chân giới. Phượng hoàng chân hỏa ở bên trong phượng hoàng thạch mạnh hơn đối với thương tổn vật lý một chút, có thể bổ sung điểm này. Trừ chuyện đó ra, nếu hỏa diễm của hắn cường thịnh hơn một chút, hắn cũng có thể sử dụng một số hỏa chú cường đại hơn, hỏa chú hắn sử dụng lúc trước có uy lực chân hỏa yếu hơn nhiều. Trên tay hắn sáng lên ánh sáng bảy màu, tay hơi dùng lực, phượng hoàng thạch vỡ nát theo tiếng, hóa thành một đám hỏa diễm tinh khiết. Ý niệm của hắn vừa động, phù văn xuất hiện trên hai tay và cánh tay hắn, chỉ trong phút chốc đã bao phủ tay hắn hoàn toàn. Hợp! Hắn khẽ quát một tiếng, hai tay dọc theo hai hướng khác nhau đột nhiên hợp lại. Bùm! Kim quang đại phóng, khe hở bay từ hai tay hắn ra, trực tiếp chấn khai tay hắn, lan tràn ra xung quanh. Không đợi khe hở lan tới trên hư không chi lô, Mạc Phàm giống như đã sớm dự đoán được, phù văn trên tay tuôn vào trong hỏa diễm ở giữa hai tay còn chưa dung hợp với nhau. Một vòng xoáy xuất hiện ở giữa hai luồng hỏa diễm. Vòng xoáy này vừa chuyển động, khe hở lập tức dừng lại. Đồng thời hai loại hỏa diễm cũng dung nhập vào trong vòng xoáy. Nhưng tốc độ rất chậm, giống như một cái cối xay đang mài mòn kim khí. Mạc Phàm cũng không sốt ruột, hai tay không ngừng kết ấn, một đám pháp ấn xuất hiện trong tay hắn. Mỗi một pháp ấn đánh vào bên trong, hai loại hỏa diễm cũng dung nhập vào trong vòng xoáy một chút. Giữa vòng xoáy, một đám hỏa diễm hình phượng hoàng dần thành hình. Tuy tốc độ vẫn không nhanh, nhưng rõ hơn trước rất nhiều. Ba ngày sau, bên ngoài Viêm Dương Thành, một đám người không ít cưỡi phong hỏa thú hoặc ngồi xe tới phía tây bắc dưới sự bảo vệ của gia đình, đúng là một nhà Mộ Dung Yến tới Chu Tước Trấn đóng quân. Trong đám người, Mộ Dung Phi đã đi rất xa, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm ba chữ, Viêm Dương Thành, trên cửa thành. Đừng nhìn nữa, yên tâm đi. Không lâu sau con sẽ quay về Viêm Dương Thành.
Trên một phong hỏa thú to hơn những con khác nhiều, Mộ Dung Yến nói với vẻ khinh thường. Mộ Dung Phi còn trẻ, không cam lòng là bình thường, đây không phải là lần đầu tiên ông ta trải qua loại chuyện này, bởi vì cạnh tranh thành chủ với Mạnh Hữu Vi, ông ta bị đi đày 9 lần, sớm đã quen rồi. Nhưng thành bại không phải xem thất bại bao nhiêu lần, mà phải xem kết quả cuối cùng. Phụ thân nhận được đáp lại bên phía tông gia rồi ạ? Mộ Dung Phi nhướn mày hỏi. Chúng ta không chỉ nhận được đáp lại bên phía tông gia, còn nhận được tin về những người khác. Vẻ mặt Mộ Dung Yến thần bí, cười nói. Những người khác, còn tin về người nào nữa ạ? Mộ Dung Phi nhíu mày, tò mò nói. Con đoán xem. Vẻ mặt Mộ Dung Yến đầy thần bí, cười nói. Chẳng lẽ là một chi khác của Mạnh gia? Mộ Dung Phi suy nghĩ một lát nói. Chuyện Mạnh gia là bí mật đối với người ngoài như Mạc Phàm, nhưng không là gì đối với tổ tông của Mộ Dung gia bọn họ ở Viêm Dương Thành. Nếu không phải một chi khác của Mạnh gia bất hòa với chi của Mạnh Hữu Vi, thậm chí muốn diệt trừ chi này của Mạnh Hữu Vi, cho dù Mộ Dung gia bọn họ có Ngạo Nhật Sơn Tông chống lưng, sao dám ra tay với Mạnh gia ở địa bàn của Thần Nông Tông? Chẳng qua là vì một chi của Mạnh gia đều ở trạng thái nhắm mắt. Hiện giờ bỗng nhiên có tin một nhà khác cho bọn họ, chỉ có thể là một chi khác của Mạnh gia. Chỉ sợ đám người này không muốn giữ Mạnh Hữu Vi nữa, muốn mượn tay bọn họ diệt trừ Mạnh Hữu Vi. Người Ngạo Nhật Sơn Tông phái tới đã đủ giết chết Mạc Phàm, cộng thêm Mạnh Hữu Vi, chuyện này có chút cảm giác dùng Thượng Phương Bảo Kiếm giết gà rồi. Dù sao ở trong mắt bọn họ, Mạc Phàm chỉ là một người từ hạ giới tới, chỉ vì gặp được một số cơ duyên không tệ, có chút thực lực mà thôi. Không sai. Mộ Dung Yến gật đầu hài lòng. Bọn họ gửi tin tới, chẳng lẽ đồng ý để chúng ta ra tay sao? Không chỉ đồng ý, còn đồng ý vị trí thành chủ, ngoài ra bọn họ còn có lý do phái người tới Mạnh Thường Lệnh, phái người đến Viêm Dương Thành đối phó tiểu tử quê mùa kia, chỉ mấy ngày là tới thôi. Mộ Dung Yến cười đắc ý nói. Như vậy tên ngốc Mạnh Vô Kỳ lại giúp chúng ta một tay rồi. Mộ Dung Phi hưng phấn tới mức nắm chặt tay nói. Ở Tinh Hỏa Trấn, Mạnh Vô Kỳ lấy Mạnh Thường Lệnh đối phó Mạc Phàm. Mạnh Thường Lệnh kháng cự thì chết, giúp thì thường, nhưng lại phá lệ trên người Mạc Phàm. Nhất mạch Mạnh gia ra tay vì chuyện này, rất hợp tình hợp lý. Đâu chỉ giúp chúng ta một tay, là giúp chúng ta rất nhiều, chúng ta đến Phượng Hồi Trấn tìm một chỗ nghỉ ngơi, đợi người của Mạnh gia tới. Mộ Dung Yến ra lệnh. Phụ thân, chúng ta không tới Chu Tước Trấn à? Mộ Dung Yến khẽ nâng mí mắt, nói. Nếu không phải đến Chu Tước Trấn, anh ta thật sự muốn đợi lúc người của chi Mạnh gia phái tới đến Viêm Dương Thành, Mạnh Hữu Vi sẽ làm thế nào? Một bên là Mạnh Thường Lệnh tiếng tăm lừng lẫy của Mạnh gia bọn họ, còn là Mạnh Vô Kỳ lan ra. Một bên khác là ân nhân giúp ông ta giữ được vị trí thành chủ và có hơn 10 bán linh khí. Chỉ sợ Mạnh Hữu Vi sẽ ước gì có thể tát chết Mạnh Vô Kỳ. Hiện giờ đã không quan trọng nữa, Chu Tước Trấn phải có người đi đóng quân, nhưng không phải chúng ta, mà là Mạnh Hữu Vi và tâm phúc của ông ta. Mộ Dung Yến hơi nhếch miệng, cười âm hiểm nói. Chi kia của Mạnh gia ra tay, sẽ tới nhanh hơn người của Ngạo Nhật Sơn Tông, mấy ngày này sẽ tới, bọn họ hoàn toàn không cần phải tới Chu Tước Trấn. Dù sao bọn họ chỉ được phái tới Chu Tước Trấn, không nói đi lúc nào. Đợi chi kia của Mạnh gia đưa Mạc Phàm đi, Mạnh Hữu Vi tứ cố vô thân, chính là lúc bọn họ trở về chế tài Mạnh Hữu Vi trở thành thành chủ. Đến lúc đó đám đồng hồ cũng thành thật đóng quân ở Chu Tước Trấn thôi. Bọn họ hoàn toàn không cần thiết chạy xa như vậy rồi quay về, bọn họ chỉ cần nhìn từ xa là được. Được rồi, để con đi nói với mấy người ở sau, dừng lại ở Phượng Hồi Trấn. Trên mặt Mộ Dung Phi tràn đầy vui mừng, quay đầu rời đi. Đi đi. Mộ Dung Yến quay đầu nhìn thoáng qua Viêm Dương Thành chậm rãi biến mất, khóe miệng ông ta hơi nhếch lên, nói. Ông ta vốn tưởng rằng phải tốn rất lâu mới đạt được Viêm Dương Thành. Dù sao hải tuyển của Thần Nông Tông chỉ có 10 người tiến được vào Thần Nông Tông. Cho dù trên người Mộ Dung Phi có bí kỹ, nhưng muốn lọt top 10 trong trăm vạn người vẫn không dễ dàng như vậy. Nhưng Mạnh gia ra tay khiến ông ta lập tức trọng sinh sống lại, chuyển bại thành thắng. Mạnh Hữu Vi, để ngươi cao hứng mấy ngày vậy, kha kha. Ông ta cười to, quất roi lên người hỏa phong thú dưới người, tốc độ của hỏa phong thú tăng lên không ít, chạy về phía đầu đội ngũ. 6 ngày sau, một pháp ấn cuối cùng trong tay Mạc Phàm được đánh ra,
vòng xoáy mài sạch hai loại hỏa diễm. Mạc Phàm như cảm ứng được, hắn mở mắt ra, lúc này hai tay mới buông xuống, một chữ truyền từ miệng hắn ra. Khai. Vòng xoáy nghiền nát, lộ ra hỏa diễm như một đóa liên hoa màu vàng ở bên trong. Liên hoa này không to hơn trước, vẫn là lam văn kim sắc. Nhưng ở giữa nhị hoa, có thêm một con phượng hoàng lam văn kim sắc huyền ảo đang bùng cháy. Theo liên hỏa chuyển động, bên trong giống như có thể nghe thấy âm thanh tiếng phượng hoàng kêu. Biến. Trong mắt hắn chớp lóe tinh quang. Tiếng phượng minh vang lên, phượng hoàng ở giữa liên hoa dương cánh mà lên, hình thể lập tức gấp mười mấy lần, giống như phượng hoàng thật trôi nổi trên đỉnh đầu Mạc Phàm. Chim phượng hoàng vừa há miệng, đã nuốt luôn liên hoa vào trong cơ thể. Theo liên hoa biến mất, đồ án lam sắc xuất hiện ở khắp nơi trên người phượng hoàng. Mạc Phàm nhìn thấy phượng hoàng này, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Đến đây, chân hỏa của hắn tăng hơn trước không ít. Tuy chỉ là biến hóa hai loại hình thái, nhưng nếu hắn gặp người có thần hồn cường đại hoặc pháp bảo thần hồn, chân hỏa của hắn có thể hóa thành phượng hoàng đốt đối phương. Nếu đụng tới tu sĩ có thần hồn yếu, sẽ hóa thành hình liên hoa. Hai loại hỏa diễm đều có thể đốt cơ thể và thần hồn của đối phương, chẳng qua cái sau khác cái trước, sản sinh ra hiệu quả lớn hơn. Không chỉ như vậy, có được biến hóa hai loại chân hỏa, đủ để hắn thi triển hỏa chú kia rồi. Xác nhận chân hỏa xong, ý niệm của hắn vừa động, phượng hoàng biến mất vào trong cơ thể hắn, hắn nhìn về phía hư không chi lô. Lúc này tiểu bếp lò trên hư không chi lô đã biến mất, nước thuốc trải qua từng tầng luyện hóa, dung hợp, tiến nhập hết vào trong hai hư không chi lô ở dưới. Trong hai hư không chi lô này, hỏa diễm hình phượng hoàng vốn cháy điên cuồng đã biến mất sạch, chỉ có nước thuốc hai màu khác nhau là vàng và bạc ở hai bếp lò. Theo Mạc Phàm nhìn lại, một số phù văn trên hư không chi lô sáng lên. Nước thuốc màu vàng tách ra thành từng nhóm, chậm rãi ngưng kết thành đan dược cỡ ngón cái. Mạc Phàm cười nhạt, chỉ cần chút nữa thôi, hai loại đan dược này sẽ luyện thành. Nhưng mà, đúng lúc này, tiếng ồn ào truyền từ ngoài cửa vào. Phô Kỳ, tiểu tử phá mạnh thường lệnh của Mạnh gia chúng ta ở trong phòng này đúng không? Trong phòng này không có người các ngươi muốn tìm, các ngươi muốn tìm người phá mạnh thường lệnh, thì đi nơi khác mà tìm. Mạnh Vô Kỳ không khách sáo nói. Phô Kỳ, lúc này mới không gặp một thời gian, cánh cứng cáp không ít nhỉ, người biết mình đang nói chuyện với ai không? Người kia sẵn giọng, trầm giọng nói. Ta mặc kệ ngươi là ai, trước khi cánh cửa này mở ra, ai cũng không thể đi vào. Mạnh Vô Kỳ nói với vẻ kiên quyết. Tuy anh ta chưa từng luyện đan, nhưng biết luyện đan không thể bị chen ngang, một khi chen ngang, dược liệu trong lò sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Vô Kỳ, ngươi muốn bảo vệ tiểu tử hạ giới phá mạnh thường lệnh của Mạnh gia chúng ta sao? Người kia cười mỉa nói. Ta không biết ngươi đang nói gì, nếu người phá mạnh thường lệnh ở Viêm Dương Thành, ta chắc chắn sẽ là người đầu tiên giết người đó, người ở trong này là khách quý Nam Cung gia, không có sự cho phép của người đó, không ai có thể đi vào, nếu các ngươi muốn tiến vào, tốt nhất là nên nghĩ kỹ xem giải thích thế nào với Nam Cung gia. Mạnh Vô Kỳ thờ ơ nhìn người nói chuyện, nói. Người nói chuyện bằng tuổi Mạnh Vô Kỳ, nhưng tu vi cao hơn Mạnh Vô Kỳ nhiều, đã tới Nguyên Anh Trung Kỳ. Anh ta mặc trường bào màu trắng hoa văn lam, bên hông là đai ngọc, tay cầm một chiếc quạt. Tóc dài màu bạc được buộc bởi một cây châm bạch ngọc trên đỉnh đầu, tóc hơi xóa một bên che khuất gương mặt anh tuấn của anh ta, khiến gương mặt vốn nham hiểm có thêm vài phần âm nhu. Phía sau người đàn ông là hai đội có tổng cộng 10 người mặc kiểu dáng trang phục không khác anh ta mấy, trong mắt mỗi người đều hơi lộ ra tinh quang, không khác người bình thường lắm, nhưng đều là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Khí hóa huyết, huyết hóa tinh, tinh hóa thần, trước hóa thần kỳ. Cho dù không tu luyện công pháp thần thức như Diễn Thiên Thần Quyết của Mạc Phàm, thần hồn cũng sẽ tăng cao theo tu vi. Mà đôi mắt là cửa sổ của thần hồn, tinh quang càng mạnh, nói lên thần hồn càng mạnh, tương ứng tu vi cũng càng cao. Nhưng sau Nguyên Anh Trung Kỳ, tinh quang càng không rõ nói lên thực lực càng nội liếm, hùng hậu, cách phản phách quy chân càng ngày càng gần. Những người này có khí tức qua Nguyên Anh Trung Kỳ, thần quang trong mắt lại nội liếm như vậy, không có một ai là kẻ yếu. Nam tử này nghe lời Mạnh Vô Kỳ nói, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, nở nụ cười lạnh lẽo. Khách quý của Nam Cung gia sao, theo chúng tôi biết, hai ngày trước người Nam Cung gia đã rời khỏi Viêm Dương Thành vì có chút chuyện. Chuyện ở Viêm Dương Thành, Mạnh Hữu vì biết tám phần,
bọn họ biết toàn bộ, không có chuyện gì có thể giấu giếm được bọn họ. Tuy Mạnh gia bọn họ không kém Nam Cung gia bao nhiêu, nhưng không thể trêu chọc thì không chọc vào tốt hơn. Nếu hai vị kia của Nam Cung gia vẫn còn ở đây, chắc chắn bọn họ đã không tới lúc này. Đúng là còn lại một người, chỉ là người có được lệnh bài của Nam Cung gia mà thôi, ngươi cảm thấy có thể dọa được ta à, mau tránh ra, nếu không chúng tôi ra tay, bọn họ đều là cao thủ Nguyên Anh trung kỳ, nếu một người quyết tâm giết ngươi, vậy thì không hay rồi, tuy ta rất muốn để bọn họ giết ngươi, nhưng dù thế nào ngươi cũng họ, Mạnh, như ta, người Mạnh gia không giết người Mạnh gia, cho nên ta cho ngươi một chữ cút. Nam tử này bổ sung thêm. Trong lời nói không che giấu sát ý đối với Mạnh Vô Kỳ, giống như nếu Mạnh Vô Kỳ không họ, Mạnh, anh ta đã chết từ lâu rồi. Mạnh Vô Tình, người có bản lĩnh thì giết ta đi, nếu cha ta không phải họ Mạnh, ta nhất định sẽ không cùng một họ với gia hỏa lang tâm cẩu phế Mạnh Bất Đồng kia. Vẻ mặt Mạnh Vô Kỳ đỏ bừng, nghiến răng nói. Cha mẹ anh ta đều chết dưới âm mưu của nhất mạch Mạnh Bất Đồng, Mạnh gia giết cha mẹ anh ta trả lại một khối Mạnh Thường Lệnh. Bây giờ còn không biết xấu hổ nói người Mạnh gia không giết người Mạnh gia. Hừm, tươi cười trên mặt Mạnh Vô Tình hơi cứng đờ, trong mắt anh ta hiện lên sắc lạnh. Anh ta không để ý tới Mạnh Vô Kỳ, trái lại nhìn về phía hai nam tử có diện mạo tương tự nhau trong 10 người. Hai người còn chưa được ban thưởng họ Mạnh đúng không? Đúng vậy, thiếu gia. Hai người hơi cúi người, hai tay ôm quyền cung kính nói. Được rồi, hai người đi mở cửa ra. Nếu tiểu tử này còn không chịu tránh ra, cứ việc ra tay là được, đúng rồi, cố gắng ra tay nhanh lên, không được để anh ta quá thống khổ, còn nữa, phải giữ toàn thây, tốt nhất là không nhìn thấy thương tích từ bên ngoài. Mạnh Vô Tình vừa nói vừa đi đến chỗ bàn ghế đá ở giữa tiểu viện, ngồi xuống một cái ghế đá trong đó, anh ta lấy chén rượu bầu rượu ra uống một mình. Tám người còn lại xếp thành hình chữ, nhất, đứng bên cạnh Mạnh Vô Tình. Mạnh gia không giết người Mạnh gia. Đây là quy củ của bọn họ. Nhưng hai người kia mới gia nhập Mạnh gia, còn chưa ban thưởng tên, không tính là phá quy củ. Mạnh Vô Tuyết con gái của Mạnh Hữu Vi đã được người Nam Cung gia mang đi, muốn giết chết cũng không dễ dàng, Mạnh Vô Kỳ này muốn chết, anh ta sẽ tiễn Mạnh Vô Kỳ một đoạn. Dạ, thiếu gia. Hai người hơi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Mạnh Vô Kỳ. Chỉ một ánh mắt, bỗng nhiên Mạnh Vô Kỳ cảm thấy bầu trời đen lại. Anh ta giống như bị hai con mãnh thú viễn cổ chú ý, cơ thể lập tức mất đi chi giác. Á ổ á ấp ế ế sắc mặt anh ta thay đổi, không do dự cắn lên đầu lưỡi, ý niệm của anh ta vừa động, tinh huyết từ đầu lưỡi dựa theo tiểu pháp thuật trên dược điển mà Mạc Phàm cho anh ta, ngưng tụ thành một ký hiệu. Ký hiệu này sáng lên, hai hư ảnh biến mất như vân khai nhật tam, cảnh tượng trước mắt khôi phục trở lại trong tiểu viện. Đồng thời anh ta hơi vui vẻ. Anh ta lấy một ngọc thạch từ trong nhẫn chữ vật ra, tuyệt không dám chần chừ liền bóp nát ngọc thạch. Ngọc thạch này là thúc thúc cho anh ta, một khi bóp nát, thúc thúc anh ta và Phương Đại Sư sẽ trở về. Mạnh Vô Tình ở một bên hơi nhướng mày, trong mắt hiện lên chút dị sắc. Mạnh Vô Kỳ luôn là phế vật của Viêm Dương Thành, tu vi còn không bằng một đệ tử của tiểu gia tộc. Hai thuộc hạ của anh ta là người xuất sắc trong Nguyên Anh Trung Kỳ, không chỉ không đập vụn thần hồn của Mạnh Vô Kỳ. Trái lại còn áp chế lại thần hồn của hai cao thủ Nguyên Anh rồi lấy ngọc thạch ra. Chỉ trong phút chốc, vẻ mặt anh ta khôi phục như thường. Vô Kỳ, nhiều ngày không gặp, người tiến bộ không ít đâu. Ta khuyên các ngươi nên lập tức rời đi, các ngươi quấy rầy vị trong phòng tu luyện, đợi thúc thúc ta và Phương Đại Sư tới đây, các ngươi muốn chạy cũng không chạy được. Mạnh Vô Kỳ ra vẻ trấn định nói. Anh ta cảm thấy pháp thuật kia đơn giản còn có tác dụng, cho nên dùng tâm ký. Anh ta không ngờ có tác dụng như vậy. Muốn chạy cũng không chạy được sao? Mạnh Vô Tình cười khinh thường. Ngươi cảm thấy ta dẫn những người này tới tận đây tìm kiếm, thúc thúc ngươi và Phương Văn Viễn vẫn không xuất hiện, biết bây giờ bọn họ đang làm gì không? Các ngươi! Mạnh Vô Kỳ chớp mắt, trong chớp mắt hiểu rõ tình hình gì. Lúc này, bên trong chính đường của thành chủ phủ. Hai nam tử mặc đồ đen và đồ trắng ngồi ở vị trí thẳng Mạnh Hữu Vi và Phương Văn Viễn, uống trà một cách tự nhiên. Mạnh Hữu Vi, Phương Văn Viễn và đám đồng hồ ngồi ở phía dưới hai người, vẻ mặt mỗi người đều lo lắng. Mấy quân sĩ như thư ký, từng người báo cáo tình hình Viêm Dương Thành gần đây cho hai người, dáng vẻ như một lát không thể nói hết được. Đúng lúc này, ngọc bội bên hông Mạnh Hữu Vi sáng lên. Sắc mặt Mạnh Hữu Vi thay đổi.
ông ta nhìn thoáng qua hai người ngồi trên cao, sau đó nắm chặt tay đứng dậy. Hai vị, ta còn một số việc cần đi xử lý, cho nên xin lỗi không tiếp được. Hai người kia hơi ngẩng đầu, nam tử mặc đồ trắng trong đó cười khinh thường. Hữu Vi, chuyện gì mà quan trọng như vậy, quan trọng hơn cả chuyện báo tình hình chiến đấu với quân đình. Trong mắt Mạnh Hữu Vi hiện lên sắc bén, nhưng lập tức thu lại, lúc này ông ta mới mở miệng lần nữa. Cháu ta gặp chút phiền phức, ta cần đi xem một lát. Là bị người ta giết chết à? Trên ghế chủ tọa, nam tử mặc hắc y lạnh lùng nói. Người này không chỉ nói chuyện không khách sáo, tiếng nói như vịt được càng khiến người ta nổi giận lôi đình. Không đợi Mạnh Hữu Vi bùng nổ, đồng hồ đã đập bàn đứng dậy. Hắc Vô Thường, con mẹ nó miệng của ngươi ăn xít à, thối như vậy. Hai huynh đệ này là truyền nhân của quỷ đạo, một người là Hắc Vô Thường, một người là Bạch Vô Thường, tu vi cũng không yếu, cộng thêm thuật pháp quỷ đạo quỷ dị, tuy còn chưa tới cảnh giới hóa thần như Phương Văn Viễn, nhưng thực lực của hai người mạnh hơn Mạnh Hữu Vi không ít. Ngoài ra hai người ở cùng nhau, có thể sử dụng quỷ hoàng do gia tộc truyền xuống cho hóa thần kỳ, thực lực của quỷ hoàng này còn trên Phương Văn Viễn. Vì nguyên nhân này, hai người không chỉ là đại thành chủ của quân đình, thống lĩnh 18 tòa thành chỉ bao gồm Viêm Dương Thành trong đó, cũng là một chi khác của Mạnh gia, được ban thưởng tên Mạnh Hắc Thường và Mạnh Bạch Thường. Bỗng nhiên hai người dẫn theo một đám người tới, nói là muốn thẩm tra quân vụ. Dựa theo bình thường, thẩm tra quân vụ phải là một tháng sau. Hai người không làm theo thông lệ thì không nói, vậy mà còn gọi đám tâm phúc của Mạnh Hữu Vi, bây giờ lại nói chuyện như vậy. Muốn chết à, khi ta nói đến lượt ngươi xen mồm sao? Nam tử mặc hắc y nheo mắt lại, trong mắt lóe lên sắc bén. Ông ta là đại thành chủ, địa vị còn trên Mạnh Hữu Vi, đồng hồ chỉ là một quân trưởng, còn không phải là đại đô đốc, vậy mà dám nói chuyện với ông ta như thế. Chỉ một ánh mắt, nhưng giống như yêu thú viễn cổ đụng mạnh vào người đồng hồ. Răng rác, âm thanh xương gãy vang lên, đồng hồ kêu lên đau đớn rồi bay ra ngoài. Ra tay rất nhanh, ngoan độc, khiến người ta khó lòng phòng bị. Không đợi đồng hồ đập vào sư tử đá trước cửa thành chủ phủ, Phương Văn Viễn nhướng mày, một tay kéo đồng hồ lại, linh khí nhập vào trong cơ thể ông ta một cách dũng mãnh, một đám hắc khí tỏa từ người đồng hồ ra, xương bị gãy của ông ta mới bắt đầu khôi phục lại. Đa tạ Phương đại sư, thương tổn còn lại ta tự mình khôi phục dược. Một tay đồng hồ ôm ngực, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Vô Thường, nghiến răng nói. Mạnh Hắc Thường và Mạnh Bạch Thường ngoại trừ quỷ hoàng gia, lợi hại nhất là quỷ sát khí, không loại bỏ thứ này, không chỉ dẫn tới quỷ vật quấn thân, còn không có lợi cho việc khôi phục vết thương, Phương Văn Viễn loại bỏ giúp ông ta là được rồi. Phương Văn Viễn ra tay, Mạnh Hắc Thường và Mạnh Bạch Thường không tức giận. Ý niệm của Mạnh Hắc Thường vừa động, đám hắc khí kia biến mất khỏi không trung lần nữa. Phương đại sư, chuyện quân vụ liên quan tới sinh tử của mấy trăm vạn người, Hữu Vi vì sinh tử của một đứa cháu mà rời đi, là không trung thành với quân đình, người bảo hộ của quân đình phải ích kỷ, câu vừa rồi của ta không nặng đúng không? Hắc Thường, người muốn nói ta không nên ra tay cứu quân trưởng của quân đình sao? Vẻ mặt Phương Văn Viễn lạnh nhạt, hỏi. Chuyện này thì không phải. Chỉ là quân đình luôn thưởng phạt phân minh, có công thì thưởng, có sai thì phạt, đồng hồ dĩ hạ phạm thượng, ta trừng phạt ông ta cũng không quá đáng, trái lại Phương tiên sinh luôn bảo vệ, nếu để tinh chủ đại nhân biết, chắc chắn sẽ bất mãn. Tuy Phương Văn Viễn cũng là người của quân đình, nhưng vì là cảnh giới hóa thần, cho nên không cùng một hệ thống với thành chủ, đại thành chủ. Tu sĩ hóa thần kỳ như bọn họ tự do hơn nhiều, đều do tinh chủ quản lý. Người được Phương Văn Viễn ta cứu. Ngươi nói với tinh chủ đại nhân đi, tốt nhất là báo luôn cả chuyện thời gian các ngươi tới thẩm tra quân vụ. Phương Văn Viễn lạnh nhạt nói. Mạnh Hắc Thường dùng chuyện này đè ép ông ta, còn non lắm. Mạnh Hắc Thường nhớn mày, không mở miệng nói nữa. Bên cạnh ông ta, Mạnh Bạch Thường cười khẽ, để chén trà trong tay xuống. Phương đại sư bất giận, vừa rồi xá đệ mạo phạm, quả thật thời gian thẩm tra quân vụ không đúng, nhưng gần đây Viêm Dương Thành điều động thường xuyên. Chúng ta lo lắng mới tới lúc này. Các ngươi cứ điều tra đi, Hữu Vi ngươi ở đây, ta rời đi một lát. Phương Văn Viễn đứng dậy nói. Hai người này dẫn theo ai tới, ông ta biết rõ hơn Mạnh Hữu Vi đi cũng không có tác dụng, không bằng để ông ta qua đó. Chuyện này. Được rồi, vậy làm phiền Phương đại sư.
Mạnh Hữu Vi do dự một lát nói. Mạnh Bạch Thường và Mạnh Hắc Thường thấy Phương Văn Viễn muốn đi, lông mày nhíu lại. Phương Đại Sư dừng bước, quân vụ đã nói gần xong rồi, không có vấn đề gì, trái lại còn có một việc, cần Phương Đại Sư phối hợp với chúng ta một phen. Mạnh Bạch Thường vội vàng nói. Chuyện gì, người an bài với Hữu Vi là được, hẳn là ta không chịu sự điều phối của các ngươi đúng không? Phương Văn Viễn nghiêng đầu liếc Mạnh Bạch Thường một cái, bất mãn nói. Nếu không phải là chuyện Mạnh gia ủy thác cho quân đình, hơn nữa Mạnh gia nói rõ hy vọng Phương Đại Sư làm, Phương Đại Sư muốn từ chối à? Phương Văn Viễn mới đi hai bước, bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt ông ta thay đổi theo. Hai người này là đại thành chủ, không có tư cách ra lệnh với ông ta, nhưng Mạnh gia. Ông ta nhìn thoáng qua Mạnh Hữu Vi, trong mắt đều là khó xử. Cho dù hai người này không nói, ông ta cũng đoán được là gì, chỉ là không ngờ lại rơi lên người ông ta. Mạnh Bạch Thường thấy sắc mặt Phương Văn Viễn thay đổi, thì cười nhạt. Phương Đại Sư yên tâm, nhiệm vụ này không phải chỉ có mình ngươi, Hữu Vi cũng có phần, Mạnh gia hy vọng chuyện này do hai người đi làm. Chuyện gì? Vẻ mặt Mạnh Hữu Vi khó coi, hỏi. Rất đơn giản, mấy ngày trước không phải Vô Kỳ hạ Mạnh Thường lệnh của Mạnh gia chúng ta với một tên tiểu tử sao? Quy củ của Mạnh Thường lệnh không cần nói mọi người cũng biết, không thể giữ lại tiểu tử này, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy danh của Mạnh gia. Nghe nói tiểu tử kia tới Viêm Dương Thành, còn lấy được danh ngạch tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông, bất luận là tiểu tử này lừa gạt hai vị thế nào, Mạnh gia hy vọng hai người phế tu vi của tiểu tử này, rồi giao cậu ta cho chúng tôi. Phương Đại Sư, đối phó một tu sĩ kim đan, chắc chắn ngươi không có vấn đề gì đâu. Mạnh Bạch Thường cười mỉa nói. Phương Văn Viễn hừ lạnh một tiếng, không nói tiếp nữa. Bên trong chính đường, chỉ trong chớp mắt vô cùng nặng nề, nên tới, bây giờ đã tới rồi. Nếu hai vị không có vấn đề, vậy chúng ta đi thôi, lúc này Vô Tình đã tìm tiểu tử kia rồi, nếu tới muộn chút nữa, có khả năng mạng của Vô Kỳ không còn rồi. Mạnh Bạch Thường cười đứng dậy, dẫn đầu đi tới hậu viện của thành chủ phủ. Trong tiểu viện Mạc Phàm ở, sắc mặt Mạnh Vô Kỳ rất khó coi. Chỉ sợ lúc này thúc thúc anh ta và Phương Đại Sư bị những người khác vây khốn, chỉ vì anh ta ngu ngốc sử dụng Mạnh Thường lệnh với Mạc Phàm. Hai người còn thất thần làm gì, còn không ra tay đi, cần bản thiếu dạy hai người phải làm thế nào à? Mạnh Vô Tình thấy vẻ mặt Mạnh Vô Kỳ không còn chút máu, cười đắc ý nói. Hai người kia nghe thấy vậy thì không chần chừ nữa, hai người mỗi người giơ một tay ra, hai luồng khí xoáy xuất hiện, giống như cối xay gió. Không do dự đánh về phía Mạnh Vô Kỳ. Bầu không khí trong tiểu viện lập tức căng thẳng, giống như trời sắp sập xuống. Không đợi một trưởng của hai người đánh trúng Mạnh Vô Kỳ, thì một giọng nói vang lên. Đi! Tiếng kiếm minh kêu, ong ong, vang lên, thanh kiếm cổ cửu tinh tự nhiên xuất hiện trước mi tâm của hai người. Sắc mặt hai người thay đổi, chẳng quan tâm chuyện giết Mạnh Vô Kỳ nữa, cơ thể vội vàng nghiêng sang một bên. Nhưng ngay sau đó, ba thanh kiếm khác xuất hiện sau lưng bọn họ, bên trái, bên phải. Phía trước xuất hiện một thanh kiếm, đâm tới như hình với bóng. Năm ngón tay hai người mở ra, bốn thanh pháp bảo xuất hiện trên tay bọn họ, bảo khí tăng vọt, chém về phía bốn thanh kiếm kia. Pháp bảo trong tay hai người đánh lên trên thân kiếm, phù kiếm bị xuyên qua, giống như không vật. Cửu tinh sáng lên như hai vì sao, nghênh đón bốn kiện pháp bảo của hai người. Keng! Âm thanh kim khí va vào nhau vang lên, pháp bảo trên tay hai người chỉ lóe sáng hào quang, thì bị cắt thành hai như cắt đậu hũ. Hai người kêu lên đau đớn, chẳng quan tâm pháp bảo bản mệnh giao tu, bóng dáng nhoáng lên một cái liền lùi về sau. Hai người còn chưa thể chạy trốn, bốn thanh phù kiếm biến mất. Nhưng dòng khí như đạn phóng ra nổ tung mà tới. Hai người còn chưa phản ứng kịp, đã bị hai dòng khí này đánh trúng. Trong dòng khí, hai thanh phù kiếm đâm linh khí hộ thể và nội giáp của hai người, sau đó đâm vào ngực bên trái hai người này, cách tim rất gần. Rầm, hai người bị định trên vách tường phòng Mạc Phàm, trận pháp bảo hộ tường xuất hiện vết rạn, máu tươi phun từ miệng hai người ra. Vẻ mặt đám Mạnh Vô Tình ngây ngốc, lộ ra vẻ khiếp sợ, cùng nhìn về phía cánh cửa sau lưng Mạnh Vô Kỳ. Mạnh Vô Kỳ không có bản lĩnh này, người có thể khiến hai thuộc hạ của anh ta bị thương nặng như vậy, chỉ có người trong phòng. Két, cửa mở ra, ánh mắt Mạc Phàm lạnh lẽo đi từ trong ra ngoài. Ta đang luyện đan, các ngươi có chuyện gì? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi.
Hắn vừa xuất hiện, bốn thanh kiếm do cửu tinh hóa ra trôi nổi xung quanh hắn. Xoẹt! Mạnh Vô Tình mở quạt ra, đôi mắt nham hiểm đánh giá Mạc Phàm. Hai thuộc hạ của anh ta đều không tệ, Mạc Phàm không ra mặt chỉ dựa vào hai thanh kiếm có thể khiến bọn họ bị trọng thương, Mạc Phàm thật sự không đơn giản. Nhưng trên mặt anh ta không có một chút lo lắng nào. Ngươi là người phá mạnh thường lệnh của Mạnh gia ta sao? Mạc Phàm nhướng mày, chỉ trong chớp mắt đã hiểu rõ mọi chuyện. Nhất mạch của Mạnh Hữu Vi chỉ còn lại Mạnh Vô Kỳ và Mạnh Vô Tuyết, người thanh niên này tự xưng là người Mạnh gia, vậy chỉ có thể là người của nhất mạch sư huynh Mạnh Bất Đồng hắn. Hơn nữa chỉ sợ không tới chỉ vì Mạnh thường lệnh, Mạnh gia sắp gặp tao ương rồi. Mạnh thường lệnh là ta phá, ngươi có ý kiến gì? Là ngươi thì được rồi, ngươi phá mệnh thường lệnh của Mạnh gia ta, còn làm người Mạnh gia ta bị thương, ngươi theo chúng ta tới Mạnh gia, hay là ta bảo Mạnh Hữu Vi đưa ngươi tới Mạnh gia đây? Mạnh Vô Tình cười mỉa nói. Mạc công tử, đừng nghe anh ta nói, thúc thúc ta sẽ không giao ngươi ra. Mạnh Vô Kỳ vội vàng nói. Vô Kỳ, không phải ngươi mới nói gặp được người phá mệnh thường lệnh, ngươi sẽ tự mình giết trước sao? Sao lúc này đã nói chuyện thay tiểu tử này rồi, ngươi còn là người của Mạnh gia nữa không, người Mạnh gia chúng ta là người nói lời phải giữ lời. Mạnh Vô Tình hơi nhếch miệng, nói với vẻ trào phúng. Ta có phải người Mạnh gia hay không, còn chưa đến lượt ngươi tới phán xét. Mạnh Vô Kỳ nghiến răng nói. Nhất mạch Mạnh Bất Đồng vong ân phụ nghĩa, vậy mà không biết xấu hổ nói anh ta không phải người Mạnh gia. Nếu có thể, anh ta tình nguyện không họ Mạnh. Xem ra ngươi sẽ không ra tay, vậy ta tự mình tới. Mạnh Vô Tình cười khẽ, vẫy tay với tám người còn lại. Tám người này chậm rãi tới gần Mạc Phàm, khí tức thuộc về Nguyên Anh đỉnh phong tỏa từ người tám người này ra. Mạc Phàm liếc mắt nhìn mấy người này một cái, khẽ lắc đầu. Chỉ có mấy người này, mà cũng muốn dẫn ta đến Mạnh gia sao? Chảm 40, quả thật bọn họ khó mà đối phó được ngươi, nhưng không cho ngươi chạy trốn vẫn có thể. Mạnh Vô Tình giống như dự liệu từ trước, cười nói. Anh ta mới nói xong, tám người mỗi người lấy ra một pháp bảo. Mỗi một kiện pháp bảo, có khi là một tỏa liên, hai đoạn thì một cái có thứ gì đó như quả cân, một cái còn lại là tỏa liên đầy gai nhọn, sáu chân được hợp lại với vòng trang sức, còn lại và thanh đao. Tuy hình dạng những pháp bảo này không giống nhau, nhưng trên cơ bản đều có tỏa liên. Đây là khổn tiên hỏa sao? Mạnh Vô Kỳ nhìn pháp bảo trong tay tám người, cau mày nói. Không sai. Không đợi Mạnh Vô Tình mở miệng, Mạc Phàm gật đầu. Tiểu tử, ngươi là một tu sĩ hạ giới mà biết thứ này sao? Ánh mắt Mạnh Vô Tình nhìn Mạc Phàm thay đổi, đắc ý nói. Mạc Phàm chỉ là một tu sĩ hạ giới vậy mà biết khổn tiên tỏa của Mạnh gia bọn họ, đủ để thấy uy danh về khổn tiên tỏa của Mạnh gia bọn họ vang xa cỡ nào. Dựa vào chút nhãn lực ấy của Mạc Phàm, nếu Mạc Phàm không đứng bên phía nhất mạch của Mạnh Vô Kỳ, có lẽ anh ta sẽ nhận Mạc Phàm làm thuộc hạ. Tám bọn họ cộng thêm pháp khí này mà muốn bắt ta, vẫn không đủ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thực ra tám kiện pháp bảo này là một, tổ hợp lại thành một kiện linh khí vô cùng lợi hại. Một khi bị linh khí này để mắt tới, trừ phi có linh khí cường đại hơn phá vỡ, nếu không khó mà thoát được. Một khi bị khóa, quỷ thần cũng không thể thoát thân. Đương nhiên linh khí như vậy vốn không lọt nổi vào mắt xanh của hắn. Sở dĩ hắn biết, là vì có một kiện tiên khí tương tự như thứ này. Tiên khí này tên là khốn thần, phía trên không có đao, kiếm chảo gì đó kỳ lạ như thế này, chỉ là một sợi dây thường nhìn có vẻ bình thường, nhưng có lực chói thần, chủ nhân của kiện tiên khí này là sư huynh Mạnh Bất Đồng của hắn. Sư huynh Mạnh Bất Đồng dựa vào pháp ấn trên khốn thần, lúc này mới luyện chế ra kiện linh khí khổn tiên tỏa này. Đương nhiên hắn có mâu thuẫn với Mạnh Bất Đồng cũng có phần của khổn tiên tỏa. Nguyên liệu Mạnh Bất Đồng luyện chế khổn tiên tỏa không chân quý, nhưng là linh khí trung phẩm trở lên, đã đưa cho bọn họ xem. Sau khi các sư huynh khác xem một lát thì đánh giá, Mạnh Bất Đồng đều ra vẻ đăm chiêu, khiêm tốn tiếp nhận. Đến lượt hắn liếc mắt một cái là nhìn ra nhược điểm chí mạng của khổn tiên tỏa này, còn nói phương pháp giải quyết cho Mạnh Bất Đồng. Mạnh Bất Đồng hừ lạnh một tiếng. Xé nát khổn tiên tỏa rời khỏi đại điện, lúc ấy sư phụ hắn thở dài, cũng rời đi theo. Từ đó về sau, hắn và Mạnh Bất Đồng gần như không có trao đổi. Sau này Mạnh Bất Đồng có cải thiện khuyết điểm đó hay không hắn cũng không biết,
chỉ là nhìn khổn tiên tỏa trong tay những người này, hẳn là một số khổn tiên tỏa ban đầu của sư huynh hắn, hợp lại chỉ là linh khí sơ phẩm. Loại khổn tiên tỏa này, tất nhiên không trói được hắn. Còn chưa đủ sao, Mạnh Vô Tình nhíu mày, nhìn Mạc Phàm với vẻ thận trọng. Nếu là người khác nói như vậy, anh ta sẽ không tin. Nhưng Mạc Phàm bình tĩnh như thế, chưa chắc không có khả năng. Nhưng không đợi Mạnh Vô Tình mở miệng, một giọng nói chói tai vang lên. Nếu khổn tiên tỏa không đủ, cộng thêm mấy chúng ta hẳn là đủ rồi chứ, tiểu tử hạ giới. Giọng nói vừa vang lên, đám Hắc Bạch huynh đệ, Phương Văn Viễn và Mạnh Hữu Vi bước vào tiểu viện. Tiểu tử, người nói khổn tiên tỏa không đủ, vậy thêm hai huynh đệ chúng ta, Phương Đại Sư và Mạnh Thành Chủ thì sao? Mạnh Bạch Thường lặp lại. Mạc Phàm liếc mắt nhìn đám Mạnh Bạch Thường một cái, nhíu mày. Mạnh Bạch Thường thấy Mạc Phàm không nói gì, thì không để Mạc Phàm vào mắt, ông ta hơi cúi đầu với Phương Văn Viễn. Phương Đại Sư, ngay cả khổn tiên tỏa đều không làm gì được tiểu tử này, vậy chỉ có thể mời ngươi ra tay bắt cậu ta, giao cho chúng tôi là được, không cần giết cậu ta. Chỉ cần Phương Văn Viễn ra tay, bắt Mạc Phàm dễ như trở bàn tay. Phương Văn Viễn hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên tức giận, nhưng không có ý ra tay. Người bảo một cao thủ hóa thần kỳ như ta đối phó một tu sĩ kim đan, người đang lấy tôn nghiêm của tu sĩ hóa thần ra làm trò đùa à? Tu sĩ hóa thần tương đương với long hổ, ở trước mặt bọn họ tu sĩ kim đan còn không bằng con kiến, bình thường nếu không phải mạo phạm đến điểm quan trọng, tu sĩ hóa thần ít ra tay với tu sĩ kim đan. Chuyện này, trong mắt Mạnh Bạch Thường lóe lên ánh sáng lạnh, rồi nhìn về phía Mạnh Hữu Vi. Hữu Vi, nếu Phương Đại Sư không ra tay, ngươi thân là người Mạnh gia, có người dám phá Mạnh Thường lệnh của Mạnh gia chúng ta, hẳn là ngươi sẽ không từ chối. Vẻ mặt Mạnh Hữu Vi khó coi, đôi mắt đảo liên tục. Ông ta đã sớm dự đoán được sẽ có chuyện này, ông ta tưởng rằng nhất mạch Mạnh gia sẽ tới sau khi Mạc Phàm rời đi, không ngờ nhất mạch của Mạnh Bất Đồng lại tới nhanh như vậy, chỉ một ngày nữa thôi, Mạc Phàm sẽ dẫn theo Mạnh Vô Kỳ rời khỏi đây. Lúc này bảo ông ta ra tay với Mạc Phàm sao? Nể mặt Mạc Phàm, Nam Cung Thanh đã dẫn Vô Tuyết đi rồi. Thế nào, Hữu Vi, người không muốn ra tay à? Mạnh Bạch Thường, người lấy thân phận của Mạnh ra nói chuyện với ta, hay là lấy thân phận Đại Thành Chủ ra lệnh cho ta? Mạnh Hữu Vi nói, có gì khác nhau sao? Mạnh Bạch Thường giống như đã sớm nghĩ tới, cười nói. Nếu ngươi lấy thân phận Đại Thành Chủ ra lệnh cho ta, ta có thể từ chối, Mạc Công Tử là người đại diện cho Viêm Dương Thành chúng tôi tham gia hải tuyển, ta thân là thành chủ về tình về lý không thể ra tay với cậu ấy, nếu có dị nghị, ngươi có thể đi bẩm báo với tinh chủ, nếu là thân phận người Mạnh gia, ngươi là một hạ nhân của Mạnh gia, ra lệnh cho ta không thích hợp lắm đâu. Mạnh Hữu Vi lấy lệnh bài ngũ sắc của Mạnh gia ra, nói. Tuy ông ta không thích gặp chi này, nhưng ở Mạnh gia địa vị của ông ta rất cao. Nếu luận về bối phận, chỉ có gia chủ Mạnh gia đương nhiệm với đánh đồng được với ông ta. Mạnh Bạch Thường muốn dùng thân phận của Mạnh gia tới đè ông ta, rõ ràng là không đủ. Mạnh Bạch Thường không chỉ không tức giận, còn nở nụ cười. Vô Tình, gia chủ đại nhân nói không sai, quả thật Mạnh Hữu Vi sẽ không thừa nhận thân phận, có phải ngươi nên lấy đồ gia chủ đưa cho hay không? Bên bàn đá, Mạnh Vô Tình uống một hơi cạn sạch chén rượu, anh ta chậm rãi đứng dậy, lấy một lệnh bài bảy màu ra. Hữu Vi thúc thúc, quả thật Mạnh Bạch Thường không có tư cách ra lệnh cho ngươi, ta là hậu bối, cũng không có tư cách, nhưng thứ này ra lệnh cho ngươi bắt người phá Mạnh Thường lệnh, có đủ hay không? Mạnh Hữu Vi nhìn thấy lệnh bài, vẻ mặt ông ta khiếp sợ, sắc mặt hoàn toàn khó coi. Lệnh bài này là lệnh bài của gia chủ, nhìn thấy lệnh bài này sẽ như nhìn thấy gia chủ Mạnh gia. Vậy mà Mạnh Vô Tình mang theo lệnh bài này tới, đúng là chuẩn bị đầy đủ. Chuyện này, không chỉ Mạnh Hữu Vi, Mạnh Vô Kỳ cũng nghiến chặt răng, sắc mặt âm trầm có thể vặn ra nước. Đôi mắt anh ta đỏ bừng, trong mắt đều là không cam lòng và tự trách. Chuyện này đều vì anh ta mà ra, nếu không phải anh ta tức tới choáng váng, lấy Mạnh Thường lệnh của Mạnh ra, sao chuyện này có thể xảy ra? Lần này thì hay rồi, thúc thúc anh ta và Phương Đại Sư đều rơi vào hoàn cảnh khó xử. Mạnh Vô Tình thấy Mạnh Hữu Vi không chịu ra tay, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên. Hữu Vi thúc thúc, người còn đứng đó làm gì, người tự xưng là người Mạnh gia, mà không nghe theo lệnh của gia chủ Mạnh gia,
Tuy địa vị của Bạch Thường Tiên Sinh và Hắc Thường Tiên Sinh không bằng ngươi, nhưng nếu ngươi cãi lệnh của gia chủ, bọn họ ra tay với ngươi sẽ không xảy ra chút vấn đề gì. Hơn nữa đây là chuyện của Mạnh gia chúng ta, Phương Đại Sư sẽ không ra tay tham dự vào chuyện của Mạnh gia chúng ta đúng không? Mạnh Vô Tình cung kính lạy Phương Văn Viễn, hỏi. Chuyện Mạnh gia các ngươi, ta sẽ không nhúng tay vào, nhưng là chuyện khác, ta sẽ không ngồi yên không để ý. Phương Văn Viễn do dự một lát nói. Tuy ông ta là cao thủ hóa thần, nhưng không thể tham gia chuyện nhà người khác dễ dàng. Vậy đa tạ Phương Đại Sư. Mạnh Vô Tình cười nói, ánh mắt lập tức nhìn về phía Mạnh Hữu Vi. Hữu Vi thúc thúc, ngươi sẽ ra tay với tiểu tử hạ giới này đúng không? Nếu không ra tay, ta chỉ có thể để Bạch Thường thúc thúc và Hắc Thường thúc thúc ra tay với ngươi trước. Nghe nói Vô Tuyết muội muội đã được người của Nam Cung gia đưa đi. Vận khí của muội ấy đúng là tốt, nhưng vận khí của Vô Kỳ không tốt như vậy. Nếu không cẩn thận giết anh ta, vậy thì không hay lắm đâu, nhất là vì một người ngoài, lại khiến người một nhà Mạnh gia chúng ta nội đấu, để người ta thấy thì không hay, đúng không? Mạnh Vô Tình cười đắc ý nói. Vô Tình, người dám động vào Vô Tuyết và Vô Kỳ, ta sẽ giết ngươi. Mạnh Hữu Vi tức giận quát. Mạng của ông ta là cha mẹ Mạnh Vô Kỳ mất mạng để bảo vệ, nuôi Mạnh Vô Kỳ lớn như vậy, chỉ cần Mạc Phàm có thể dẫn theo Mạnh Vô Kỳ là được. Hữu Vi thúc thúc đừng tức giận, ta chỉ tính toán tình huống tệ nhất mà thôi, nếu ngươi nghe theo lệnh của gia chủ, đương nhiên ta sẽ không ra tay với Vô Kỳ, dù sao chúng ta có cùng huyết mạch, không phải sao? Mạnh Vô Tình âm dương quái khí nói, giống như anh ta thật sự không muốn ra tay với Mạnh Hữu Vi và Mạnh Vô Kỳ. Mạnh Vô Tình vừa nói xong, Mạnh Hữu Vi đưa mắt nhìn xung quanh. Ông ta ra tay với Mạc Phàm, không phải đối thủ thì không nói. Nhất mạch bọn họ đã hết hy vọng hoàn toàn rồi. Tuy Vô Tuyết được Nam Cung gia dẫn đi, nhưng Nam Cung Thanh biết được tin ông ta phản bội Mạc Phàm, cho dù không trục xuất Vô Tuyết khỏi Nam Cung gia, cuộc sống cũng không thể tốt được. Tạm thời ông ta và Vô Kỳ không sao, chỉ sợ Mạnh Vô Tình vừa đi, người Mộ Dung gia sẽ tới. Ông ta không ra tay với Mạc Phàm, Mạnh Bạch Thường và Mạnh Hắc Thường hợp lực lại, ngoại trừ Phương Văn Viễn không sao ra, những người khác đều phải chết. Mạc Phàm cũng trốn không thoát, nếu không Mạc Phàm đã sớm ra tay rồi. Lúc Mạnh Hữu Vi khó xử, bên trong một phòng nghị sự ở Phượng Hồi Trấn, Mộ Dung Yến, Vương Kiếm và một đám người đứng đầu Viêm Dương Thành ngồi vây thành hình chữ U, nhìn đầu ảnh thạch trôi nổi giữa không trung. Trong đầu ảnh thạch là chuyện xảy ra ở tiểu viện Mạc Phàm, trên mặt đám người đều là đắc ý. Mạnh Hữu Vi luôn túc trí đa mưu, chỉ sợ không ngờ tới chuyện này, vậy mà ông ta cũng có ngày này. Vương Kiếm cười gian nói. Đừng nói như vậy, chắc chắn thành chủ của chúng ta có nghĩ tới, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy, còn dữ dội như vậy, ngay cả lệnh bài bảy màu của Mạnh gia đều lấy ra cả rồi. Mộ Dung Yến nâng chén rượu lên, cười nói. Thành chủ của chúng ta không phải là Yến lão ca sao? Vương Kiếm giơ chén rượu lên, liếc mắt ra hiệu với những người khác nói. Cho dù lựa chọn thế nào, vị trí thành chủ của Mạnh Hữu Vi đã không còn ý nghĩa gì nữa. Những người khác hiểu ý, vội vàng đứng dậy. Chúc mừng Mộ Dung thành chủ. Mộ Dung Yến cũng không khách sáo, ông ta cười to rồi chạm chén với mọi người, uống một hơi cạn sạch, khi nhìn về phía hình ảnh trong mắt ông ta đều là thành công rồi. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng thành chủ. Một lúc lâu sau, Mạnh Vô Tình hơi nhếch miệng cười khẽ. Hữu Vi thúc thúc, không còn nhiều thời gian lắm. Lựa chọn của ngươi là. Mạnh Hữu Vi hơi híp mắt, sắc bén tỏa ra. Dù sao cũng chết một lần, cho dù chết, ông ta cũng phải chết đứng, không thể chết nằm. Bọn họ liều mạng một phen, nếu Phương Văn Viễn có thể kiềm chế Hắc Bạch Vô Thường, cơ hội Mạc Phàm dẫn Mạnh Vô Kỳ rời đi vẫn rất lớn. Trên người Mạc Phàm có lệnh bài hải tuyển, chỉ cần sống sót, thì có thể tham gia hải tuyển của thần Nông Tông. Ông ta ra hiệu bằng tay với đám đồng hồ ở phía sau. Liền muốn ra tay, không đợi bọn họ ra tay, Mạc Phàm vươn một tay ra. Phốc, rút phù kiếm định hai thuộc hạ của Mạnh Vô Tình lên tường ra, hai người rơi từ trên tường xuống, máu tươi bắn ra. Phù kiếm xoay tròn, biến mất trong tay hắn. Hắn làm như không thấy đám Mạnh Vô Tình, lấy một số bình ngọc ra. Đan tới. Trong phòng, phá kiếp đan và niết bàn đan đã luyện chế xong bay từ trong ra, rơi từng viên vào trong lọ trong tay Mạc Phàm. Đan dược rơi hết vào bên trong, hư không chi lô nhoáng lên một cái liền biến mất không thấy.
phá kiếp đan và niết bàn đan, tiểu tử, vậy mà ngươi luyện ra được. Mạnh Vô Tình nhíu mày nói. Huynh đệ Hắc Bạch Vô Thường cũng khẽ nâng mí mắt, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi. Bọn họ vẫn luôn không coi trọng Mạc Phàm, chỉ cảm thấy không cần thiết. Nhưng Mạc Phàm không chỉ luyện chế ra được hai loại đan dược là phá kiếp đan và niết bàn đan, hơn nữa cấp độ, phẩm chất rất cao, toàn bộ đều là cực phẩm. Một tu sĩ kim đan, vậy mà có thể luyện chế ra đan dược cao thủ Nguyên Anh có thể sử dụng. Đám Mạnh Vô Tình không có ý ngăn cản, mấy thứ này rất quan trọng đối với đám Mạnh Hữu Vi, nhưng không là gì đối với bọn họ. Anh ta muốn biết chính là, rốt cuộc Mạc Phàm muốn làm gì? Ra tay, hay là đầu hàng? Đây là cho ngươi, của đồng chiến cũng ở bên trong, ba viên để ông ta phá kiếp và lĩnh ngộ lực niết bàn là đủ rồi, Mạnh Thành chủ chuyển giúp ta một phen. Mạc Phàm đóng bình ngọc lại, đưa hộp ngọc cho Mạnh Hữu Vi. Mạc công tử, chuyện này. Vẻ mặt Mạnh Hữu Vi mờ mịt, hoàn toàn không rõ ý của Mạc Phàm, thông minh như ông ta, cũng không biết có nên tiếp tục hay không. Dược liệu ta cần đâu? Mạc Phàm nhét hộp ngọc vào tay Mạnh Hữu Vi. Đồng hồ, dược liệu ta bảo ngươi đi tìm đâu, đưa cho Mạc công tử. Tuy Mạnh Hữu Vi không biết Mạc Phàm muốn làm gì, nhưng vẫn nói với đồng hồ. Đồng hồ vội vàng lấy một chiếc nhẫn chữ vật ra, cầm bằng hai tay đưa cho Mạc Phàm. Mạc công tử, đây là dược liệu ta tìm được theo danh sách của công tử, vì thời gian hơi gấp, chỉ tìm được 90%. Vậy là được rồi. Mạc Phàm cất nhẫn chữ vật đi. Trong 9 ngày, muốn thu thập hết dược liệu là chuyện rất khó, 90% đã vượt qua mong muốn của hắn rồi. Làm xong những chuyện này, lúc này hắn mới liếc nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường một cái. Hắn chưa từng gặp hai người này, cấp bậc quá thấp. Quỷ đạo, trong cơ thể mỗi người còn phong ấn một nửa quỷ hoàng hóa thần kỳ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hai người này một đen một trắng, tu luyện quỷ thuật cũng là một âm một dương, âm là phần âm của quỷ hoàng phong ấn, dương thì là phần dương của quỷ hoàng phong ấn. Như vậy không chỉ có thể lợi dụng quỷ hoàng để tăng tu vi của mình, còn phóng ra đủ chiến đấu của quỷ hoàng. Tiểu tử, nhãn lực của ngươi không tệ, đáng tiếc mệnh không dài. Người muốn công đạo cũng công đạo xong rồi, muốn đi cùng chúng tôi không? Mạnh Hắc Thường cười mỉa nói. Ta đi theo ngươi, có thể. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc công tử, người đây là. Mạnh Hữu Vi hơi sửng sốt. Mạc Phàm đi cùng đám Mạnh Vô Tình, phiền phức sẽ ít đi một chút, nhưng chắc chắn Mạc Phàm sẽ không có trái cây ngon để ăn. Tiểu tử, vậy còn đợi gì nữa, chúng ta đi thôi. Mạnh Vô Tình nhướng mày, lạnh lùng nói. Bọn họ nhận được mệnh lệnh, không được giết chết Mạc Phàm. Tóm được người phá Mạnh Thường lệnh giống như Mạc Phàm, bình thường đều siêu hồn để nhận được thứ có tác dụng, sau đó đưa đi làm dược nhân. Nhưng người sắp đi hoặc đi qua Ma Long Tinh không? Mạc Phàm hỏi. Mạnh gia và Ma Long Tinh ngược hướng nhau, tất nhiên là không đi qua, thế nào, người muốn đến Ma Long Tinh sao? Mạnh Vô Tình cười nói. Không sai, người đã không đi Ma Long Tinh, vậy ta dẫn người đi. Đúng rồi, người đi thu dọn đồ đi, đi cùng với ta. Mạc Phàm nói với Mạnh Vô Kỳ ở bên cạnh. Mạc công tử, chuyện này. Vẻ mặt Mạnh Vô Kỳ mờ mịt, nhìn về phía đám Mạnh Vô Tình. Những người này đều còn ở đây, Mạc Phàm không chỉ muốn dẫn Mạnh Vô Tình đến Ma Long Tinh, còn dẫn cả anh ta đi theo nữa. Thật sự có thể dẫn đi sao? Đám Mạnh Vô Tình nhướng mày, cười mà không nói, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn con thú bị giam trong lồng. Ở Phượng Hồi Trấn, đám Mộ Dung Yến lắc đầu cười, có lẽ Mạc Phàm còn chưa biết tình hình hiện giờ, mới có thể nói như vậy. Tiểu tử này đúng là không biết sống chết. Vương Kiếm cười nói. Lúc trước có người Nam Cung gia, hiện giờ người Nam Cung gia đi rồi. Ngoài ra Mạnh Hữu Vi và Phương Văn Viễn không chỉ không tiện ra tay giúp đỡ, trái lại còn bắt Mạc Phàm, mà tiểu tử này vẫn còn kiêu ngạo như vậy. Người đi dọn đồ đi, lát nữa gặp ở cửa thành chủ phủ. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Thúc thúc, chuyện này. Mạnh Vô Kỳ nhìn về phía Mạnh Hữu Vi với vẻ do dự. Vô Kỳ, con làm theo lời Mạc công tử nói đi. Mạnh Hữu Vi cau mày nói. Ông ta cũng không biết Mạc Phàm muốn làm gì, nhưng cho dù Mạc Phàm làm thế nào, Mạnh Vô Kỳ rời đi trước đều là chuyện tốt. Dạ. Mạnh Vô Kỳ liếc mắt nhìn Mạnh Vô Tình với vẻ cảnh giác, sau đó xoay người đi ra ngoài tiểu viện. Mạnh Vô Tình không phái người đuổi theo, chỉ nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ đầy hứng thú.
Mạnh Vô Kỳ chỉ là tu sĩ kim đan, anh ta muốn bắt lúc nào thì bắt, Mạnh Vô Kỳ không thể thoát khỏi tay anh ta. Nhưng Mạc Phàm, trước khi anh ta tới có tò mò một tu sĩ hạ giới như Mạc Phàm chém 40 thế nào, hiện giờ anh ta rất muốn biết Mạc Phàm sẽ làm thế nào. Tiểu tử, Vô Kỳ đi thu dọn đồ rồi, có phải ngươi nên làm chút chuyện gì hay không? Mạnh Vô Tình không sợ hãi cười nói. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng anh ta cũng không lơ là, liếc mắt ra hiệu cho huynh đệ Mạnh Bạch Thường và Mạnh Hắc Thường. Không nghi ngờ thực lực của Mạc Phàm, anh ta có cảm giác anh ta cũng không phải đối thủ của Mạc Phàm. Cho nên vẫn phải cẩn thận thì hơn. Hai huynh đệ Hắc Bạch Vô Thường ngầm hiểu, mỗi người lấy một thanh kiếm ra, để phòng Mạc Phàm bất cứ lúc nào. Mạc Phàm nhìn lướt qua Hắc Bạch Vô Thường, trên mặt đều là khinh thường. Mạnh Vô Tình đúng không, ngươi là con trai của gia chủ Mạnh gia à? Không sai, ngươi muốn nói gì? Mạnh Vô Tình cười hỏi. Nói cách khác hai tu sĩ quỷ đạo này đều phải nghe ngươi đúng không? Mạc Phàm hỏi tiếp. Hửm. Vẻ mặt Mạnh Vô Tình hơi đổi, đôi mắt anh ta đảo liên tục, vội ra lệnh. Ngươi có chủ ý này sao? Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, các ngươi còn không nhanh ra tay, bắt tiểu tử này. Anh ta tưởng rằng Mạc Phàm muốn làm gì, không ngờ mục tiêu của Mạc Phàm là anh ta. Hắc Bạch Vô Thường nghe tiếng mà động, trường kiếm màu trắng đen trong tay kêu ong ong, cả tiểu viện đều chấn động theo. Rõ ràng hai người cách Mạc Phàm hơn 10 mét, nhưng trường kiếm trong tay gần như lúc giơ tay lên, trường kiếm đã đâm về phía Mạc Phàm. Phập, hai kiếm đâm thủng Mạc Phàm. Đám Mạnh Hữu vì thấy Mạc Phàm trúng một kiếm, vẻ mặt lập tức thay đổi. Nhưng mà, không chỉ bọn họ, sắc mặt huynh đệ Hắc Bạch Vô Thường cũng khó coi. Bọn họ đâm trúng Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm hơi nhếch miệng nở nụ cười kỳ lạ với hai bọn họ. Ngay sau đó cơ thể Mạc Phàm biến thành một tảng đá, trên tảng đá đầy phù văn màu vàng. Trường kiếm trong tay bọn họ đâm vào trong cơ thể Mạc Phàm, giống như đâm vào trong tảng đá, không thể nhúc nhích. Phải biết rằng hai bọn họ là tu sĩ quỷ đạo Nguyên Anh đỉnh phong, lực lượng quỷ thần khó lường thì không nói, trong cơ thể bọn họ còn có quỷ hoàng, điều này làm bọn họ cường đại hơn những người khác. Hiện giờ ngay cả pháp bảo của mình mà bọn họ cũng không thể rút ra được. Mạnh Thiếu cẩn thận. Mạnh Bạch Thường như cảm nhận được gì đó, vội vàng nhắc nhở. Ông ta mới nói xong, lúc cơ thể Mạc Phàm biến thành một bức tượng đá, một bóng dáng huyễn hóa mà ra trước người Mạnh Vô Tình, đúng là Mạc Phàm. Ta muốn rất đơn giản, bởi vì đối phó mấy người quả thật không khó đối phó, vô cùng đơn giản. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đối phó đám Mạnh Vô Tình mà thôi. Hắn có rất nhiều biện pháp. Vừa rồi không ra tay, cũng không nói gì, chỉ vì hai loại đan dược kia gần luyện chế thành công rồi, cần hắn hao phí chút tinh thần. Hiện giờ đan dược đã thành, là lúc giải quyết đám người này, sau đó rời khỏi Viêm Dương Thành. Khi nói chuyện, một tay hắn vươn ra, trong lòng bàn tay xuất hiện chú ấn như mạng nhện, không đợi huynh đệ Hắc Bạch Vô Thường và tám người cầm Khổn Tiên Tỏa phản ứng kịp, một chưởng của hắn đã đánh vào ngực Mạnh Vô Tình. Bùm, một tiếng thật lớn, cơ thể Mạnh Vô Tình nhanh chóng lùi về sau, rồi đụng mạnh vào vách tường. Ở trước ngực anh ta có khói xanh tỏa ra, ấn ký mạng nhện đỏ như máu xuất hiện trên lồng ngực anh ta. Mạng nhện này vốn chỉ to bằng chiếc bánh nướng, nhưng mới xuất hiện trên ngực Mạnh Vô Tình, thì nhanh chóng lan ra toàn thân anh ta. Chỉ trong phút chốc, trên người Mạnh Vô Tình giống như được khoác thêm tơ tằm màu máu. Phốc, một ngụm máu tươi phun từ miệng Mạnh Vô Tình ra. Tiểu tử, ngươi đã làm gì ta? Mạnh Vô Tình nhìn hai tay đầy sợi tơ màu máu, nhíu mày nói. Hắn không trả lời, ngón tay hơi búng ra. Một tơ hồng trên mạng nhện bay từ trong cơ thể Mạnh Vô Tình ra, rơi lên người Mạnh Hữu Vi. Tuy Mạnh Hữu Vi không biết đây là thứ gì, nhưng không ngăn cản, ông ta kệ sợi tơ tiến vào trong cơ thể mình. Sợi tơ này mới rơi lên người Mạnh Hữu Vi, thì biến mất không thấy. Đây là sinh tử phù luân hồi. Phương Văn Viễn nhìn mạng nhện trên người Mạnh Vô Tình, ông ta sửng sốt trước, sau đó kinh hãi kêu lên. Sinh tử phù luân hồi. Phương Văn Viễn mới nói xong, vẻ mặt không ít người ở đây thay đổi. Bọn họ không nhận ra Mạc Phàm dùng phù chú gì, nhưng cơ bản đều từng nghe nói tới sinh tử phù. Sinh tử phù luân hồi là một loại chú đáng sợ gắn với sinh tử. Một khi có người trúng sinh tử phù luân hồi, nếu có một dây tuyến được dẫn lên người người khác. Cho dù người này chịu thương tổn gì, thống khổ đều chuyển trên người chúng sinh tử phù.
Ngoài ra nếu người này chết, người chúng sinh tử phù cũng phải chết. Nếu bây giờ Mạnh Hữu vì bị người ta giết chết, cho dù cách thiên sơn vạn thủy, Mạnh Vô Tình cũng sẽ tử vong nhanh thôi. Nhất là Mạnh Vô Tình, chỉ trong chớp mắt gương mặt anh tuấn của anh ta trắng bệch. Vậy mà anh ta chúng chú này, chúng thứ này nhiệm vụ hôm nay không hoàn thành thì không nói, sau này sinh tử cũng không do anh ta, quả thực sống không bằng chết. Tiểu tử, người dám hạ thứ này với Mạnh thiếu, người muốn chết à? Mạnh Hắc Thường nhíu chặt mày, không quan tâm hắc kiếm kia nữa, bóng dáng ông ta nhoáng lên một cái đánh một chưởng về phía Mạc Phàm. Chú ấn này âm hiểm ác độc thì không nói, một khi chúng chú này gần như rất khó giải, gia chủ Mạnh gia và một số trưởng lão đều không có y thuật cao như vậy, chỉ có lão tổ của Thần Nông Tông mới có bản lĩnh này. Mạc Phàm không chút hoang mang giơ tay về phía Mạnh Vô Tình nắm chặt lại, một sợi tơ hồng bay ra, rơi lên người hắn. Một trường hủy thiên diệt địa của Mạnh Hắc Thường đến trước người hắn, chỉ trong chớp mắt lực lượng được rút lại. Tiểu tử, ngươi! Mạnh Hắc Thường nghiến chặt răng, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, thu hồi quả đấm. Ngươi muốn nói gì, giết thiên bảo thử, dùng để ninh hầm canh sao? Mạc Phàm lại rút một sợi tơ hồng trên người Mạnh Vô Tình, lấy thiên bảo thử ra nói. Nói xong hắn để sợi tơ hồng vào trong cơ thể của thiên bảo thử. Lần này không chỉ huynh đệ Mạnh Hắc Thường không cam lòng, Mạnh Vô Tình lại càng phẫn nộ. Mạc Phàm để dây sinh tử lên người cậu ta và Mạnh Hữu Vi còn chưa tính, vậy mà còn để lên người một con chuột, như vậy nếu con chuột của Mạc Phàm bị một con mèo cắn chết, anh ta cũng phải chết theo sao? Rất có khả năng anh ta sẽ thành người đầu tiên của Mạnh gia bị mèo cắn chết. Hắc Thường, còn không lui xuống, ngươi muốn ta chết sao? Mạnh Vô Tình nghiến răng tức giận nói. Nhưng mà, thiếu gia. Mạnh Hắc Thường nắm chặt tay, rất không cam lòng. Lúc trước bọn họ luôn chiếm thế thượng phong, chèn ép Mạnh Hữu Vi và Phương Văn Viễn không có lực đánh trả. Lúc này mới qua một lát, Mạc Phàm khiến bọn họ không thể đụng vào người nào. Ta bảo ngươi lui ra, ngươi không biết đây là gì sao, cần ta nói với ngươi không? Mạnh Vô Tình cầm lệnh bài bảy màu dơ về phía Mạnh Hắc Thường, quát lớn. Mạnh Hắc Thường trừng Mạc Phàm với vẻ hung dữ, rồi lùi sang một bên. Mạc Phàm không dừng lại. Từng sợi tơ hồng được hắn rút ra, từng cái rơi lên người đám Phương Văn Viễn, Mạnh Hữu Vi, Đồng Hổ. Chỉ trong phút chốc, phàm là người đứng bên phía Mạnh Hữu Vi, đều được thêm sợi tơ hồng lên người. Mỗi một sợi tơ được kéo ra, Mạnh Vô Tình có kích động muốn thổ huyết. Mạc phàm làm liên tục như vậy, bọn họ hoàn toàn không có biện pháp tiêu diệt nhất mạch của Mạnh Hữu Vi, trừ phi vứt bỏ anh ta, mới có thể giết được Mạnh Hữu Vi. Mạc phàm, người đủ rồi đó. Mạnh Vô Tình thấy Mạc Phàm vẫn muốn lấy sợi tơ hồng ra tiếp, vội vàng nói. Lại để Mạc Phàm kéo tiếp, mọi người ở đây xảy ra chuyện không may, hậu quả đều do anh ta gánh. Đủ rồi, ngươi nói đủ cái gì? Ta nhớ ngươi từng nói để Phương Đại Sư và Mạnh Thành Chủ ra tay với ta đúng không? Ngươi bảo bọn họ ra tay với ta thử xem, ta đảm bảo sẽ không đánh trả. Vẻ mặt Mạnh Vô Tình xanh mét, không dám phát tác chút nào. Mạnh Hữu Vi và Phương Đại Sư ra tay với Mạc Phàm, người chết trước sẽ là anh ta, không phải những người khác. Mạc Phàm thấy Mạnh Vô Tình không nói, thì nói tiếp. Còn nữa, nếu Mạnh Thành Chủ không ra tay, người sẽ dựa theo quy củ của Mạnh gia, để huynh đệ Mạnh Hắc Thường ra tay với Mạnh Thành Chủ, bây giờ ngươi cũng có thể thử xem. Mạc Phàm, ngươi muốn thế nào? Trong mắt Mạnh Vô Tình tràn đầy lửa giận. Quả thật anh ta xem thường Mạc Phàm rồi. Nhưng xét đến cùng vẫn là Mạc Phàm quá biến thái. Dưới tay Hắc Bạch Vô Thường là hai tu sĩ cảnh giới hóa thần, vậy mà còn có thể trốn thoát. Ta còn muốn thế nào nữa, bây giờ các ngươi còn muốn đến Ma Long Tinh không? Mạc Phàm cười nhạt hỏi. Ngươi muốn ép ta đến Ma Long Tinh sao? Mạnh Vô Tình nhíu mày, trầm giọng nói. Mạc Phàm từng nói cậu ta muốn đến Ma Long Tinh, ý của Mạc Phàm phần lớn là muốn dẫn anh ta đi cùng. Người cũng có thể không đi, Mạnh Vô Kỳ và cả Thiên Bảo Thử sẽ đi, người có đi hay không thì tùy ngươi, nhưng nếu chúng tôi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hậu quả ngươi tự mình nhìn mà làm, sinh tử phù luân hồi là không chết không ngừng, Mạnh gia ngươi chỉ có một người giải được, hơn nữa sẽ để lại di chứng không nhỏ, hẳn là như vậy. Vẻ mặt Mạc Phàm không thèm để ý, nói, sinh tử phù luân hồi này, vốn là nguyền rủa trong luân hồi, một số người trời sinh đã mang loại nguyền rủa này, một khi một bên chết, bên khác cũng sẽ chết.
Sau khi một tông phái phát hiện ra nguyền rủa này, thì tìm trên trăm người chúng loại nguyền rủa này, lúc này mới có sinh tử phù luân hồi. Loại nguyền rủa này trải qua sửa đổi, chỉ có một bên chết, chuyện này còn không phải điểm đáng sợ nhất là có rất ít người giải được nguyền rủa này, cho dù người làm ra sinh tử phù luân hồi cũng không giải được. Thế cho nên người đứng đầu tông phái kia hạ quá nhiều sinh tử phù luân hồi, dẫn tới nhiều người tức giận, bị sinh tử phù luân hồi phản phệ mà chết. Ở Thần Nông Tông có người giải được, nhưng rất ít. Mạnh Bất Đồng có thể giải, nhưng di chứng để lại khá lớn. Mạc Phàm, ngươi. Mạnh Vô Tình hận tới mức nghiến răng. Không phải Mạc Phàm bảo anh ta nhìn mà làm sao, anh ta có thể không đi được à, nếu anh ta không đi, đám Mạc Phàm chết ở Ma Long Tinh, anh ta cũng phải chết theo rồi. Không chỉ như vậy, chỉ cần một ngày không giải sinh tử phù luân hồi, Mộ Dung Yến cũng không thể ra tay với Mạnh Hữu Vi, nếu không người chết cũng là anh ta. Ta đi Ma Long Tinh, không chỉ có ta đi, bọn họ cũng phải đi. Mạnh Vô Tình nghiến răng nghiến lợi nói. Mạnh Thiếu, Ma Long Tinh ở phía khác Mạnh gia, ngươi còn muốn chúng tôi bắt tiểu tử này về Mạnh gia không? Nếu không chúng tôi bắt tiểu tử hạ giới này đưa đến Mạnh gia nhé. Đồng Hồ thấy Mạnh Vô Tình tức muốn chết, cười nói. Vừa rồi Mạnh Vô Tình kiêu ngạo như thế, thiếu chút nữa bước bọn họ đến đường cùng, đã tới lúc bọn họ báo thù rồi. Đồng Hồ, ngươi lại muốn đường chết à? Trong mắt Mạnh Hắc Thường lóe sáng sắc bén, lạnh lùng nói. Ta rất muốn chết đó, ngươi dám ra tay với ta như trước không? Đồng Hồ không sợ hãi, vỗ ngực nói. Trên người ông ta có sinh tử tuyến, ông ta càng nguyện ý Mạnh Hắc Thường đánh ông ta một chưởng như vừa rồi, như vậy Mạnh Vô Tình sẽ đau đớn gấp bội so với ông ta. Đồng Hồ, ngươi! Gương mặt Mạnh Hắc Thường vốn đen hơn Mạnh Bạch Thường một chút, lúc này lập tức như khối than. Ông ta đường đường là đại thành chủ, lại là hóa thần kỳ được Mạnh gia cung phụng, vậy mà bị một quân trưởng nhỏ bé trêu đùa, nhưng không dám ra tay. Mạnh Vô Tình còn tức hơn cả Mạnh Hắc Thường, nhưng không lên tiếng. Lúc này không cần chấp bọn họ, đợi sinh tử phù trên người anh ta được giải, rồi tính sổ cũng không muộn. Sao thế? Ngươi đợi đó, chuyện này còn chưa xong đâu. Không cần đợi, ta tự mình làm, dựa theo quy củ, một quân trưởng như ta chống đối thủ trưởng, trừng phạt nhẹ nhất là tam đao lục động. Đồng Hồ hơi nhếch miệng cười điên cuồng, giơ tay cầm một thanh đoản đao. Phập, đoản đao biến mất vào trong xương vai của ông ta, lưỡi đao chui qua bên khác, máu tươi bắn ra, sau đó tơ hồng trên người Đồng Hồ và Mạnh Vô Tình lập tức sáng lên. Đồng Hồ không nhăn mày một cái, đám Mạnh Hữu Vi cũng không ngăn cản, thân là người quanh năm trên chiến trường, thương tổn như vậy không đáng là gì. Đồng Hồ từng bị hỏa ma cắn nửa người, chính ông ta bẻ miệng hỏa ma ra rồi chạy thoát. Sắc mặt Mạnh Vô Tình tái mét, ngã từ trên ghế xuống đất, chỗ xương bả vai đột nhiên xuất hiện vết thương còn to hơn trên vai Đồng Hồ nhiều, tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết truyền từ miệng anh ta ra. A! À, sắc mặt Mạnh Bạch Thường và Mạnh Hắc Thường thay đổi, cơ thể nhoáng lên một cái liền đến bên cạnh Mạnh Vô Tình, vội vàng giảm đau chữa thương cho anh ta. Mạnh Vô Tình là con trai của gia chủ Mạnh gia, không có gì bất ngờ xảy ra, người kế nhiệm gia chủ Mạnh gia kế tiếp sẽ là anh ta. Mạnh Vô Tình không thể xảy ra chuyện, nhất là lúc bọn họ dẫn Mạnh Vô Tình ra ngoài, càng không thể có chuyện. Vừa giảm đau, mắt Mạnh Bạch Thường vừa nheo lại, lạnh lùng nhìn về phía Đồng Hồ. Đồng Hồ, người một vừa hai phải thôi, nếu không ta không ngại biến ngươi thành người sống thực vật. Sinh tử phù luân hồi chỉ truyền thương tổn qua cơ thể. Ông ta hoàn toàn có thể tấn công thông qua thần hồn khiến Đồng Hồ biến thành người sống thực vật, như vậy vừa không làm Mạnh Vô Tình bị thương, cũng có thể trừng trị Đồng Hồ. Đồng Hồ cười to, nhưng không có ý dừng lại. Ngươi có thể thử xem. Vì nhất mạch đó của Mạnh gia, có không biết bao nhiêu huynh đệ của bọn họ không chết vì đối phó yêu thú và hỏa ma, trái lại vô duyên vô cớ chết dưới âm mưu của nhất mạch Mạnh Vô Tình. Hiện giờ có cơ hội báo thù cho những huynh đệ này, hắn phải xả hết cơn giận đó. Đừng nói là ba đao sáu động, đâm ông ta thành con nhím, muốn mạng của ông ta cũng nguyện ý. Nói xong Đồng Hồ rút đoản đao ra, lại đâm một bên vai khác của mình. Không, Mạnh Vô Tình mới ngừng đau đớn ở một bên vai, lại kêu lên. Đồng Hồ, ngươi, Mạnh Bạch Thường cho mày, nhưng không ra tay. Ông ta có thể chấn Đồng Hồ thành người sống thực vật, nhưng nhìn ánh mắt của đám Mạnh Hữu Vi, chắc chắn bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhớ đâu vừa ra tay đã giết người,
tương đương với chuyện Mạnh Vô Tình chết dưới tay ông ta. Sao thế, Bạch Vô Thường, không phải ngươi muốn trấn ta thành người sống thực vật sao, sao không ra tay nữa? Đồng Hồ cao giọng kêu. Đám Mạnh Hữu Vi ở một bên nhìn chằm chằm đám Mạnh Vô Tình và Hắc Bạch Vô Thường với vẻ thờ ơ, gần như đều là kích động vì đại cừu được báo. Một chữ, sảng. Ngay cả Mạnh Hữu Vi bình tĩnh ổn trọng nhất, trong mắt cũng lóe lên ý cười lâu rồi không có. Tuy còn chưa báo thù giúp ca ca và tẩu tử của ông ta, báo thù giúp những chiến sĩ cùng vào sinh ra tử với ông ta nữa, nhưng mở đầu này cũng rất tốt. Trong Phượng Hồi Trấn, đám Mộ Dung Yến nhìn hình ảnh trong đầu ảnh thạch, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Nhất là Mộ Dung Yến, giống như cả nhiễm xương chưa gượng dậy nổi, nhiệt độ trong đại đường lập tức giảm xuống. Có sinh tử phù luân hồi này bảo mệnh, ít nhất trong một thời gian, đám Mạnh Hữu Vi sẽ không sao, Mạnh gia cũng sẽ không bảo bọn họ đi tìm Mạnh Hữu Vi gây phiền phức. Tương đương với chuyện vị trí thành chủ của ông ta sắp tới tay, lại bay đi rồi. Ông ta vẫn phải tiếp tục tới Chu Tước Trấn, đóng quân ở Chu Tước Trấn. Không chỉ như vậy, trên người Mạc Phàm cũng có sinh tử tuyến với Mạnh Vô Tình, Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ muốn giết Mạc Phàm, cũng không dễ dàng như vậy. Hắc Bạch Vô Thường vì bảo vệ Mạnh Vô Tình, chắc chắn sẽ ra tay ngăn cản. Hai huynh đệ này có thể trở thành đại thành chủ, không chỉ dựa vào nâng đỡ của Mạnh gia, thuật pháp quỷ đạo trên người hai người và quỷ hoàng hóa thần kỳ, cho dù gặp tu sĩ hóa thần cũng có sức đánh một trận. Mạc Phàm. Mộ Dung Yến nhìn Mạc Phàm trong đầu ảnh thạch, bóp chặt chén rượu trong tay. Đám Vương Kiếm thấy tình hình này, từng người tìm lý do cáo biệt, nhanh chóng rời đi. Đồng Hồ đâm sáu đao, Mạnh Vô Tình đau đớn chết đi sống lại, lúc này Mạc Phàm mới ngăn lại. Đủ rồi đó. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Dạ, Mạc công tử. Đồng Hồ liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy cảm kích, không ra tay lần nữa. Mạc Phàm khiến bọn họ đánh cược thắng trong săn bắn, đã thắng được tôn trọng của ông ta. Ông ta có thể khiến nhất mạch Mạnh gia của Mạnh Bất Đồng nếm đau khổ cũng nhờ Mạc Phàm, nên ông ta vô cùng tin tưởng Mạc Phàm. Đồng Hồ dừng lại không lâu, trong mắt Mạnh Vô Tình mặt không còn huyết sắc lóe sáng hung quang chậm rãi đứng dậy. Mạc Phàm, người giải sinh tử phù cho ta. Ta lấy thanh danh của Mạnh gia đảm bảo Mạnh gia sẽ không so đo chuyện Mạnh Thường Lệnh với ngươi. Tuy vừa rồi anh ta đã đồng ý, nhưng anh ta đường đường là thiếu gia Mạnh gia không muốn đến Ma Long Tinh, càng không muốn mang theo sinh tử phù tới Ma Long Tinh. Có sinh tử phù ở đây, những người này đều có thể lấy anh ta ra chút giận. Ngay cả Mạnh gia bọn họ chỉ có một người giải được sinh tử phù mà Mạc Phàm cũng biết, tuy khả năng không lớn, nhưng quả thật có thể giải được sinh tử phù. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể để ngươi được cung phụng như hóa thần kỳ ở Mạnh gia ta, nếu ta nhớ không nhầm, ngươi giết người của Ngạo Nhật Sơn Tông, còn để lộ ngũ quỷ phệ hồn chú trước mặt Mộ Dung Yến, một khi thành hóa thần kỳ được cung phụng ở Mạnh gia ta, chắc chắn Ngạo Nhật Sơn Tông sẽ không so đo chuyện này với ngươi. Mạnh Vô Tình nói tiếp, ta biết người như ngươi không thích bị trói buộc, ta không cần ngươi làm quá nhiều chuyện, chỉ cần sau khi giải trừ sinh tử phù trên người ta xong, giết chết đám người này là được. Với tu vi của ngươi đối phó bọn họ, hẳn là không tốn nhiều sức. Đồng Hồ là một quân trưởng nho nhỏ, người hầu của Mạnh gia, còn không được ban thưởng họ, vậy mà dám đối xử với anh ta như vậy, không giết bọn họ khó mà bình phục mối hận trong lòng anh ta. Mạc Phàm cũng như vậy, chỉ cần Mạc Phàm giải trừ sinh tử phù luân hồi trên người anh ta, đến Mạnh gia sẽ là lúc Mạc Phàm bị ngũ mã phân thây. Mạnh Vô Tình, ta đồng quy vu tận với ngươi trước. Ở bên cạnh Đồng Hồ, một quân sĩ khác nhíu chặt mày, nắm chặt thanh đoản đao trong tay Đồng Hồ, muốn đâm về phía mi tâm mình. Cha mẹ anh ta cũng chết dưới âm mưu của nhất mạch Mạnh Vô Tình. Không đợi người này ra tay, đã được Mạnh Hữu Vi nắm chặt tay ngăn cản. Không tới lượt ngươi đồng quy vu tận. Mạnh Hữu Vi đoạt lấy thanh đoản đao, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nhạt. Thứ nhất, quả thật ta có thể giải trừ sinh tử phù luân hồi, hiệu quả còn tốt hơn lão tổ nhà ngươi, không có bất luận di chứng gì. Tuy hắn là người cuối cùng tiến vào Thần Nông Tông, cũng là người nghiên cứu sinh tử phù luân hồi ngắn nhất. Nhưng sau sư phụ hắn là người duy nhất y thuật nhập đạo, điểm này Mạnh Bất Đồng không thể so được với hắn. Vậy ý ngươi là ngươi đồng ý giải sinh tử phù trên người ta sao? Mạnh Vô Tình nhướng mày. Thứ hai, Mạnh gia các ngươi không bảo hộ được ta. Mạc Phàm lắc đầu, nói tiếp.
Người yếu nhất hắn muốn giết là Long Ngạo Thiên, thiên tài của Ngạo Nhật Sơn Tông, lợi hại nhất là võ đế quân Khương Lâm, Ngạo Nhật Sơn Tông chỉ có sư phụ hắn mới có thể ra mặt áp trụ. Hắn gia nhập Mạnh gia, lúc Mạnh Bất Đồng biết hắn đắc tội Ngạo Nhật Sơn Tông, sẽ đề nghị đưa hắn cho Ngạo Nhật Sơn Tông. Ở trước mặt quân Khương Lâm, Mạnh gia lại càng không đáng nhắc tới. Ngươi! Vẻ mặt Mạnh Vô Tình xanh mét, tức giận mà không dám phát tiết. Thứ ba, ta đã cầm Long Thi Thảo của Mạnh thành chủ, nhất mạch bọn họ sẽ do ta bảo vệ, ngươi có thể phái hai người trở về, nói cho phụ thân ngươi, cũng có thể nói cho lão tổ Mạnh gia ngươi nữa, đúng rồi, nói với bọn họ ta là Mạc Phàm. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Sớm muộn gì Mạnh gia cũng biết tên của hắn, sớm muộn gì Mạnh Bất Đồng cũng biết, hiện giờ hắn sẽ nói cho bọn họ biết trước. Sư đệ từ hạ giới tới sẽ không lấy phương thức cũ trở về, bảo ông ta chuẩn bị thật kỹ. Tiểu tử, ngươi muốn tìm đường chết như vậy sao? Mạnh Bạch Thường lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Mạc Phàm chỉ là một tu sĩ kim đan kỳ, vậy mà dám nói như vậy với lão tổ Mạnh gia, đúng là không biết sống chết. Lão tổ Mạnh gia có thân phận gì, là đệ tử của trưởng môn Thần Nông Tông. Không chỉ phụ trách tất cả tinh vực ở phía nam của Thần Nông Tông, cũng là một cao thủ tuyệt thế, không ít đại tông phái thấy lão tổ của Mạnh gia đều phải khách sáo. Đừng nói là tu sĩ thực lực hóa thần như bọn họ, cho dù là đại tu hợp thể cũng không dám nói vậy với lão tổ Mạnh gia. Cho nên ngươi chỉ là tôi tớ của Mạnh gia. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Được lắm, Mạc Phàm, ta xem một tu sĩ hạ giới như ngươi có thể kiêu ngạo tới khi nào. Bảo kiếm phong rèn luyện mà thành, hoàn cảnh ở hạ giới gian khổ dễ dàng tôi luyện ra cường giả. Nhưng cao thủ hạ giới tới tu chân giới quật khỏi trong 10 vạn không có nổi một người, Mạc Phàm vừa đến tu chân giới đã vọng tưởng sánh vai với lão tổ của Mạnh gia, ông ta muốn xem Mạc Phàm có thể đi bao xa. Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời Mạnh Bạch Thường nói tiếp. Thứ tư, ngươi không mang theo người của ngươi tới Ma Long Tinh cùng ta cũng được, ta sẽ thả sinh tử tuyến của ngươi lên người một con kiến, nó sống được bao lâu, vậy phải xem tạo hóa của ngươi rồi. Mạc Phàm, ngươi đây là không muốn tha cho ta sao? Mạnh Vô Tình nắm chặt tay, tức giận nói. Ngươi không có tác dụng gì với ta, giết ngươi và không giết chẳng khác gì nhau. Ngươi chỉ cần đến Ma Long Tinh với ta một chuyến, tìm được thứ ta cần, ta sẽ tha cho ngươi, còn sinh tử phù trên người ngươi có tìm được người giải hay không, phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Mạnh Vô Tình chỉ là một con kiến, đi hay không không có quá nhiều ý nghĩa với hắn. Hắn vốn không cần dẫn theo đám Mạnh Vô Tình tới Ma Long Tinh, nhưng nếu hắn lấy Long Thi Thảo của Mạnh Hữu Vi rồi, lại cứu hai hậu duệ của nhất mạch Mạnh Hữu Vi. Đơn giản là đưa Phật phải đưa tới Tây Thiên, cứu luôn cả Mạnh Hữu Vi cũng được. Hắn dẫn Mạnh Vô Tình đi, có thể cho Mạnh Hữu Vi không ít thời gian. Mạnh Hữu Vi và Đồng Hổ đều là nguyên anh đỉnh phong, nếu Mạnh Hữu Vi và Đồng Hổ đột phá đến cảnh giới hóa thần trong khoảng thời gian này, tình cảnh sau này sẽ tốt hơn nhiều. Dù sao Mạnh Hữu Vi ngoại trừ là người Mạnh gia gia, cũng là người của quân đình. Một khi đến hóa thần kỳ, một chi của Mạnh Bất Đồng muốn ra tay, cũng phải suy nghĩ tới áp lực của quân đình. Đôi mắt Mạnh Vô Tình đảo liên tục, sau đó nhìn về phía hai người bị Mạc Phàm làm bị thương lúc trước. Hai người quay về Mạnh gia, nói rõ mọi chuyện cho cha ta biết, ngoài ra nói rõ chuyện của tiểu tử này cho ông nội ta biết luôn. Chuyện hôm nay đi đến bước này, toàn bộ đều do Mạc Phàm. Anh ta không đi cùng Mạc Phàm, tuyệt đối không thể sống tới khi về Mạnh gia. Mạc Phàm không muốn giết anh ta. Xem ra chỉ muốn kéo dài thời gian cho Mạnh Hữu Vi, anh ta đi cùng Mạc Phàm cũng không sao. Nhưng chuyện nơi này nhất định phải truyền về. Chuyện nói cho lão tổ nhà bọn họ cha anh ta không thể làm được, nhưng ông nội anh ta thì có thể, bởi vì ông nội anh ta cũng là đệ tử của Thần Nông Tông, còn phụ trách lựa chọn người trong hải tuyển lần này. Những người khác đi theo ta đến Ma Long Tinh, như vậy được rồi chứ, Mạc Phàm, Mạc công tử. Mạnh Vô Tình kìm nén lửa giận hừng hực, trầm giọng nói. Mạc Phàm không để ở trong lòng, hắn cáo biệt Phương Văn Viễn và Mạnh Hữu Vi, dẫn theo Mạnh Vô Kỳ đợi ở cửa rời đi. 10 ngày sau, Ma Long Tinh. Nhìn tinh cầu này từ bên ngoài được một vùng ma vân bao phủ quanh năm, bên trong giống như một tổ chim vô cùng vĩ đại, trôi nổi trong vũ trụ vô hạn vô biên. Nghe nói trước đây tinh cầu này là xào huyệt của Ma Long Đại Thừa Kỳ, chính vì vậy tinh cầu này mới có tên như vậy. Nếu là trước đây,
Tinh cầu được ma khí và ma thú bao trùm vốn dĩ không có người dám tới. Nhưng ma long này nhìn chúng một vị cô nương, còn cướp vị cô nương này về ma long tinh, ma long còn chưa kịp ra tay với vị cô nương này, đã bị một người bạch gia liếc mắt giết chết. Từ đó về sau, nơi này thành nơi tu sĩ thường lui tới. Vì nơi này là hang ổ của ma long, là nơi cất giấu bảo tàng cả đời của ma long trong truyền thuyết, hấp dẫn không ít người đào bảo. Trừ chuyện đó ra, nơi này còn có một loại dược liệu vô cùng chân quý, đó chính là hoa vĩ long. Hoa vĩ long là một loại thực vật, có hình dạng giống như con rắn huyền ảo. Nhưng trong một năm thì nửa năm dược liệu này ở dưới đất, khai chi tán diệp, nửa thời gian còn lại thì biến thành trạng thái tương tự yêu thú, đi khắp nơi hấp thu năng lượng có thể giúp nó sinh trưởng. Hoa vĩ long là nguyên liệu không thể thiếu và thay thế để luyện chế nhiều đan dược cấp cao, không ít người tới nơi này ngoại trừ tìm kiếm bảo tàng của ma long, có một số người đến đây vì tìm linh dược này. Bởi vì hoa vĩ long có thể di chuyển tùy ý, còn tinh thông ẩn nấp và thuật huyễn hóa, cho nên rất khó tìm. Một gốc hoa vĩ long lâu năm nếu bày ra bán, có thể đổi được linh thạch mấy chục năm không xài hết. Chính vì tình huống này, không ít tu sĩ ra tay tìm kiếm hoa vĩ long. Lúc này đám Mạc Phàm cưỡi ma thú thay đi bộ, tìm kiếm trên vùng quê màu đen mênh mông vô bờ ở Ma Long Tinh. Thỉnh thoảng sẽ có nhóm hoặc một tu sĩ đi ngang qua, nhưng chỉ lạnh lùng liếc đám Mạc Phàm một cái, sau đó nhanh chóng rời đi. Mạc Phàm làm như không nhìn thấy, thần thức phóng ra tối đa, không chút hoang mang tìm kiếm xung quanh. Thuốc chính luyện chế Ngọc Thanh Đan và phụ dược Phượng Hoàng Thạch đều có cả rồi, lại tìm được Hoa Vĩ Long, luyện chế Ngọc Thanh Đan sẽ không là vấn đề. Ma Long Tinh là nơi có thể tìm được Hoa Vĩ Long, lại gần Liệt Hỏa Tinh hơn một chút. Tuy Ma Long bị Bạch Khởi biến thái giết chết, nơi này cũng không tìm được Hoa Vĩ Long dễ dàng. Nhưng nếu như có thể tìm được ở đây, vẫn nên tìm trước thì hơn. Một khi hắn qua hải tuyển tiến vào Thần Nông Tông, dựa theo tin tức hắn đạt được từ chỗ Vọng Cơ sư huynh, hắn sẽ được yêu cầu bế quan trong thời gian dài, mãi đến khi gần tới Đại Bỉ mới có thể ra. Trong một năm, phần lớn thời gian là bế quan. Như vậy hắn sẽ không có thời gian đi tìm Hoa Vĩ Long. Nếu trong bảo khố của Thần Nông Tông không có Hoa Vĩ Long, hắn muốn giải độc cho Tiểu Vũ sẽ tan thành mây khói. Mạnh Vô Tình ở bên cạnh chau mày, vẻ mặt không kiên nhẫn. Mạc Phàm, không phải ngươi muốn tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông sao? Hải tuyển đã bắt đầu 10 ngày rồi, ngươi còn không đi khiêu chiến đối thủ, tranh thủ lấy vị trí top 10, lại ở đây tìm Hoa Vĩ Long. Ngươi không muốn tiến vào Thần Nông Tông nữa à? Thứ như Hoa Vĩ Long thật sự rất khó kiếm, không ít người đợi ở đây mấy năm cũng không tìm được. Dù sao cũng là linh dược bán được linh thạch xài mấy chục năm cũng không hết, nếu có thể tìm được dễ dàng như vậy, đã không đáng giá rồi. Hải tuyển của Thần Nông Tông chỉ có một tháng, Mạc Phàm đã ở đây 10 ngày chỉ tìm Hoa Vĩ Long, không có thu hoạch gì khác. Có vẻ ngươi rất quan tâm việc ta tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Không sai, ta rất muốn thấy cảnh ngươi bị loại khỏi hải tuyển, Mạnh Vô Tình không che giấu, nghiến răng nói. Mạc Phàm tìm được Hoa Vĩ Long hay không anh ta không quan tâm, nhưng anh ta hy vọng Mạc Phàm tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông, anh ta rất muốn nhìn thấy cảnh Mạc Phàm lọt top 10, thậm chí là đứng đầu, cuối cùng bị ông nội anh ta đánh trượt. Ngươi muốn để ông nội ngươi ra tay đúng không? Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nói. Vẻ mặt Mạnh Vô Tình sửng sốt, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ khó tin. Ông nội anh ta là người của Thần Nông Tông, tuy không là bí mật gì, nhưng một tiểu tử hạ giới như Mạc Phàm lại biết. Sao ngươi biết? Ta còn biết rất nhiều chuyện mà ngươi không biết. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Thuộc hạ của sư huynh Mạnh Bất Đồng hắn có không ít đệ tử họ Mạnh, tất nhiên là hắn không thể biết hết. Nhưng hắn có biết ông nội Mạnh Vô Tình. Bởi vì sau khi Vọng Cơ sư huynh của hắn lấy được vị trí số 1, lão già này cho Vọng Cơ sư huynh một đề rất khó, sở dĩ làm như vậy, là vì trong 10 vạn người có một người là chiến tu Mạnh gia bồi dưỡng. Vị trí này vốn giữ cho chiến tu của Mạnh gia, không ngờ Vọng Cơ sư huynh xuất thế ngang trời, lấy được vị trí đầu tiên. Cũng may thiên phú của Vọng Cơ sư huynh hơn người, cho dù lão già này cho huynh ấy đề khó, huynh ấy cũng có thể qua được. Vọng Cơ sư huynh từng nói với hắn chuyện này nhiều lần, lúc này hắn mới điều tra về lão giả họ Mạnh kia. Lão giả họ Mạnh kia không chỉ là đời sau của Mạnh Bất Đồng, cũng là cha của đại gia chủ hiện giờ của Mạnh gia, là ông nội của Mạnh Vô Tình.
Mạnh Vô Tình quan tâm chuyện hắn tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông như vậy, phần lớn nguyên nhân là đây. Vậy ngươi còn dám tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông không? Sắc mặt Mạnh Vô Tình khó coi, lạnh giọng hỏi. Anh ta mặc kệ Mạc Phàm biết chuyện này từ đâu, anh ta chỉ muốn biết Mạc Phàm có tham gia hải tuyển hay không. Tham gia là tốt nhất, không tham gia cũng được, một người không có thân phận, biết nhiều cũng vô dụng. Một khi ra khỏi Ma Long Tinh, sinh tử phù trên người anh ta được giải, Mạnh gia giết Mạc Phàm dễ như giết chó. Ngươi cảm thấy chiến tu Mạnh gia và ta ai có cơ hội đạt được vị trí số một lớn hơn? Mạc Phàm hỏi tiếp. Lúc trước nhìn xếp hạng trên bảng của Thiên Cơ Các, hắn có chút nghĩ mãi không ra, nghĩ tới ông nội của Mạnh Vô Tình, lúc này hắn mới nhớ vì sao mình có chút ấn tượng với Lý Thu Minh ở Kiếm Mộ Tinh đứng thứ hai, Lý Thu Minh này là chiến tu được Mạnh gia bồi dưỡng. Lý Thu Minh. Lần này sắc mặt Hắc Bạch Vô Thường cũng thay đổi, trên mặt đều là hoảng hốt. Hai bọn họ cũng thuộc Kiếm Mộ Tinh, cho nên biết hậu bối thiên tài Lý Thu Minh này, Lý Thu Minh cũng bái nhập Mạnh gia sao. Mắt Mạnh Vô Tình đảo liên tục, trong mắt đều là khiếp sợ. Nếu chuyện ông nội Mạnh Vô Tình là một trong những trưởng lão phụ trách hải tuyển không phải bí mật, vậy Lý Thu Minh là chiến tu của Mạnh gia bọn họ tuyệt đối là bí mật. Chuyện này không có nhiều người ở Mạnh gia biết, vậy mà Mạc Phàm nói thẳng ra. Ta không biết ngươi đang nói gì. Nếu chuyện này bị Thần Nông Tông biết, không chỉ danh ngạch của Lý Thu Minh bị hủy bỏ, ông nội anh ta cũng không thể tham dự công việc giám sát kiểm tra hải tuyển. Không biết cũng không sao, nhưng ta có thể nói cho ngươi, ta sẽ tham dự hải tuyển. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tìm Hoa Vĩ Long chỉ là phòng bất trắc, nói không chừng trong bảo khố của Thần Nông Tông cũng có Hoa Vĩ Long, hắn nhất định phải tới hải tuyển, còn phải giành vị trí số 1. Hắn vừa nói xong, Mạnh Vô Kỳ đi trước không xa cầm theo thiên bảo thử kêu lên. Mạc công tử, có phát hiện. Mạc Phàm nhướng mày, điều khiển ma thú đi về phía Mạnh Vô Kỳ. Mạnh Vô Tình và Hắc Bạch Vô Thường theo sát phía sau. Chỉ trong phút chốc, Mạc Phàm đã đến chỗ đám Mạnh Vô Kỳ. Hắn dùng thần thức tìm Hoa Vĩ Long, Mạnh Vô Kỳ thì mang theo Thiên Bảo Thử đi trước tìm kiếm. Mạnh Vô Tình sợ Mạnh Vô Kỳ và Thiên Bảo Thử gặp nguy hiểm, cho nên phái 8 cao thủ cầm Khổn Thiên Tỏa bảo hộ. Lúc này mấy người đứng trước một huyệt động. Thiên Bảo Thử ngửi mặt đất sát huyệt động, sau đó nó rút vài sợi râu từ trong huyệt động ra. Hai tay ôm sợi râu đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm vươn một tay ra, sợi râu bay vào trong tay hắn. Chỉ trong phút chốc, Mạnh Vô Tình dẫn theo Hắc Bạch Vô Thường tới. Lại là sợi râu, ta thấy ngươi không tìm được Hoa Vĩ Long đâu, không bằng nên sớm đi tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông ấy. Mạnh Vô Tình cười lạnh lùng nói. Mạc Phàm vuốt mấy sợi râu, ngọc dịch màu đen lập tức chảy từ giữa sợi râu ra. Hắn cười khẽ rồi búng ngón tay một cái. Ngọc dịch màu đen bay vào trong miệng Thiên Bảo Thử. Ở hướng nào thế? Mấy đoạn râu này không khác trước nhiều lắm, nhưng thực ra không cùng loại. Mỗi lần Hoa Vĩ Long biến từ hình thái thực vật thành hình thái yêu thú, đều để lại một số sợi râu. Những sợi râu này có một số có khả năng phát triển thành Hoa Vĩ Long mới, nhưng phần lớn đều chết héo. Cho nên muốn biết khác biệt này, phải xem những sợi râu mà Hoa Vĩ Long để lại có thể đào tạo ra đời sau hay không. Nếu nó muốn đào tạo đời sau, sẽ để lại một số cam lộ của bản thân để tẩm bổ những sợi râu này. Không có cam lộ tẩm bổ sợi râu, những sợi râu sẽ chết héo, giống như những sợi râu mà hắn tìm được lúc trước. Mà sợi râu tìm được lần này, rất có khả năng sẽ thành Hoa Vĩ Long trưởng thành. Cho nên cách nơi này không xa có một Hoa Vĩ Long. Thiên Bảo Thử nuốt ngọc dịch màu đen, lập tức lanh lẹ hơn nhiều. Nó lấy thiên tài địa bảo làm đồ ăn. Ngọc dịch màu đen này là cam lộ của Hoa Vĩ Long, cũng là bảo vật khó có được. Thiên Bảo Thử nuốt ngọc dịch, vẻ mặt nó thỏa mãn ngửi mặt đất một vòng, sau đó nó vươn móng vuốt nhỏ về phía nam, giọng nói như vịt được kêu truyền ra. Trong 50 mét phía nam sao? Mạc Phàm hỏi. Thiên Bảo Thử nhảy lên người Mạnh Vô Kỳ, gật đầu với Mạc Phàm đầy kiên định. Chúng ta đi thôi, Vô Kỳ. Mạc Phàm cười nói. Rất khó tìm Hoa Vĩ Long ở Ma Long Tinh. Chuyện này hắn biết, nhưng hắn tốn 10 ngày dùng Thiên Bảo Thử tìm tung tích của Hoa Vĩ Long, không thể không nói vận khí của hắn cũng không tệ lắm. Mạnh Vô Kỳ nhướng mày, trước mắt sáng lên. Công tử, chúng ta thật sự tìm được Hoa Vĩ Long sao? Hẳn là vậy. Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Thiên Bảo Thử rất nhạy cảm với những thiên tài địa bảo khác,
trên sợi râu này có cam lộ của Hoa Vĩ Long, nó nói cách 50 mét về phía nam, hẳn là không sai. Vậy chúng ta đi nhanh thôi. Mạnh Vô Kỳ nhảy lên trên ma thú của anh ta, hơi kích động nói. Mạc Phàm và Mạnh Vô Kỳ còn chưa rời đi, Mạnh Vô Tình đã hừ lạnh một tiếng. Chỉ là tìm được tung tích mà thôi, cách tìm được kém xa lắm. Ở đây có không biết bao nhiêu người muốn tìm Hoa Vĩ Long, một khi có người phát hiện ra Hoa Vĩ Long, sẽ khiến người ta tranh mua, mức độ kịch liệt không thua gì chiến tranh giữa hai tòa thành. Cho dù tìm được, cuối cùng cũng chưa chắc lấy được. Hơn nữa Mạc Phàm không phải là người duy nhất tìm tung tích Hoa Vĩ Long. Ngươi muốn đánh cược một phen không? Mạc Phàm vốn định đi về phía nam, nghe thấy lời Mạnh Vô Tình nói thì lắc đầu cười, dừng lại nói. Đánh cược gì? Mạnh Vô Tình nhíu mày hỏi. Đánh cược ta có thể đạt được Hoa Vĩ Long này không? Nếu ta không thể đạt được, ta sẽ lập tức thả ngươi rời đi. Mạc Phàm nói. Hắn không chấp với Mạnh Vô Tình, chỉ vì bối phận của Mạnh Vô Tình quá thấp. Không biết là đại tôn thứ bao nhiêu của sư huynh Mạnh Bất Đồng hắn. Trái lại Mạnh Vô Tình này giống như cứ thích gây sự với hắn, nếu vậy hắn sẽ cho anh ta biết thêm kêu đau đớn là gì. Nếu ngươi đạt được thì sao? Nếu ta chiếm được, vậy ngươi ở Ma Long Tinh tới khi đại bỉ của thần Nông Tông kết thúc đi, không thể về Mạnh gia, Mạc Phàm nói tiếp. Hắn ở Ma Long Tinh nhiều nhất là 20 ngày, cho dù không tìm thấy Hoa Vĩ Long, cũng phải đi tham gia hải tuyển. 20 ngày không hề dài đối với Mạnh Hữu Vi, vậy thì một năm được rồi. Trước mắt Mạnh Vô Tình sáng lên, trong mắt anh ta hiện lên vui mừng. Có thể rời khỏi Ma Long Tinh sớm một chút giải trừ sinh tử phù trên người, anh ta không muốn ở đây chút nào. Nhớ đâu thuộc hạ của Mạnh Hữu Vi lập tức muốn tự sát, anh ta chỉ có thể mất mạng với tên dân đen kia. Chuyện này không phải không có khả năng, quả thật chi bọn họ hại chết không ít người và thuộc hạ của nhất mạch Mạnh Hữu Vi. Ta, anh ta còn chưa nói hết, một đoạn truyền âm của Mạnh Bạch Thường tiến vào tai Mạnh Vô Tình, Mạnh Vô Tình lập tức nhíu mày. Ta có thể đánh cược với ngươi, nhưng người Mạnh gia ta sẽ không ra tay giúp đỡ, ngươi cũng đừng tự tìm đường chết. Trên người Mạc Phàm có sinh tử tuyến với anh ta, nếu Mạc Phàm chiến đấu với Hoa Vĩ Long, vì phòng ngừa Mạc Phàm bị giết liên lụy tới anh ta, Hắc Bạch Vô Thường chỉ có thể ra tay giúp đỡ. Trong cơ thể Hắc Bạch Vô Thường có quỷ hoàng hóa thần kỳ. Trên Ma Long Tinh phần lớn là tu sĩ Nguyên Anh, ít tu sĩ Hóa Thần. Nếu hai người ra tay bảo hộ Mạc Phàm, khả năng lấy được Hoa Vĩ Long rất cao. Như vậy không khác gì rời tảng đá đập vào chân mình. Chuyện ngu ngốc như vậy, tất nhiên anh ta sẽ không làm. Muốn đánh cược, phải là Mạc Phàm dùng sức của mình chém giết Hoa Vĩ Long, bọn họ sẽ không giúp đỡ, như vậy anh ta mới có cơ hội rời khỏi nơi quỷ quái này sớm một chút. Muốn đánh cược thì đánh. Không đánh cược thì thôi, ngươi cảm thấy mình có tư cách đàm phán với công tử à, Mạnh Vô Tình. Bên cạnh Mạc Phàm, Mạnh Vô Kỳ lạnh lùng nói. Nếu ngươi muốn Viêm Dương Thành ngươi có thể tồn tại thêm một năm, vẫn nên câm miệng thì hơn. Mạnh Vô Tình lạnh lùng liếc Mạnh Vô Kỳ một cái, sau đó rời mắt nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm, ngươi còn đánh cược không? Như ngươi mong muốn. Mạc Phàm lắc đầu cười, một tay hắn điểm lên ngực trái. Sinh tử tuyến trên người hắn nối với Mạnh Vô Tình lập tức hiện lên. Hắn hơi búng ngón tay, tơ hồng lập tức đứt đi, quay trở về người Mạnh Vô Tình. Sợi dây này vừa đứt, Hắc Bạch Vô Thường nhìn thoáng qua nhau, trong mắt đều lóe lên sát khí, dáng vẻ như muốn ra tay. Trên người Mạc Phàm đã không còn sinh tử tuyến, như vậy cho dù bọn họ giết Mạc Phàm, Mạnh Vô Tình cũng không sao. Còn Mạnh Vô Kỳ, một tu sĩ kim đan kỳ mà thôi, vốn dĩ không có tác dụng gì. Chỉ cần một ý niệm trong đầu bọn họ cũng có thể khiến Mạnh Vô Kỳ ngất đi. Mạc Phàm vừa chết, bọn họ không cần ở Ma Long Tinh nữa, có thể lập tức trở về Mạnh gia. Mạc Phàm giống như cảm nhận được sát ý của hai người, nhưng hắn không để ý hai người này. Hai chân hắn kẹp ma thú dưới người, để lại một câu rồi lao về phía nam. Hai người cũng có thể thử xem, là ta giết Mạnh Vô Tình trước, hay giết được ta trước, nói không chừng sẽ như các ngươi nghĩ. Chỉ trong phút chốc, Mạc Phàm đã cưỡi ma thú tới dưới một ngọn núi cách 50 mét, trong một vùng quần sơn cao không quá 300 mét. Bọn họ vừa đến, không ít người nhìn lệnh bài bên hông Mạnh Vô Tình và Hắc Bạch Vô Thường, bọn họ đều nhíu mày lại tránh ra một con đường lên núi. Tuy Ma Long Tinh và Mạnh gia ở hai hướng, nhưng Ma Long Tinh vẫn thuộc tinh vực phía nam của thần Nông Tông, thuộc Mạnh gia quản lý. Người của Mạnh gia tới,
không thể không cho mặt mũi. Cho dù bọn họ không nhường đường, Hắc Bạch Vô Thường Mạnh gia cũng không ngồi không. Mạnh Vô Tình giống như đã quen với cục diện này, anh ta cười đắc ý nhìn một vòng xung quanh, ý cười lại dày đặc hơn vài phần. Mời, Mạc Phàm, nhìn xem ngươi lấy được Hoa Vĩ Long thế nào. Anh ta quay đầu nhìn Mạc Phàm nói. Quả nhiên như anh ta suy nghĩ, có không ít người tìm tung tích của Hoa Vĩ Long. Vừa rồi anh ta chỉ nhìn lướt qua, tuy không nhìn thấy gương mặt quen thuộc, nhưng xung quanh có ít nhất hơn ngàn người đang đợi cơ hội, số lượng còn không ngừng tăng lên. Trong số những người này, thậm chí còn có một vị tu sĩ nửa bước hóa thần kỳ, một vị thì mới tới hóa thần kỳ. Không nói đến tu sĩ hóa thần, chỉ riêng những tu sĩ Nguyên Anh, đã đủ khiến Mạc Phàm gặp phiền phức. Phải biết rằng nơi này là Ma Long Tinh, không chỉ tràn ngập ma khí, còn có không ít ma thú cường đại, gần như tương đương với một vùng ma giới, kẻ yếu không thể sinh tồn ở đây. Mạc Phàm muốn đoạt Hoa Vĩ Long từ tay bọn họ, không dễ vậy đâu. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, hắn điều khiển ma thú đi lên đỉnh núi. Hắn nhìn qua không ít người, nhìn về phía một cây đại thụ giữa núi. Cây đại thụ này được quần sơn vần quanh, cao 100 mét, đã chết héo rồi, trên cành cây còn ngưng tụ ma khí màu đen, giống như cây đại thụ đang kết trái. Xung quanh đại thụ được khắc 9 đạo phù văn phòng ngừa Hoa Vĩ Long chạy trốn, không ít tu sĩ cầm một thứ gì đó tỏa ra khói đỏ, không ngừng thổi vào trong cây đại thụ. Cây đại thụ này giống như một cái hang không đáy, không ngừng hấp thu khói đỏ. Công tử, đây là... Mạnh Vô Kỳ tò mò hỏi. Dẫn yêu tán. Mạc Phàm thản nhiên nói. Huyệt động của Hoa Vĩ Long vừa sâu lại phức tạp, hơn nữa Hoa Vĩ Long rất am hiểu đào động, nếu không dụ nó ra, rất khó tóm được nó. Nếu bức Hoa Vĩ Long bực bội, Hoa Vĩ Long sẽ lựa chọn tự bạo. Khói đỏ này là thứ chuyên dùng để dụ Hoa Vĩ Long. Có thể mê hoặc tâm trí của Hoa Vĩ Long, khiến nó đi theo dẫn yêu tán ra khỏi huyệt động. Thế nào, Mạnh gia các ngươi cũng muốn cướp Hoa Vĩ Long này sao? Mạc Phàm mới mở miệng, lão giả tóc bạc hóa thần kỳ kia nheo mắt, nhìn về phía Mạc Phàm nói. Mạnh Vô Tình hơi nhếch miệng cười khẽ. Vị tiền bối này hiểu lầm rồi, Mạnh gia chúng tôi không có hứng thú với Hoa Vĩ Long, chúng tôi chỉ tới xem náo nhiệt, nhưng vị bên cạnh ta là tới cướp Hoa Vĩ Long. Cho nên mọi người hoàn toàn không cần bận tâm Mạnh gia chúng tôi. Nghe thấy lời Mạnh Vô Tình nói, lão giả tóc bạc và những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu người Mạnh gia gia nhập, không thể nghi ngờ là một phiền phức rất lớn. Hơn nữa Mạnh Vô Tình còn nói một câu rất quan trọng, hoàn toàn không cần bận tâm, nói cách khác Mạc Phàm không phải bạn của Mạnh gia, rất có khả năng là kẻ địch. Nghĩ như vậy, ánh mắt không ít người nhìn Mạc Phàm tràn đầy khinh thường. Hoa Vĩ Long sắp ra rồi, người không liên quan có thể cút, nếu không đừng trách lão phu không khách sáo. Lão giả tóc bạc kia nói. Ông ta mới nói xong, quần sơn dưới chân mọi người lập tức biến thành một vùng núi lửa, nham thạch nóng chảy phun trào ra, xông thẳng về phía bầu trời. Nham thạch nóng chảy đốt cháy tâm hồn con người, khiến người ta có cảm giác như bị hòa tan. Xung quanh, sắc mặt không ít người thay đổi, đôi mắt đảo liên tục. Rất rõ ràng. Tu sĩ hóa thần này đang dọn sân. Có không ít người do dự một lát, trên mặt đều là không cam lòng rời đi. Với thực lực của bọn họ, đừng nói là khó chạm tới Hoa Vĩ Long, cho dù đạt được Hoa Vĩ Long, cũng khó mà giữ được, chẳng bằng rời đi thì hơn. Cho dù là đồ tốt, nhưng phải có mạng để lấy. Chỉ trong phút chốc, ngoại trừ một số người đứng trên đỉnh núi ra, những người khác đều lùi ra ngoài hết. Tu sĩ hóa thần không phải đùa giỡn. Núi lửa ở trước mặt bọn họ nhìn như giả, nhưng cũng có thể giết bọn họ dễ dàng. Chỉ là một số tu sĩ đứng trên đỉnh núi khẽ nhúc nhích. Đông Phương Sóc tiên sinh, Hoa Vĩ Long này từ lúc tìm kiếm vị trí, đến lúc xác định tung tích hiện giờ, Ma Sơn Thất Tử chúng tôi tiêu phí mất 1 năm, tốn không biết bao nhiêu bảo vật, ngay cả trận pháp trên đất và dẫn yêu tán đều là của chúng tôi, người nói một câu bảo chúng tôi rời đi, như vậy không hay lắm đâu. Trên một đỉnh núi. Một nam nhân cao hơn người thường rất nhiều trầm giọng nói. Hoa Vĩ Long này là bọn họ phát hiện trước, sao có thể để người ta vô duyên vô cớ lấy đi? Không sai, tuy Đông Phương tiên sinh là tu sĩ hóa thần, nhưng nhà ai mà chẳng có tu sĩ hóa thần, người bắt nạt những hậu bối như chúng tôi, không sợ trưởng bối của Thiết Kiếm Môn chúng tôi tìm Đông Phương tiên sinh gây phiền phức à? Một thanh niên của Thiết Kiếm Môn nói. Đông Phương Sóc là tu sĩ hóa thần, nhưng chỉ là tán tu.
Bọn họ không phải là tu sĩ hóa thần, cũng không phải đối thủ của Đông Phương Sóc, nhưng Đông Phương Sóc muốn cướp đoạt Hoa Vĩ Long này, cũng cần phải suy nghĩ hậu quả. Nếu Đông Phương Lão Tiên Sinh muốn độc chiếm Hoa Vĩ Long này, bộ kinh phàm ta rất muốn thử xem tu sĩ hóa thần chân chính chênh lệch với tu sĩ nửa bước hóa thần bao nhiêu. Trên đỉnh núi đối diện Đông Phương Sóc, một nam tử khoanh tay trước ngực, đi về trước một bước, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Trong lúc này, ngoại trừ trên đỉnh núi mà Mạc Phàm đứng, những người khác đều mở miệng nói, không phải lộ ra ý chí chiến đấu, thì nói ra thân phận của mình, không có ý lùi bước. Đông Phương Sóc nhìn từng người, lại nhìn về sơn cốc trong cây đại thụ kia, lông mày hoa dâm cao lại, trái lại ông ta không sợ thực lực của những người này, bao gồm cả bộ kinh phàm. Nửa bước hóa thần và hóa thần chân chính, vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Ông ta muốn giết bộ kinh phàm, không có bất luận vấn đề gì, chỉ phiền phức hơn giết một nguyên anh đỉnh phong mà thôi. Nhưng nếu ông ta độc chiếm Hoa Vĩ Long này, những người này hợp lực lại, ông ta sẽ gặp phiền phức. Nhất là một số thế lực trong đó, ông ta giết những người đó vậy sau này đợi trốn và chết đi. Các ngươi có thể không rời đi, sau khi tóm được Hoa Vĩ Long này, chúng ta lại bàn bạc phương pháp phân chia Hoa Vĩ Long, thế nào? Đông Phương Sóc suy nghĩ một lát nói. Lúc này lông mày những người khác mới giãn ra, đều gật đầu. Một Hoa Vĩ Long đã hấp dẫn nhiều người như vậy, muốn lấy đi một mình, gần như là chuyện không thể, trừ phi là cường giả của một số tông môn siêu cấp mới được. Loại người này, nếu không cần trêu chọc, thì không ai nguyện ý trêu chọc. Dù sao những người này, bất luận là thế lực sau lưng hay là chính những người đó đều không thể trêu chọc, cho dù bọn họ bị giết, cũng không có người báo thù cho bọn họ. Vì một Hoa Vĩ Long như vậy mà giết người thật sự không đáng giá. Chỉ là ánh mắt Đông Phương Sóc lại nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, ngươi không phải người của Mạnh gia đúng không? Đông Phương Sóc mới nói xong, Mạnh Vô Kỳ lập tức nhíu mày lại, đám Mạnh Vô Tình và Hắc Bạch Vô Thường thì hơi nhếch miệng, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ vui vẻ. Nhất là Mạnh Vô Tình, mặt như đóa hoa mới nở, cuối cùng trò hay cũng bắt đầu. Mạc Phàm, người giải trừ sinh tử phù luân hồi trên người ta, ta có thể bảo Hắc Bạch Vô Thường lấy một phần Hoa Vĩ Long giúp ngươi. Mạnh Vô Tình cười âm hiểm nói. Với uy danh của Mạnh gia bọn họ và thực lực của Hắc Bạch Vô Thường, lấy hết Hoa Long Vĩ thì hơi khó, lấy một phần thì còn được. Hơn nữa ta đảm bảo sau khi ngươi giải trừ sinh tử phù luân hồi cho ta xong, ta tuyệt đối không truy giết các ngươi, sẽ để các ngươi tham gia hải tuyển của thần Nông Tông, thế nào? Mạnh Vô Tình bổ sung thêm. Đợi lão tổ nhà bọn họ giải trừ sinh tử phù giúp anh ta, không biết phải tới khi nào, dù sao lão tổ nhà bọn họ quản lý tinh vực phía nam của thần Nông Tông, phương pháp nhanh nhất là bảo Mạc Phàm giải trừ giúp anh ta. Mà hiện giờ, là lúc tốt nhất để bàn điều kiện với Mạc Phàm. Có tu sĩ hóa thần dọn sân, nếu Mạc Phàm không đồng ý với điều kiện của anh ta, ngay cả cơ hội nhìn thấy Hoa Vĩ Long đều không có, đã bị mời ra ngoài. Còn đánh cược giữa anh ta và Mạc Phàm. Đã không còn bất luận ý nghĩa gì. Không cần. Mạc Phàm không thèm để ý lời Mạnh Vô Tình nói, hắn lắc đầu nói thẳng. Mạnh Vô Tình thấy Mạc Phàm không đồng ý, cười khinh thường. Đến khi bọn họ ngăn trước Hoa Vĩ Long, lời nói của ta mới có tác dụng. Mạc Phàm không đồng ý cũng không sao, Mạc Phàm thông qua mười mấy truyền tống trận, từ ngàn dặm xa xôi tới Ma Long Tinh, chắc chắn Hoa Vĩ Long rất quan trọng đối với Mạc Phàm. Đợi Mạc Phàm vô duyên với Hoa Vĩ Long, chắc chắn sẽ tới cầu xin anh ta. Hiện giờ chỉ xem giữa anh ta và Mạc Phàm, ai có thể duy trì bình thản. Vậy ngươi muốn chết, hay là cút? Đông Phương Sóc còn chưa mở miệng, bộ kinh phàm tu sĩ nửa bước hóa thần nhíu mày, chen miệng nói. Một tu sĩ kim đan mà thôi, nếu là người Mạnh gia còn có tư cách ở đây, nếu không phải người Mạnh gia, cũng muốn phân một chút nước canh, nghĩ đơn giản quá nhỉ. Ta không chọn chết hay cút, ta muốn toàn bộ Hoa Vĩ Long. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, lạnh lùng nói. Cái gì? Mạc Phàm chỉ là tu sĩ kim đan, không có quan hệ gì với Mạnh gia, vốn không có mấy người chú ý. Mạc Phàm vừa nói câu này xong, gần như tất cả mọi người ở trên núi đều nhíu mày, ánh mắt bất thiện nhìn Mạc Phàm. Một Hoa Vĩ Long chỉ lớn như vậy, Hoa Vĩ Long trên ngàn năm chỉ dài 1 mét, bọn họ có nhiều người như vậy phân ra. Mỗi người cũng không được bao nhiêu. Mạc Phàm là một tiểu tử vô danh, mở miệng là nói muốn toàn bộ, khẩu khí không nhỏ đâu. Ngay cả Mạnh Vô Tình cũng lộ ra vẻ bất ngờ,
sau đó cười nham hiểm. Anh ta cũng không dám nói lấy đi hết, vậy mà Mạc Phàm mở miệng lại muốn toàn bộ, cậu ta nghĩ mình là đệ tử hạch tâm nội môn của thần Nông Tông à, hay là hậu nhân của đệ tử Bạch Gia liếc mắt một cái Diệt Ma Long. Anh ta không nói gì, Mạc Phàm như vậy không còn gì tốt hơn, Mạc Phàm đắc tội càng nhiều người, anh ta càng dễ bàn điều kiện với Mạc Phàm. Toàn bộ Hoa Vĩ Long, tiểu tử, người lấy đâu ra khẩu khí lớn như vậy? Đông Phương Sóc nheo mắt, cười mỉa nói. Ông ta là một tu sĩ hóa thần, đều phải thỏa hiệp với những người này, Mạc Phàm chỉ là một tu sĩ kim đan nhỏ bé cũng dám nói như thế. Chỉ dựa vào mấy người hợp lực lại, đều không có biện pháp lấy được Hoa Vĩ Long này, mà ta thì có thể. Mạc Phàm không thèm nhìn Đông Phương Sóc, trong mắt hắn lóe sáng lam quang nhìn cây khô kia, nói. Sắc mặt không ít người khó coi, nhìn về phía cái cây khô với vẻ thận trọng. Chẳng lẽ trong hang có thứ gì khác? Đừng nghe tiểu tử này nói linh tinh, ta thấy nên giết tiểu tử này trước thì hơn, tránh để tiểu tử này quấy rối. Một đệ tử trong đám người của Thiết Kiếm Môn chậm rãi rút kiếm ở sau lưng ra, lạnh lùng nói. Hoa Vĩ Long am hiểu ẩn nấp và huyễn thuật, tốc độ rất nhanh, nhưng tấn công không mạnh. Tu sĩ hóa thần đều ở đây, còn không bắt được một Hoa Vĩ Long, đùa giỡn gì thế? Ta cảm thấy đúng đó, nhưng khoan hãy giết tiểu tử này. Không phải tiểu tử này nói chúng ta không lấy được sao, chém hai tay hai chân của cậu ta, rồi ném cậu ta vào trong cây khô thử xem, bên trong ngoại trừ Hoa Vĩ Long ra còn thứ gì khác không? Bộ Kinh Phàm cười lạnh lùng, lộ ra hàm răng trắng. Bên ngoài Ma Long Tinh nhìn như tổ chim, quả thật dưới nền đất không khác gì tổ chim lắm, ma khí và ma thú ra từ trong những xảo huyệt này. Trừ chuyện đó, bên trong còn có không ít không gian liệt phùng và không gian tuyển qua. Không ai biết bên trong có thứ gì, cho nên trong tình hình chung, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không ai chui vào trong nền đất ở Ma Long Tinh, cho dù là tu sĩ hóa thần cũng vậy. Đây là nguyên nhân vì sao một tu sĩ hóa thần và một tu sĩ nửa bước hóa thần đều ở ngoài đợi. Chủ ý này không tệ, ta cảm thấy có thể thử một lần, nhưng không cần phải ném cậu ta vào trong cây khô, như vậy sẽ dễ dọa Hoa Vĩ Long chạy mất, để lại một tay cho cậu ta. Đợi Hoa Vĩ Long đi ra, để cậu ta lấy Hoa Vĩ Long giúp chúng ta. Lông mày Đông Phương Sóc giãn ra, nói tiếp. Ông ta cảm ứng được Hoa Vĩ Long đã bị dẫn yêu tán mê hoặc, sắp ra ngoài rồi. Nhưng ông ta có thể lấy được hay không thì khó mà nói. Lúc trước từng có một chuyện, hai tu sĩ hóa thần vây bắt Hoa Vĩ Long còn chết, bởi vì Hoa Vĩ Long này đạt thành quan hệ sống lại với một ma thú hóa thần kỳ. Hai tu sĩ hóa thần này mới giành Hoa Vĩ Long tới tay. Còn chưa rời đi đã bị ma thú phát cuồng giết chết. Hiện giờ những người khác đều rút lui, không ai thích hợp làm con mồi hơn Mạc Phàm. Nếu không có ma thú thì tốt, nếu có, bọn họ cũng có thể thoát được một kiếp. Tiểu tử này giao cho ta. Một đệ tử của Thiết Kiếm Môn rút kiếm ra cười tàn nhẫn, dẫm lên không khí đi về phía Mạc Phàm, thiết kiếm trong tay xẹt qua một đạo hỏa hoa trong không khí. Thấy người này sắp đi tới, vẻ mặt Mạnh Vô Kỳ vô cùng lo lắng. Nơi này không phải Viêm Dương Thành, tu sĩ hóa thần ở nơi này cũng không phải là Phương Đại Sư, lần này phiền phức rồi. Mạc Phàm, những lời ta vừa mới nói, ngươi có suy nghĩ lại hay không, bây giờ ngươi gật đầu còn kịp, nếu không ta chỉ có thể cứu ngươi, không lấy được Hoa Vĩ Long đâu. Mạnh Vô Tình cười đắc ý, nhân cơ hội nói. Chuyện này còn thuận lợi hơn anh ta nghĩ một chút, Mạc Phàm không gật đầu sẽ không còn đường sống rút lui, mà trở thành con mồi của những người này. Chỉ cần Mạc Phàm gật đầu, một câu của anh ta có thể cứu Mạc Phàm. Ngươi chuẩn bị ở đây một năm đi. Mạc Phàm lắc đầu cười, trên mặt không có chút biểu cảm. Hắn không đồng ý điều kiện của Mạnh Vô Tình, cũng có thể đạt được Hoa Vĩ Long này. Hắn hợp tác với Mạnh Vô Tình giải sinh tử phù luân hồi, mà chỉ đạt được một phần, chuyện như vậy dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết nên làm thế nào. Ngươi! Vẻ mặt Mạnh Vô Tình khó coi, anh ta còn chưa mở miệng. Đệ tử của Thiết Kiếm Môn còn chưa tới trước người Mạc Phàm. Đúng lúc này, không biết người nào kêu lên. Hoa Vĩ Long ra ngoài rồi. Bao gồm cả đệ tử của Thiết Kiếm Môn đang định ra tay với Mạc Phàm, mọi người lập tức dừng lại, nhìn về phía cây khô. Bên trong hốc cây dưới cây khô, một con rắn màu đen huyền ảo nhắm chặt mắt, ngẩng đầu hưởng thụ, đi theo dẫn yêu tán ra ngoài. Thể ấp ế ế ốt rên cơ thể màu đen, bất luận là lớn đến long đầu. Nhỏ đến long lân, đều giống chân long như đúc, không nhìn ra được dáng vẻ của thực vật.
Theo hoa vĩ long này ra khỏi cây khô nhanh chóng sụp xuống rồi biến mất. Nhìn thấy hoa vĩ long này, trước mắt không ít người sáng lên, lập tức dừng hô hấp, xung quanh yên tĩnh tới mức gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập. Chỉ trong phút chốc, hoa vĩ long đã đi ra hoàn toàn, cây khô trăm mét, liền biến thành một hầm ngầm to sâu không thấy đáy. Cũng đúng lúc này, vù, một tiếng, một nam nhân bao phủ hoàn toàn trong quần áo lao nhanh mà ra, một tay cầm một thiết chảo bay ra, chộp lấy hoa vĩ long đang say mê dẫn hiu tán. Chỉ trong chớp mắt, thiết chảo kia đã tới trước người hoa vĩ long. Một đám ngốc, hoa vĩ long là của ta. Trong mắt nam tử kia lóe lên vui mừng, đắc ý nói. Lúc anh ta nói chuyện, nửa cơ thể sau đã bắt đầu biến mất, chuẩn bị lùi lại. Trên đỉnh núi, nhìn thấy người này ra tay, sắc mặt đám Đông Phương Sóc thay đổi, cuối cùng chẳng quan tâm Mạc Phàm nữa, cả đám ra tay. Đám chuột nhắt, người muốn chết à? Bộ Kinh Phàm tức giận nói. Mạc Phàm chỉ là một tiểu nhân vật, vốn dĩ không đáng để ý tới. Trái lại người này đột nhiên xuất hiện, cũng dám nhân cơ hội cướp đoạt đồ của bọn họ. Giọng nói vừa mới vang lên, một bình vuông kim loại màu xanh hoa văn long phượng nhốt hoa vĩ long ở bên trong. Keng, một tiếng, thiết chảo của nam nhân kia đụng tới bình vuông, lập tức biến thành mảnh nhỏ. Nam tử thầm kêu không hay rồi, chẳng quan tâm pháp khí nữa, trên người anh ta lóe lên phù văn, sắp biến mất. Nếu đến đây rồi còn muốn đi, đâu dễ như vậy. Đông Phương Sóc hừ lạnh một tiếng, một tay đánh về phía nam tử biến mất. Nơi nam tử mặc hắc y biến mất, gợn sóng dập dờn mà ra, một nhà giam không hợp cảnh lắm xuất hiện, nam tử mặc hắc y chui vào trong nhà giam, đấu đá lung tung ở bên trong, đâm đầu mấy lần như đâm vào bông, không thể thoát ra từ trong. Mọi người nhìn thoáng qua nam tử mặc hắc y như ruồi bọ ở bên trong và hoa vĩ long ở dưới bình vuông màu xanh, lập tức thở phào nhẹ nhõm, cùng thu hồi pháp bảo và khí tức. Đông Phương tiền bối và bộ gia đúng là bất phàm, thiếu chút nữa đã để tiểu tử này thực hiện được rồi. Một người nịnh nọt nói. Vẻ mặt Đông Phương Sóc lạnh nhạt, ánh mắt ông ta trở nên dữ dằn nhìn bốn phía. Người dám cướp hoa vĩ long này, sẽ như người đó, tử. Năm ngón tay ông ta nắm chặt, nhà giam vốn cao hơn 3 mét nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh chỉ còn bằng chưa tới một người. Răng rắc, âm thanh cơ thể nứt vụn vang lên. Nhà giam hóa thành to bằng móng tay, cơ thể người kia cũng bị nhà giam cắt thành từng mảnh. Xung quanh vốn còn người đánh chủ ý với hoa vĩ long này, nhưng lúc này lập tức nuốt nước bọt, lùi về sau theo bản năng. Hóa thần kỳ thật sự quá mạnh, ngoại trừ cao thủ hóa thần, bộ kinh phàm nửa bước hóa thần cũng là đại phiền phức, mạng nhỏ quan trọng hơn. Công tử, chúng ta có ra tay không? Bên cạnh Mạc Phàm, Mạnh Vô Kỳ lo lắng nói. Rõ ràng Đông Phương Sóc đang nói bọn họ. Người cầm thiên bảo thử lui xuống trước đi. Mạc Phàm nhìn chằm chằm cái hố to kia, nói. Công tử, chẳng lẽ? Sắc mặt Mạnh Vô Kỳ thay đổi, bỗng nhiên anh ta nghĩ tới gì đó, nói được một nửa thì dừng lại. Công tử cẩn thận một chút, nếu không được thì. Mạnh Vô Kỳ nhìn đám Mạnh Vô Tình ở bên cạnh, nói. Nếu Mạc Phàm giải sinh tử phù trên người Mạnh Vô Tình, chắc chắn Mạnh Vô Tình sẽ ra tay với đám thúc thúc anh ta, nhưng hoa vĩ long rất quan trọng với Mạc Phàm, không cần thiết vì chuyện của Mạnh gia bọn họ, chậm trễ chuyện của Mạc Phàm. Ta biết rồi, người đi đi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Dạ. Mạnh Vô Kỳ hơi cúi đầu với Mạc Phàm, cưỡi ma thú xuống núi. Mạnh Vô Tình và Hắc Bạch Vô Thường thấy Mạc Phàm vô cùng bình tĩnh thì nhướng mày, nhìn về phía hầm theo. Từ khi Mạc Phàm đến nơi này, thì luôn nhìn chằm chằm cái hầm kia, chẳng lẽ bên trong thật sự có thứ gì đó lợi hại. Mạnh Vô Tình do dự một lát, liếc mắt ra hiệu với Mạnh Bạch Thường. Anh ta không cảm nhận được thứ ở bên trong, nhưng bên trong có thứ gì hay không, thử thì biết. Mạnh Bạch Thường hơi gật đầu, ngón tay khẽ búng ra, một đám năng lượng ẩn vào không trung, bay về phía hố sâu. Mạc Phàm có phát hiện ra, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, cũng không có ý ngăn cản. Tốt nhất là các ngươi cách xa một chút, thực lực quá yếu sẽ nguy hiểm tính mạng, nhất là ngươi, nếu ta là ngươi, ta sẽ không làm loại chuyện này. Cái gì, tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo rồi đó. Sắc mặt Mạnh Bạch Thường khó coi, lạnh lùng nói. Mạc Phàm chỉ là một tu sĩ kim đan, đến đây cố làm ra vẻ huyền bí còn chưa nói, vậy mà dám nói thực lực của ông ta quá yếu, nếu không phải sợ giết Mạc Phàm sẽ khiến Mạnh Vô Tình chết, ông ta đã sớm ra tay rồi.
Không đi cũng không sao, nhưng nhanh thôi, ngươi sẽ biết thực lực của ngươi thế nào. Mạc Phàm cũng không tức giận, nói với vẻ khinh thường. Hắn mới nói xong, sắc mặt Mạnh Bạch Thường thay đổi, cường đại như ông ta, cơ thể cũng không tự chủ được run rẩy, mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống. Dẫn Mạnh Thiếu đi mau. Ông ta nghiến răng kêu lên. Mạnh Hắc Thường sửng sốt, ông ta chần chừ một lát, rồi kéo Mạnh Vô Tình bay đi rời xa sơn cốc. Lúc này, giống, tiếng long ngâm trầm thấp vang lên trong hầm ngầm sơn cốc. Long ngâm này vừa vang lên, ma thú ở Ma Long Tinh lập tức nhìn về phía bên này, ngay sau đó, tất cả ma thú không do dự chạy về phía động của mình. Chỉ trong phút chốc, bên ngoài Ma Long Tinh không thấy được bóng dáng một ma thú còn sống. Không chỉ những ma thú này, ở xung quanh hầm ngầm, sắc mặt đám Đông Phương Sóc trắng bệch, hai mắt mở to. Người cách hầm ngầm xa thì không ngừng lùi về sau, Đông Phương Sóc và Bộ Kinh Phàm cảm nhận được khí thức này, cơ thể run lên, chậm rãi xoay người lại nhìn động to ở sau lưng, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy trong hang động, một cái long đầu màu đen có thể chiếm hết cả cái hang to vươn ra, đôi mắt đỏ như máu lóe sáng ánh sáng chói mắt, mang theo lửa giận khôn cùng nhìn xuống. Trên cơ thể to lớn, ma khí màu đen như lửa ma thiêu đốt hừng hực, theo ma long xuất hiện, nhanh chóng lan ra xa. Cảm giác khiến người ta hít thở không thông, như sóng biển lao ra điên cuồng. Chỉ trong chớp mắt, cho dù là đám Đông Phương Sóc và Bộ Kinh Phàm, hay là những người khác đều cảm thấy linh hồn mình như bị thổi bay ra ngoài. Phải biết rằng Đông Phương Sóc là hóa thần kỳ chân chính, hóa thần kỳ có thể khiến người ta run sợ ở Ma Long Tinh. Chuyện này, đây là Ma Long sống lại sao? Đông Phương Sóc nói một cách gian nan. Ông ta thân là tu sĩ hóa thần, nhiều tuổi nhất ở đây, đã hơn 1000 tuổi rồi. Ma Long ở Ma Long Tinh bị người Bạch Gia giết chết, chỉ là chuyện mấy trăm năm nay, lúc ông ta mới tới Nguyên Anh Kỳ, đã từng ở xa nhìn con Ma Long này. Tuy Ma Long ở sau ông ta không có thật thể, nhưng bất luận là khí thức hay cơ thể, đều giống hệt Ma Long bị giết, tuyệt đối không sai. Cho dù không phải Ma Long sống lại, cũng là long hồn một phần của Ma Long chưa bị chôn vùi. Cho dù là long hồn tàn khuyết của Ma Long kia, cũng đủ phiền phức. Phải biết rằng đây là hồn phách của ma thú đại thừa kỳ, cho dù chỉ có một đạo, đều có thể diệt sinh vật trên tinh cầu này. Lúc này, cuối cùng ông ta cũng hiểu vì sao Mạc Phàm lại nói bọn họ không lấy được Hoa Vĩ Long. Quả thật bọn họ không lấy được, chỉ sợ Hoa Vĩ Long này đã đạt thành hiệp nghị cộng sinh với long hồn, không ai có thể lấy thứ cộng sinh với tàn hồn đại thừa, ông ta có thể còn sống rời đi đã không tệ rồi. Chạy! Ông ta kêu to, độn quang lóe lên từ người ông ta không do dự lao về phía truyền tống trận. Kinh Long Đỉnh vây khốn Hoa Vĩ Long, nếu ông ta còn đi lấy Kinh Long Đỉnh, rất có khả năng sẽ bị giết chết, chỉ thông qua truyền tống trận, mới có cơ hội rời đi, Kinh Long Đỉnh để trưởng bối gia tộc tới lấy, rời đi trước rồi nói sau. Trong lúc này, cả sơn cốc đều là bóng dáng trốn đi, ngay cả Mạnh Bạch Thường cũng muốn chạy trốn theo đám Mạnh Vô Tình. Cứ ở trong này, chỉ có đường chết. Ông ta mới rời đi quay đầu liếc Mạc Phàm một cái, vẻ mặt lập tức sửng sốt. Trong gió phần phật, Mạc Phàm làm như không thấy Ma Long, chẳng những không trốn đi, trái lại hai tay không ngừng kết ra ấn ký màu đen trắng. Ông ta thân là tu sĩ quỷ đạo, biết không ít văn tự. Nhưng ấn ký này không phải là linh văn ở tu chân giới, trái lại giống thần văn đã sớm thất truyền ở chân giới thời thượng cổ. Nhưng ấn ký này mới xuất hiện, cũng không ngưng tụ ra cái gì, trái lại cả đám xuyên vào mắt trái của Mạc Phàm. Tiểu tử, người muốn làm gì thế, người muốn chết à? Mạnh Bạch Thường nhíu mày, nghiến răng nói. Tu sĩ hóa thần và nửa bước hóa thần đều chạy cả rồi, Mạc Phàm chỉ là một tu sĩ kim đan lại thi triển thần thông ở đây. Cho dù Mạc Phàm có thể chạm 40, cũng chỉ chém được tu sĩ Nguyên Anh bình thường mà thôi, vốn dĩ không đủ nhìn đối với tàn hồn của ma thú đại thừa. Muốn sống thì giảm tu vi đến mức thấp nhất, hoặc lúc Ma Long đến trước người ngươi, tăng tu vi tới cao nhất liều mạng một phen, chạy trốn và che giấu khí tức cũng không có tác dụng. Mạc Phàm không thèm nhìn Mạnh Bạch Thường, tiếp tục ngưng tụ pháp ấn. Đây là tàn hồn của Ma Long Đại Thừa, tất nhiên là hắn biết. Nhưng nếu ra tay với tàn hồn của Ma Long Đại Thừa, thật sự có thể thoát khỏi đuổi giết của Ma Long Đại Thừa, vậy Ma Long Đại Thừa quá phế rồi. Muốn mạng sống, phải giảm tu vi đến mức thấp nhất, Ma Long Đại Thừa sẽ giết người có tu vi cao trước.
Dù sao Ma Long Đại Thừa có tôn nghiêm của Ma Long Đại Thừa. Chuyện này tương đương với lão hổ cắn hắn một cái, chắc chắn hắn sẽ giết lão hổ, lúc hắn đang ngủ muỗi cắn hắn một cái, hắn cũng sẽ giết muỗi, nhưng nếu lão hổ và muỗi cùng cắn hắn, vậy hắn sẽ giết lão hổ chạy trốn trước, sau đó lại giết muỗi nhỏ bé hơn. Trong khoảng thời gian này, hắn mới có thể diệt được tàn hồn của Ma Long. Nếu Mạnh Bạch Thường không nghe, ông ta sẽ là người thứ ba bị giết. Mạnh Bạch Thường nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ sắc lạnh. Tiểu tử, tự ngươi muốn chết, đừng có kéo ta. Nếu ông ta giảm tu vi xuống, tốc độ sẽ không thể quá nhanh. Còn liều mạng, Mạc Phàm nghĩ ông ta là kẻ ngốc sao, ông ta là tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong, liều mạng với tàn hồn của yêu thú đại thừa kỳ, người làm như vậy chắc chắn điên rồi. Ông ta đã trêu chọc tàn hồn Ma Long, chạy chậm mà nói, người chết đầu tiên sẽ là ông ta. Ông ta nói những lời này xong thì không để ý Mạc Phàm nữa, mấy chữ truyền từ miệng ông ta ra. Quỷ thần đồn. Mấy chữ vang lên, một đám ánh sáng ám đỏ che khuất ông ta. Cả người ông ta hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng xuyên qua, chỉ trong giây lát đã cách xa cây số. Quỷ thần đồn cần tiêu hao lực lượng căn nguyên của ông ta, do đó khiến tốc độ của ông ta tăng lên nhiều. Với tốc độ này, hẳn là đủ để ông ta chạy trốn trước khi bị tàn hồn của Ma Long giết chết. Mạc Phàm thấy Mạnh Bạch Thường vẫn rời đi, thì không có ý ngăn cản. Hắn và Mạnh Bạch Thường vốn không có giao tình, thậm chí trên đường đi hai huynh đệ này còn có ý nghĩ giết hắn. Hắn khuyên một câu đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, Mạnh Bạch Thường vẫn muốn tìm đường chết, chuyện này không liên quan gì tới hắn. Lúc ông ta mới chạy ra một cây số, đầu tàn hồn của Ma Long cao 100 mét trong hầm ngầm vươn cao, bỗng nhiên tiếng long ngâm vang lên. Giống. Âm thanh mới vang lên, dòng khí cường đại như bão tới nổi lên từ bốn phương tám hướng, chỉ trong chớp mắt mấy ngọn núi cao đã bị san bằng. Một số người chưa kịp chạy trốn và chạy chậm, trực tiếp hóa thành bột phấn. Bầu trời vốn mờ tối, bỗng nhiên dày đặc ma vân nên tối hơn nhiều. Đồng thời một đôi cánh có thể che lấp mặt trời giãn từ giữa cơ thể Ma Long ra, lực lượng bên trong như có thể khiến Ma Long tổ bừng tỉnh, coi rẻ thương sinh. Đôi mắt đỏ như máu của Ma Long nhìn lướt qua đám người hốt hoảng chạy trốn trên đất, rồi lại kêu to. Cơ thể khổng lồ biến từ một thành vô số Ma Long nhỏ, đôi cánh chấn động. Chỉ trong chớp mắt, những Ma Long nhỏ này đã tới trước người đám Đông Phương Sóc, Bộ Kinh Phàm và Mạnh Bạch Thường trước tiên. Vẻ mặt ba người ngẩn ra, đôi mắt lập tức mở to, miệng không ngừng run rẩy, nhưng vẫn không thể phát ra âm thanh. Chuyện này. Chỉ chần chừ một lát, ba người gần như cùng ra tay. Chạy không thoát được, vậy chỉ có thể liều mạng, hy vọng một phần tàn hồn của Ma Long không mạnh như vậy. Hai tay Đông Phương Sóc đẩy về trước, chín viên cầu lớn nhỏ khác nhau chắn trước người ông ta. Bộ Kinh Phàm thì nghiến chặt răng. Chín cái hộp vuông tương tự kinh long đỉnh xuất hiện, bao ông ta từng tầng ở bên trong. Mạnh Bạch Thường thì lấy một phù triện hình người ra, không do dự cắn đầu lưỡi, phun máu lên trên phù triện này. Một quỷ ảnh to lớn màu trắng xuất hiện bên ngoài người ông ta, bảo hộ ông ta ở trong. Đồng thời ba Ma Long huyền ảo trước người ba người cùng giống to một tiếng, Ma Long huyền ảo khác biến mất toàn bộ, chỉ trong chớp mắt ba con Ma Long này to hơn rất nhiều, khí tức cũng mạnh hơn gấp bội lần. Ngay sau đó, đôi cánh của ba con Ma Long này thu lại sát cơ thể, giống như một mũi tên sắc nhọn xông về phía ba người. Ba con Ma Long còn chưa tới trước mặt ba người, khí tức chôn vùi toàn bộ khiến xung quanh ba người bột phấn hóa. Chỉ trong giây lát mũi tên dài màu đen đã tới trước người ba người, quỷ ảnh trước người Mạnh Bạch Thường chỉ duy trì một giây. Tiếng thét chói tai vang lên, quỷ ảnh màu trắng bị khuấy thành mảnh nhỏ. Phập, mũi tên dài màu đen xuyên qua ngực Mạnh Bạch Thường. Cơ thể Mạnh Bạch Thường run lên, trong đôi mắt không cam lòng xuất hiện mờ mịt, nhìn thoáng qua phía Mạc Phàm. Lúc trước Mạc Phàm nói với ông ta giảm tu vì ông ta còn không biết vì sao, nhưng Mạc Phàm nói lập tức liều mạng với Ma Long, cuối cùng ông ta cũng biết vì sao rồi. Sở dĩ Ma Long này phân chia ra thành như vậy, thứ nhất là vì đuổi giết tất cả tu sĩ, thứ hai là vì hấp thu ma khí, để tăng sức mạnh của nó lên. Bởi vì Ma Long phân chia ra thành nhiều như vậy, cho nên thực lực của Ma Long huyền ảo không mạnh. Chỉ cần giết Ma Long lúc Ma Long huyền ảo phân liệt ra còn chưa đổi lớn, tạm thời ông ta có thể sống sót. Nhưng ông ta đã bỏ lỡ cơ hội này. Hiện giờ ông ta muốn... Không, ta...
Mạnh Bạch Thường không cam lòng kêu lên. Nhưng ông ta còn chưa nói hết, cơ thể vỡ ra từng mảnh như đồ sứ. Sắc mặt Mạnh Hắc Thường dẫn Mạnh Vô Tình rời đi ở phía xa trắng xanh, một ngụm máu tươi chảy từ trong miệng ông ta ra. Đồng thời giọng nói suy yếu của Mạnh Bạch Thường vang lên bên tai ông ta. Chạy mau, chạy về phía truyền tống trận. Làm sao vậy? Mạnh Vô Tình thấy Mạnh Hắc Thường hơi lạ, quá sợ hãi hỏi. Đi mau. Mạnh Hắc Thường nghiến chặt răng, không lập tức giải thích cho Mạnh Vô Tình, trái lại tốc độ nhanh hơn. Lúc Mạnh Bạch Thường bị giết, hai mũi tên đen khác đến trước 9 bình vuông của bộ kinh phàm và 9 viên cầu của Đông Phương Sóc. Rầm rầm, âm thanh như va chạm vang lên, dưới sóng âm cường đại, chỉ trong chớp mắt mặt đất xung quanh tứ phân ngũ liệt. Ngay sau đó, 9 bình vuông thì 8 cái vỡ nát trong chớp mắt. Chỉ còn lại một thanh quang mỏng manh không bị nghiền nát, nhưng bên trong bình vuông, dưới sóng âm do 8 bình vuông sản sinh ra bộ kinh phàm không có chỗ nào tốt, cả người biến thành một người máu nằm trên đất. Đông Phương Sóc cũng không khá hơn, mũi tên đen không tốn quá nhiều sức lực, đã phá nát 9 viên cầu của ông ta, mũi tên đen xuyên qua cơ thể ông ta dễ dàng. Nhưng dù thế nào cũng là tu sĩ hóa thần, cơ thể ông ta chỉ nát một nửa thì dừng lại. Nhưng Đông Phương Sóc chỉ không chết, khí tức trên người kém tu sĩ Nguyên Anh khác không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa tuy mũi tên đen biến mất, nhưng ông ta giống như bị định trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Xung quanh, những người khác thấy kết cục của Đông Phương Sóc, bộ kinh phàm và Mạnh Bạch Thường, gương mặt vốn trắng bệch lại càng không còn huyết sắc. Chạy, chạy mau. Có người quát lên như bệnh tâm thần. Hóa thần đều đã chết, nếu bọn họ không nhân cơ hội chạy thoát, càng không thể sống sót. Không chỉ bọn họ, Mạnh Vô Kỳ sớm đã rời đi thấy đám người hốt hoảng chạy trốn, cùng với khí tức đáng sợ truyền từ sau lưng tới, vẻ lo lắng ở trên mặt lại dày đặc hơn nhiều. Thứ bên trong hốc cây cường đại như vậy, tuyệt đối lợi hại hơn Phương Văn Viễn hóa thần kỳ. Mạc Phàm có thể sống sót, lấy được Hoa Vĩ Long sao? Sau khi mũi tên đen làm 3 người trọng thương, lại hóa thành không ít ma long huyền ảo, sau đó lại hóa thành mũi tên đen, bắn về phía những người khác. Ấp 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 ổ, rầm rầm rầm, âm thanh bùng nổ vang lên, không ít người lập tức hóa thành từng mảnh. Những người này không phải là đám Đông Phương Sóc, nên không có thực lực cường đại như vậy. Đệ tử của Thiết Kiếm Môn muốn ra tay với Mạc Phàm lúc trước bị mũi tên đen đâm trúng, cả người cộng cả pháp khí cùng vỡ nát. Chỉ trong phút chốc, có mười mấy người bị giết chết. Ma Long muốn đi giết những người khác, nhưng đột nhiên dừng lại. Tất cả Ma Long huyền ảo nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía chỗ hầm ngầm. Chỉ trong chớp mắt khí tức khiến người ta ngất đi trên người Ma Long lại mạnh hơn nhiều. Tiếng giống giận dữ phát từ trong yết hầu ma long ra. Tuy bốn phía yên tĩnh hơn nhiều, nhưng cảm nhận được giống như đêm trước ngày tận thế. Những người này đã bị ma long đuổi theo, ngay sau đó thì hơi sửng sốt vì sắp bị một kích của ma long giết chết, bọn họ nhìn theo ma long, trong mắt lập tức tràn đầy vẻ khó tin. Chỉ thấy bên cạnh hầm ngầm, không biết Mạc Phàm luôn không rời đi tới trước bình vuông thanh đồng giam Hoa Vĩ Long từ lúc nào. Lúc này một con mắt Mạc Phàm coi như bình thường, một con mắt khác thì là một vùng màu vàng, bên trong có vô số thần văn cổ rất nhỏ lưu chuyển, thỉnh thoảng lóe lên kim quang nhạt, nhìn vô cùng quỷ dị. Tiểu tử này đang làm gì thế? Có người vô cùng khiếp sợ nói. Bọn họ đều bận rộn, chạy trối chết, chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, Mạc Phàm là một tu sĩ kim đan còn dám mơ ước Hoa Vĩ Long. Bỗng nhiên yên tĩnh, ngay cả đám Mạnh Hắc Thường ở phía xa cũng dừng lại. Hắc Thường, có chuyện gì thế, chẳng lẽ có người giết Ma Long? Mạnh Vô Tình nhíu mày, bất mãn hỏi. Bọn họ chạy trốn một lát, lại dừng lại một lát. Tuy anh ta cũng là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng kém xa đám Mạnh Hắc Thường, ở khoảng cách xa như vậy, đã vượt khỏi phạm vi cảm ứng của anh ta. Mạnh Hắc Thường nhìn thoáng qua hầm ngầm, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ kỳ lạ. Tiểu tử hạ giới kia đi lấy Hoa Vĩ Long, bây giờ bị Ma Long để mắt. Cái gì? Tiểu tử kia điên rồi à? Mạnh Vô Tình cao giọng nói. Tàn hồn của Ma Long bảo hộ Hoa Vĩ Long này, Mạc Phàm còn dám đi động Hoa Vĩ Long, đúng là muốn chết. Trái lại anh ta không quan tâm tới sống chết của Mạc Phàm, nếu có thể, anh ta càng hy vọng mình tự tay giết Mạc Phàm, nhưng có lẽ Mạc Phàm giải được sinh tử phù, chết như vậy, anh ta chỉ có thể đi tìm lão tổ của Mạnh gia bọn họ. Điên là tốt nhất, chúng ta đi thôi. Mạnh Hắc Thường cười mỉa nói. Trên đường đi,
Mạc Phàm đã khiến ông ta kìm nén đầy bụng lửa giận, cuối cùng bây giờ Mạc Phàm cũng bị giết rồi. Hơn nữa Mạc Phàm khiến Ma Long để mắt tới, ông ta có thể nhân cơ hội chạy thoát. Trong lúc này, không chỉ Mạnh Hắc Thường, không ít tu sĩ ở xung quanh lắc đầu cười. Nếu không có Mạc Phàm, bọn họ khó mà chạy trốn khỏi tay tàn hồn của Ma Long quá cường đại. Nhưng có Mạc Phàm ở đây, bọn họ an toàn hơn nhiều. Một tên ngốc, chúng ta nhanh trốn đi. Không ít người thở phào nhẹ nhõm như tìm được đường sống trong chỗ chết, sau đó bỏ chạy về phía xa. Những người khác cũng vậy, cười rời đi theo. Mạc Phàm chỉ có tu vi kim đan, không ngăn được Ma Long lâu đâu, dựa vào chút ít thời gian này, nên nhanh chạy trốn thì hơn. Những người này chạy trốn, tàn hồn của Ma Long làm như không thấy, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Mạc Phàm đứng trước bình vuông thanh đồng. Trong đó có một Ma Long dương cánh, những Ma Long huyền ảo khác bay về phía nó như chim về tổ. Chỉ trong phút chốc, Ma Long khôi phục dáng vẻ ban đầu của nó. Ma Long hạ cánh xuống, một trận cuồng phong nhấc lên, cơ thể che lấp mặt trời của Ma Long tới bên cạnh hầm ngầm. Dưới bóng dáng to lớn, chỉ trong chớp mắt cơ thể Mạc Phàm nhỏ đi rất nhiều. Đồng thời, một giọng nói trầm thấp vang lên theo. Nhân loại, ngươi muốn làm gì? Giọng nói trầm thấp vang lên, ma lôi màu tím hạ từ trên trời xuống. Xung quanh hầm ngầm lập tức được bao phủ bởi lôi điện dày đặc, giống như ma thế xuất hiện. Khí tức chôn vùi ngưng thành thực chất, lan tràn về phía Mạc Phàm. Khí tức này tới chỗ nào, toàn bộ đều vô cùng hỗn độn. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, làm như không nghe thấy lời Ma Long nói, trên người lóe sáng ánh sáng bảy màu, khí tức chôn vùi tới trước người hắn 3 mét thì dừng lại. Miệng hắn niệm thần chú, một tay đặt lên trên bình vuông thanh đồng. Bình vuông thanh đồng nhanh chóng nhỏ đi dưới tay của hắn. Hắn không biết bộ kinh phàm, nhưng hắn biết kinh long đỉnh này. Luyện khí thế gia bộ gia tạo nên uy danh, bình thường đều là linh khí. Nhưng khác với sư huynh Mạnh Bất Đồng của hắn, Hồn Tiên Tỏa của Mạnh Bất Đồng là bắt trước một kiện tiên khí, mà kinh long đỉnh này do bộ gia tự luyện chế mà thành. Kinh long đỉnh này bất luận là phương diện tấn công hay phòng ngự, đều có uy lực đặc biệt. Không ít tu sĩ tình nguyện nghèo khó, cũng phải có được kinh long đỉnh. Có kinh long đỉnh này vây khốn Hoa Vĩ Long sẽ không thể chạy trốn. Hơn nữa bộ kinh phàm đã mất đi quan hệ với kinh long đỉnh, trái lại sẽ giảm bớt không ít phiền phức cho hắn. Tay hắn mới đặt lên kinh long đỉnh không lâu, giọng nói của tàn hồn Ma Long lại vang lên. Tiểu tử nhân loại, ngươi không nghe thấy lời bổn vương nói sao? Giọng nói leng keng có lực mang theo phẫn nộ và bối rối, khiến màng tai không ít người ở xa đau nhức. Chỉ trong phút chốc, kinh long đỉnh biến thành vật thể tứ phương to bằng lòng bàn tay, bên trên phủ đầy ma văn. Mạc Phàm nhìn thoáng qua kinh long đỉnh, lúc này mới mở miệng. Ngươi đừng lãng phí võ mồm trước mặt ta thì hơn, tuy Ma Long cũng nói rất nhiều, nhưng chỉ nói nhiều với phụ nữ và người có thực lực tương đương với Ma Long mà thôi. Người diệt Ma Long là Bạch Khởi Bạch Gia, sau này là một trong thập đại cao thủ, ông ta liếc mắt một cái là diệt được 10 vạn ma tộc. Mỹ nữ mà Ma Long nhìn chúng còn mang tới đây, là vị hôn thê hiện giờ của Bạch Khởi. Còn Ma Long này, hắn từng nghe Bạch Khởi nói với hắn rồi, thực lực không kém, nhưng lợi hại nhất là mồm miệng. Truyền thuyết ông ta liếc mắt một cái giết Ma Long, thực ra không đơn giản như vậy. Lúc đó ông ta còn chưa tới cảnh giới đại thừa, đại chiến 3 ngày 3 đêm với Ma Long, miệng Ma Long hầu như chưa từng ngừng. Tuy không phải công kích linh hồn, nhưng đường đường là một con rồng lại ong ong không ngừng bên tai Bạch Khởi như con ruồi. Cuối cùng Bạch Khởi không chịu nổi Ma Long làm nhảm, nên sử dụng pháp thuật cấm kỵ của Bạch gia, lúc này mới giết được Ma Long. Thần hồn của Ma Long đã bị Bạch Khởi đánh chết, quả thật tàn hồn này là một phần của Ma Long, nhưng đã mất đi hoàn toàn ý thức của Ma Long. Sở dĩ sẽ đuổi theo giết những người đó, còn mở miệng nói như người, một phần là dựa vào bản năng, thứ hai là vì Hoa Vĩ Long này khống chế. Sở dĩ hắn biết chuyện này, không phải vì nhãn lực của hắn cao hơn người khác nhiều. Mà lúc hắn tới đây, bỗng nhiên hắn nhớ tới một chuyện. Kiếp trước, cứ cách một thời gian ở Ma Long Tinh, sẽ có hàng loạt tu sĩ chết vì tìm kiếm Hoa Vĩ Long và dưới bảo tàng của Ma Long. Mới đầu không có quá nhiều người chú ý, dù sao nơi này là một vùng hiểm địa. Nhưng tu sĩ tử vong theo quy luật, hấp dẫn sự chú ý của thần Nông Tông bọn họ. Bởi vì Ma Long Tinh là tinh cầu thuộc thần Nông Tông,
chuyện này cần Thần Nông Tông phái người ra mặt. Vốn là sư huynh Mạnh Bất Đồng tới làm, kết quả Mạnh Bất Đồng bận việc, nên giao cho hắn. Suy xét tới tu sĩ đại thừa là Ma Long, mà hắn lại có quan hệ tốt với Bạch Khởi, vì thế hắn mời Bạch Khởi đến Ma Long Tinh. Hắn và Bạch Khởi mới tới Ma Long Tinh không lâu, thì phát hiện vấn đề. Trái lại Ma Long không sống lại, chỉ là một hoa vĩ long không biết dựa vào phương pháp gì, đã khống chế phần tâm hồn của Ma Long, thông qua không ngừng tàn sát tu sĩ dần dần càng ngày càng mạnh. Vốn chỉ là hoa vĩ long ngàn năm, trải qua mấy trăm năm ngắn ngủi, vậy mà có được thực lực của hoa vĩ long mấy chục vạn năm. Hơn nữa hoa vĩ long và tàn hồn của Ma Long đã dung hợp lại hoàn toàn, thực lực tiến thẳng tới cao thủ đại thừa. Không nói tới Bạch Khởi đại thừa kỳ có thể tiêu diệt Ma Long, lúc ấy Bạch Khởi đại thừa kỳ mới tấn chức đối phó hoa vĩ long càng không thành vấn đề. Chỉ trong phút chốc, hoa vĩ long bị Bạch Khởi đánh về nguyên hình, thu vào. Sau này hắn mới biết vì sao hoa vĩ long này có thể điều khiển tàn hồn của Ma Long, là vì khi Bạch Khởi giết Ma Long, đúng lúc tinh huyết trong tim Ma Long rơi lên cành lá của hoa vĩ long này, được hoa vĩ long này hấp thu. Tinh huyết này khiến hoa vĩ long có trí tuệ không thấp, cũng có đủ thông tin về tàn hồn của Ma Long, năm đó hắn và Bạch Khởi cùng tóm được hoa vĩ long kia ở đây. Cho nên nhiều năm sau, hoa vĩ long thực lực tiến thẳng tới đại thừa kỳ là thứ này không thể nghi ngờ. Hiện giờ hoa vĩ long chỉ có thể khống chế Ma Long, thông qua Ma Long phát ra tiếng, còn chưa dung hợp hoàn toàn với Ma Long. Bên trong Kim Long đỉnh, hoa vĩ long nghe Mạc Phàm nói vậy, mặt rồng của nó thay đổi. Nhân loại, ngươi là ai, nhanh thả ta ra, ngươi không muốn sống nữa à? Đây không phải là lần đầu tiên nó dựa vào tàn hồn của Ma Long giết người, ngay cả tu sĩ hóa thần đều không thể phát hiện ra điểm này, một tu sĩ kim đan lại có thể nói thẳng ra, chuyện này khó mà không khiến nó sợ hãi. Ta là ai không quan trọng, tất cả ngươi, ta muốn rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hoa vĩ long ngàn năm đã đủ giải vạn niên tuyệt trên người tiểu vũ, hoa vĩ long hấp thu tinh huyết của Ma Long càng tốt hơn. Nhân loại, người cao hứng quá sớm rồi đó, giết tên này cho ta. Trong đôi mắt hoa vĩ long lóe lên hung ác, ra lệnh. Mấy tu sĩ lợi hại nhất đều chết trên tay nó, chỉ là một tu sĩ kim đan nhỏ bé có thể làm được gì. Đơn giản là biết nhiều hơn người khác một chút, nhưng nếu biết nhiều có thể không chết, vậy tu luyện có ích lợi gì, đều đọc sách cả đi. Hoa vĩ long mới nói xong, trong mắt Ma Long to lớn chớp lóe tinh quang, nó cao giọng giống. Giống. Lần này Ma Long không biến thành mũi tên đen, trái lại cái miệng to có thể thôn thiên khẽ hút, giống như nuốt trôi đại hải, một quang cầu màu đen cỡ một căn phòng nhanh chóng ngưng tụ trong miệng Ma Long. Quang cầu màu đen này vừa xuất hiện, ma khí, ma vân trong 10 dặm xung quanh đều hội tụ về phía quang cầu. Theo ma khí, ma vân hội tụ lại, quang cầu màu đen này không chỉ không to hơn, trái lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ to bằng cái đầu, vẫn đang tiếp tục nhỏ đi. Nhưng năng lượng đáng sợ dao động mạnh hơn trước không ít. Cho dù là những tu sĩ chạy trốn ra xa hơn 10 dặm, vẫn có cảm giác như cả người bị một đôi đại thủ vô hình đè ép, xé rách. Cho dù bọn họ là Nguyên Anh trung kỳ, hay Nguyên Anh đỉnh phong đều không thể thoát khỏi. Chạy mau, chạy mau. Cảm nhận được lực lượng khiến người ta sợ hãi, không ít người nghiến răng tăng tốc độ. Bên cạnh hầm ngầm, Mạc Phàm thì cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Ma Long. Giết ta, không dễ như vậy đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 65.